Vị thế tử này thật sự rất giỏi trong việc tán tỉnh các cô gái. Mới đây còn chê bai các cô gái xấu xí, tính tình không tốt, nhưng ngay sau đó đã trực tiếp cầu hôn, đưa đối phương về cung điện. Chuyện này là thế nào nhỉ? Mời mọi người cùng theo dõi bộ phim Hàn Quốc mới Trái Tim Đẫm Máu. 4 năm trước, các quan lại dưới sự dẫn dắt của Tả tướng đã quỳ xuống cầu xin bãi bỏ vị thế tử phóng đãng không kiềm chế. Vua rất bất đắc dĩ khi mà tất cả các quan lại đã liên kết lại, cho thấy toàn bộ triều đình đã thông đồng với nhau. Vua như một bù nhìn cũng không thể làm gì, vị thế tử với vẻ mặt không cam lòng đã đứng lên. Anh ta bày tỏ sẵn lòng kết hôn với Jun tiểu thư, thậm chí không ngần ngại quỳ xuống trước mặt Tả tướng. Thấy vậy, Tả tướng cũng lập tức quỳ xuống, thế tử yêu cầu Tả tướng cứu mình. Không lâu sau đó, thế tử đã mặc trang phục cưới, chào đón Jun tiểu thư do Tả tướng chọn làm phi. 4 năm trôi qua, thế tử lên ngôi vua, Jun tiểu thư trở thành trung điện. Trong suốt 4 năm, cô ấy không hề có thai. Vì Jun tiểu thư không có con, các quan lại đã tiến cử với vua việc chọn lựa hậu cung để sinh con, việc này không thể chần chừ. Cha của Jun tiểu thư, quốc trượng, đã phản đối vì vị trí của Jun tiểu thư trong hậu cung liên quan đến tương lai của cả gia tộc họ. Vua không dám trực tiếp chống lại ý kiến của các quan lại, tuyên bố sẽ tiến hành chọn lựa hậu cung sau khi trung điện đưa ra yêu cầu. Tuy nhiên, Tả tướng lại yêu cầu ông ta trực tiếp ra lệnh và bày tỏ rằng đây cũng là ý của đại phi. Sau khi rời triều đình, vua đến thăm trung điện, Jun tiểu thư vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ vang lên từ bên trong. Jun tiểu thư đã nghe được tin tức về những sóng gió ở triều đình. Bản thân cô ấy đang ốm, nhưng không ai đến thăm. Khi vua vào bên trong, Jun tiểu thư thẳng thắn với anh rằng cô ấy luôn yêu mến vua, nhưng vua lại chọn con gái của học giả làm phi của anh. Jun tiểu thư luôn giữ trong lòng mối hận này và còn nói rằng nếu cô gái đó còn sống, cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Vua vuốt ve khuôn mặt của cô, nói với cô rằng cô sẽ sớm qua đời, không ai muốn được yêu bởi con gái của kẻ thù đã cho đăng xuất mẫu hậu của mình. Anh còn thẳng thắn nói rằng chính việc kết hôn với Jun tiểu thư đã giúp anh lên ngôi vua. Một khi Jun tiểu thư qua đời, anh có thể kết hôn với một gia tộc có lợi hơn để củng cố vị thế của mình. Sau khi nói xong, vua rời khỏi cung trung điện. Vừa ra ngoài, anh nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của những người hầu bên trong, trung điện nương nương đã qua đời. Mặt khác, cha của Jun tiểu thư, quốc trượng, đến gặp đại phi, đến để nói về việc vua chọn phi. Ông tha thiết với đại phi, nếu thực sự muốn chọn phi, xin hãy nhìn vào tình trạng sức khỏe yếu ớt của Jun tiểu thư, giao việc chọn lựa hậu cung cho ông ta làm. Đại phi cười, ngay khi lời nói vừa dứt, cánh cửa mở ra, một đám đông quan lại đứng bên ngoài. Đại phi nói với quốc trượng rằng Jun tiểu thư đã không còn nhiều thời gian nữa. Quốc trượng đến tìm mình, ngay khi mở miệng đã nói về việc cưới hậu cung, có vẻ như trong mắt ông ta không hề có con gái này, mà quan trọng hơn cả là quyền lực. Nghe vậy, Tả tướng ngay lập tức tuyên bố miễn nhiệm quốc trượng với tội danh lừa dối vua, hãm hại triều đình. Ở làng Tre, có một cô gái trẻ mặc áo xanh, cô gái này kinh doanh buôn bán hộp tre màu, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cô ấy lại chia lợi nhuận cho những người thợ. Gần đây, mọi người trong làng đều bận rộn với việc làm hộp tre màu, bởi sau khi quốc tang kết thúc, triều đình sẽ ban bố lệnh cấm kết hôn. Trước khi lệnh cấm kết hôn được ban bố, quý tộc sẽ vội vã kết hôn, điều này đòi hỏi một lượng lớn hộp tre màu để đựng của hồi môn. Cô gái nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ đây, cô muốn tận dụng cơ hội này để kiếm một khoản lớn. Trong cung điện, vua đến thăm và chào hỏi đại phi. Đại phi không phải là mẹ đẻ của anh, mẹ đẻ của vua đã qua đời từ lâu. Đại phi nhắc nhở vua rằng Jun tiểu thư vừa mới qua đời, nếu tính cả việc mất đi người vợ yêu dấu nhiều năm trước thì đây đã là lần thứ hai vua mất đi người vợ yêu quý. Là vua của Joseon, anh cần sớm cưới một trung điện mới. Vua, với tâm trạng lo lắng, ngủ trong thư viện vào ban đêm. Xung quanh anh toàn là mắt xích của Tả tướng, mọi hành động của anh đều được Tả tướng biết đến. Vua đã yêu cầu mọi người rời đi và mở một lối đi bí mật trong thư viện. Con đường bí mật này làm anh nhớ lại nhiều chuyện xưa, khi còn là thế tử, nghe nói các quan lại đã chọn Jun tiểu thư làm phi cho mình. Anh đã lén lút rời khỏi cung điện muốn gặp và xem xét nhan sắc và phẩm hạnh của Jun tiểu thư có phù hợp làm phi hay không. Chính trong chuyến đi này, anh đã đem lòng yêu một cô gái từ cái nhìn đầu tiên, một cô gái đang dạy các em nhỏ cách ấp trứng gà. Tuy nhiên, thế tử lại nói rằng cô ta đang nói mê sảng, vì làm sao trứng có thể nở thành gà mà không cần gà mẹ ấp. Cô gái đã dùng lý lẽ và sự thật để phản bác. Thế tử đã dẫm nát vài quả trứng bằng chân, khiến cô gái rất tức giận và yêu cầu thế tử bồi thường. Thế tử bảo, nếu muốn bồi thường thì hãy đến tìm ông ta. Cô gái liền cưỡi ngựa đuổi theo và chỉ đến khi đuổi kịp thế tử giữa bãi lau sậy mới dừng lại. Cô gái hôm nay muốn dạy các em nhỏ rằng nỗ lực sẽ có kết quả, nhưng lại bị hành động vô tình của thế tử phá hỏng. Thế tử không coi đó là việc gì to tát, rồi quay lưng bỏ đi. Cô gái nhắc nhở anh rằng phía trước có đầm lầy, nhưng thế tử không tin, cuối cùng thật sự đã bị sa vào đầm lầy. Cô gái đã đến giúp đỡ và nói với thế tử rằng cô ấy không bao giờ nói dối. Thế tử bị sự thông minh, khoan dung và ổn định của cô gái chinh phục, sau đó thế tử đồng ý bồi thường. Trước khi chia tay, anh nắm lấy tay cô gái và nói rằng những đứa trẻ vì muốn ăn no mà có thể sẽ ăn trứng trước khi nó nở, khiến việc giáo dục trở nên vô nghĩa. Cô gái nói rằng dù sao, miễn là sau đó chúng cảm thấy hối hận về hành động của mình thì nó vẫn có ý nghĩa. Thế tử nhìn cô gái, bất ngờ nói cô thật xấu, ồn ào và vô lý. Ai dám cưới một người như cô vào nhà chứ, vậy nên hãy thành thân với tôi đi. Nghe những lời này, cô gái đứng hình tại chỗ. Sau khi trở về, thế tử nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng về cô gái này. Cô là con gái của học giả,
người được các học giả kính trọng và các đại thần e ngại. Việc cưới con gái học giả không gây hại gì cho quyền lực vương giả. Cả vua cha và mẫu hậu đều giật mình. Cần biết rằng, trong cung có đầy rẫy những người của phe tả tướng. Vua cha ngay lập tức cho người hầu rút lui. Thế tử biết rằng ý định của vua cha và mẫu hậu cũng giống như mình. Việc hôn nhân của mình bị trì hoãn đến bây giờ là bởi vua cha không hài lòng với Jun tiểu thư, người được các đại thần chọn lựa. Vua cha rất lo lắng, anh trai của ông đã bị phe tả tướng dẫn đầu bãi bỏ, sau đó ông được đưa lên ngôi làm bù nhì. Trong khi gia đình mẫu hậu bị tả tướng diệt trừ với cáo buộc là thần tử bị lật đổ, mẫu hậu cũng suýt bị đuổi ra khỏi cung. Rất nhanh, vua cha triệu tập học giả, đề xuất muốn đặt con gái ông làm phi cho thế tử. Học giả trở về nhà với tâm trạng nặng nề và nói chuyện này với con gái. Cô gái lập tức hiểu ra, cung điện muốn dùng sức mạnh của học giả để thu hút họ, nhưng cô không muốn vào cung. Cha cô khuyên cô, ở Joseon chỉ có một nơi cho phép phụ nữ áp dụng kiến thức và phục vụ đất nước, đó là vị trí trung điện. Hơn nữa, sau nhiều năm quan sát, học giả tin rằng con gái mình có tiềm năng trở thành hoàng hậu. Cô ấy quan tâm đến đất nước, đến dân chúng và ấp ủ hoài bão lớn. Trung điện có thể là nơi thực hiện được mơ ước của cô, và như vậy, cô gái đã vào cung. Thế tử kiềm chế không gặp cô, muốn tạo một bất ngờ cho cô vào đêm tân hôn. Trong khi đó, tả tướng nghe được tin này, thế tử muốn liên kết với lực lượng học giả để chống lại các đại thần. Tả tướng tìm một lý do. Hiện tại, hoàng hậu là con gái của thần tử bị lật đổ thuộc họ Xin, và học giả cùng họ Xin có chung một người thầy. Với lý do này, tả tướng vu cáo học giả lạm dụng sức mạnh của học giả với ý đồ phản loạn, sau đó tìm người làm chứng giả mạo, chỉ đích danh hoàng hậu là kẻ chủ mưu phản loạn. Tả tướng yêu cầu vua bãi bỏ hoàng hậu và công bố tội trạng của bà ra công chúng. Vua đã van xin ông ta đừng làm như vậy, nhưng tả tướng vẫn bức bách từng bước. Vua giận dữ, lập tức tuyên bố tả tướng vu khống hoàng hậu là hành động phản bội nghịch đạo, nhưng lực lượng cận vệ bên dưới không nghe theo lệnh của ông, không ai hành động. Các quan lại cũng lần lượt quỳ xuống cởi mũ, uy hiếp vua. Vua và hoàng hậu rơi vào tình thế bị động. Hoàng hậu đã dàn dựng một kế hoạch, bà và thế tử cùng uống trà độc, nhưng lượng trà thế tử uống không đủ để gây tử vong, chỉ khiến anh ốm vài ngày. Cả hai cùng bị ngộ độc, tả tướng và những người khác mới phải e dè. Bà nói với thế tử rằng, bản thân bà là một người mẹ chắc chắn sẽ bảo vệ con cái của mình và hy vọng thế tử sau này cũng sẽ bảo vệ vợ mình. Sau một thời gian suy nghĩ, vua cuối cùng đã hiểu ra ý đồ của hoàng hậu. Ông vội vã đến nhưng vẫn muộn một bước. Hoàng hậu không kịp để lại lời di huấn nào đã qua đời trong vòng tay của ông. Vua lập tức gọi người vào, dùng lý do hoàng hậu và thế tử bị ám sát để đóng cửa cung điện và tìm kiếm kẻ phản nghịch. Không lâu sau, thế tử tỉnh dậy, anh tưởng rằng sự hy sinh của mẫu hậu sẽ làm cho phe tả tướng chịu tổn thất nặng nề, nhưng khi tỉnh dậy, anh phát hiện ra rằng mọi thứ không hề thay đổi. Tả tướng vẫn an toàn và tội danh phản nghịch đã được chuyển lên đầu học giả. Gia đình học giả đã bị tống giam và sắp bị xử tử toàn bộ. Thế tử không kìm chế được cơn giận, lên tiếng chống đối tả tướng. Thế tử bị vua cha ra lệnh đưa về Đông Cung Điện và bị giam giữ. Rất nhanh sau đó, gia đình học giả bị xử tử. Cô gái nhìn chằm chằm vào việc cha mẹ mình bị dẫn đi hành quyết, trong khi bản thân cô cũng bị giam giữ chờ phán quyết. Thế tử đã cầu xin vua cha tha cho cô gái vì cô ấy vô tội. Nhưng vua cha nói rằng hoàng hậu đã qua đời cũng là vô tội. Ngồi ở vị trí của họ, nếu không có quyền lực thì không thể bảo vệ được người thân. Ông đã chấp nhận số phận và tự nhận mình là kẻ chồng nhát gan vì đã làm ngơ trước sự ra đi của vợ. Nhưng thế tử không thể làm như vua cha, nhát gan như vậy. Khi thế tử quay lưng định đi, vua cha đã mở cửa vào lối đi bí mật. Một vệ sĩ tên là Kyun đang chờ trong lối đi bí mật này, đường này có thể dẫn ra ngoài cung. Vua cha bảo thế tử theo Kyun rời đi ngay lập tức. Vào buổi tối, nhà tù bùng phát một trận hỏa hoạn lớn. Thế tử xông vào nhà tù cứu cô gái ra. Cô gái vừa buồn bã vừa tức giận, hỏi thế tử tại sao chỉ mình cô sống sót. Thế tử nhắc nhở cô phải sống sót, chỉ khi sống sót, sau này mới có thể trả thù cho gia đình đã khuất. Nhiều năm trôi qua, thế tử và cô gái đã trưởng thành. Thế tử giờ đã trở thành vua, anh đến ngoại ô, đứng trên một cây cầu. Cô gái đã đứng đợi trên cầu, thế tử từ từ tiến lại gần, họ nhìn nhau và mỉm cười. Vua cảm ơn cô gái mà mình yêu mến vẫn còn sống và anh sắp sửa đón cô vào cung làm hoàng hậu. Gia đình học giả bị chém sạch, cô gái Jun Jong đã trốn thoát trong vụ hỏa hoạn ở nhà tù. Sau khi thoát ra, cô muốn tìm xác cha mẹ nhưng phải cực kỳ thận trọng vì đối với mọi người cô đã đăng xuất. Jun Jong đã quyết tâm sẽ trả thù trong tương lai. Jun Jong không biết thực sự Lee Tae là ai. Đối với cô, Lee Tae chỉ là người học giả đã cứu mình trong nhà tù. Jun Jong rất biết ơn anh và họ đã cùng nhau động viên lẫn nhau phải sống tốt. Jun Jong và Lee Tae bước đi bên nhau. Jun Jong đeo trang sức mà Lee Tae tặng. Cô vô tình làm rơi thứ gì đó khi đang ở trên một con dốc và Jun Jong nhờ Lee Tae giữ tay cô khi cô cúi xuống để nhặt. Jun Jong rất trân trọng món đồ này vì đó là chiếc quạt cô chuẩn bị tặng cho Lee Tae. Lúc này, hai cô em thân thiết của Jun Jong đến, thấy Jun Jong đang ở cùng một người đàn ông, liền vội vã hỏi han. Họ trực tiếp hỏi về tình cảm của Lee Tae dành cho Jun Jong. Hai cô em luôn cảm thấy người học giả này không đáng tin, mặc dù rõ ràng có tình cảm với Jun Jong nhưng lại không bao giờ đề cập đến chuyện kết hôn. Và dường như còn đang đối mặt với một số nguy hiểm và bị áp bức, họ không biết anh ta đang giấu điều gì. Sau cuộc gặp, Lee Tae trở về cung, đại tổng quản của anh là mắt xích của tả tướng. Người này báo cáo với tả tướng rằng thế tử gần đây mất ngủ nghiêm trọng, luôn ngủ trong thư viện. Tả tướng yêu cầu anh ta phải đặc biệt chú ý, không được lơ là một giây nào và việc chọn lựa trung điện mới lại được đưa ra thảo luận. Tả tướng xin phép đại phi, hy vọng có thể chịu trách nhiệm toàn bộ việc chọn phi lần này.
Với lệnh cấm kết hôn sắp được ban bố, một quan chức muốn gả con gái mình, Dân Hy, cho cháu trai của Tả tướng, nhưng Dân Hy không muốn. Cô muốn vào cung tham gia việc chọn phi. Đúng lúc đó, Jun Jong đến nhà quan chức này bán hộp che màu. Sau khi tiếp xúc với Dân Hy, Jun Jong nghĩ rằng Dân Hy không muốn kết hôn chắc chắn là vì đã có người trong lòng. Cô bảo em gái điều tra xem người đó là ai. Người trong lòng của Dân Hy chính là Lee Tae. Một lần cô gặp sự cố khi đi ra ngoài, cô ẩn mình trong kiệu và không dám ra ngoài. Dần dần, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài lắng xuống. Một người đàn ông nói với cô rằng mọi người đã được xử lý hết, cô có thể ra ngoài. Người đàn ông mở cửa kiệu, Dân Hy nhìn thấy mặt anh, đó là Lee Tae. Nhưng lúc đó Dân Hy không biết anh là ai. Chuẩn bị gặp Lee Tae, Jun Jong bị thầy của mình chặn lại. Thầy cho rằng Jun Jong không hiểu biết gì về người học giả đó, nhưng Jun Jong không quan tâm đến những điều đó. Cuối cùng, cô vẫn đến được cây cầu. Jun Jong đến muộn, nhưng Lee Tae vẫn đợi cô, không hề rời đi, vì anh biết Jun Jong chắc chắn sẽ đến. Trong cung, đại tổng quản yêu cầu thế tử sớm nghỉ ngơi nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Anh ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, đang định vào xem thì một quan trong cận thần từ bên trong đi ra, nói rằng thế tử đang ở bên trong và yêu cầu đại tổng quản không vào làm phiền. Quan cận thần chính là Kyun, người hầu được tiên hoàng sắp xếp để hỗ trợ Lee Tae. Lúc này, Lee Tae đang đi bên cạnh Jun Jong, cùng nhau dạo bước dưới hoa. Thấy Lee Tae luôn cao có, Jun Jong bảo anh nên cười nhiều hơn. Dưới cơn mưa hoa, hai người càng lúc càng gần nhau hơn. Đúng lúc sắp hôn nhau thì Lee Tae lại tránh mặt, Jun Jong chủ động hôn lên má của anh. Trong lúc hẹn hò, hai cô em gái lại chạy đến. Họ được Jun Jong sai đi điều tra Tả tướng. Họ phát hiện ra người phụ nữ được giấu trong phòng của gia đình Tả tướng chính là cháu gái của Tả tướng. Tả tướng có ý định đặt cháu gái mình làm trung điện. Chỉ cần đại phi và Tả tướng cấu kết, họ có thể quyết định người được chọn. Lee Tae đoán rằng Jun Jong vẫn muốn trả thù sau sự kiện đó. Trong đó rất nhiều người vô tội đã đăng xuất, gia đình cô cũng bị sát hại. Cô vẫn không biết kẻ đứng sau là ai. Vì vậy cô quyết tìm ra người thực sự cho đăng xuất hoàng hậu để giúp cha mình rửa sạch oan khuất. Nhưng Lee Tae lại khuyên cô không nên làm gì cả, quên đi tất cả và sống một cuộc đời bình thường. Mặt khác, Tả tướng hồi tưởng về quá khứ, trời đầy ánh đỏ, cho đăng xuất chóc, máu me. Ông ta dùng kiếm xông pha qua kẻ thù. Trong bữa tiệc, Tả tướng lại lấy ra chiếc kiếm đó. Chiếc kiếm đã mở cửa cung trong ngày họ giành lại quyền lực, kiếm đầy máu của những công thần. Hiện tại, họ không thể để thảm kịch của bạo chúa ngày xưa tái diễn, vì vậy phải giữ vững trung điện. Ông ta dự định chọn cháu gái mình làm trung điện, nhưng hành động này có thể gây ra sự nghi ngờ từ phía họ hàng và học giả. Đúng lúc này, đại phi đến về việc chọn trung điện, bà đến để truyền đạt ý kiến của mình. Đại phi tuyên bố, ý kiến của Tả tướng chính là ý kiến của bà, đồng thời cũng là ý kiến của vua. Ngay khi lời này được phát ra, các đại thần không còn bất kỳ tiếng nói phản đối nào. Quốc trưởng âm thầm bàn luận phía sau, việc ai sẽ là trung điện liên quan đến kế hoạch hàng trăm năm của Joseon, làm sao có thể do một đại phi quyết định. Chính vì vậy, những xì căng đan của đại phi mới được lan truyền trong bóng tối. Ngay sau đó, Tả tướng xuất hiện, quốc trưởng đã phát ngôn xúc phạm đại phi, Tả tướng dùng điều này làm lời đe dọa, ra lệnh cho một đại thần khác tìm ra tất cả tài sản ẩn giấu của quốc trưởng và tịch thu vào quốc khố. Ngày hôm sau, đại phi triệu tập con gái của tất cả phụ nữ có chức vị vào cung, Dân Hy cũng nằm trong số đó. Hôm đó cô được Lee Tae cứu, Dân Hy muốn cảm ơn người đã cứu mình. Lee Tae trả lời rằng mình đã nhận được lời cảm ơn, đó chính là Dân Hy xinh đẹp như bông hoa. Khi cô hỏi anh ta thực sự là ai, rất nhanh cô nhận ra qua hạt châu trên mũ của Lee Tae. Dân Hy mắng anh ta vô lễ và đoán ra anh ta chính là vua hiện tại. Từ đó, Dân Hy âm thầm trao trái tim mình cho Lee Tae, cô vui vẻ đến cung. Trên bàn có một chỗ trống dành cho cháu gái của Tả tướng, người hôm nay không tham dự. Đại phi vẫn giữ chỗ trống đó như một biểu hiện của sự tôn trọng, vì đây sẽ là vị trí của một người có quyền lực cao trong tương lai, mọi người đều phải phục vụ. Dân Hy hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói này, biết rằng mình kết hôn với Lee Tae đã không còn hy vọng, không khỏi cảm thấy thất vọng. Cô định tìm một ai đó để kết hôn trước khi lệnh cấm kết hôn được ban bố. Không lâu sau, Lee Tae được biết cháu gái của Tả tướng sẽ được chọn làm trung điện, điều này đã được mọi người biết đến, chỉ mình anh không hay. Nếu thực sự để Tả tướng kiểm soát cung trung điện, thì từ giờ về sau, đất nước này sẽ thuộc về họ qua các thế hệ. Kyun tự nguyện đề nghị đi lấy đầu của Tả tướng, nhưng Lee Tae biết rằng chỉ cho đăng xuất một mình ông ta là không đủ, cần phải loại bỏ tất cả các đại thần liên quan mới được. Từ bây giờ, anh phải giữ vững vị trí của trung cung điện. Mặt khác, Dân Hy nhận được một bức thư. Sau khi đọc xong, cô rời khỏi qua cửa sau để đến điểm hẹn. Người hẹn gặp cô chính là Lee Tae. Lee Tae hỏi cô tại sao không nộp danh sách chọn lựa, nhưng Dân Hy trả lời rằng người được chọn làm trung điện đã được quyết định sẵn, dù cô có nộp danh sách cũng vô ích. Lee Tae nói rằng vào thời điểm chọn lựa, anh có quyền lực chọn lựa gia tộc mình mong muốn và người anh muốn chính là Dân Hy. Nghe vậy, Dân Hy cười e thẹn. Trong khi đó, thượng thư nhận được tin tức rằng con gái mình đang có cuộc hẹn riêng với một người đàn ông. Ông ta mang theo người đến nơi và bao vây bên ngoài, ra lệnh bắt giữ người đàn ông bên trong. Trong lúc hỗn loạn, thượng thư đột nhiên nhận ra những người này là tôi tớ của thế tử. Khi ông nhận ra điều này, Lee Tae bước ra từ bên trong, thượng thư giật mình, lập tức quỳ xuống. Ông ta nói rằng sẽ bịt miệng tất cả những người có mặt, giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng Lee Tae lại đe dọa sẽ tiết lộ mối quan hệ riêng tư của mình và Dân Hy. Lee Tae biết rằng thượng thư là một trung thần thực sự, chỉ là những người dân đơn giản luôn lầm tưởng ông ta là tay sai của Tả tướng. Lee Tae cố gắng kéo thượng thư về phía mình, yêu cầu ông gả con gái cho mình. Trước đó,
một quý tử đã cầu hôn Jun Jong nhưng bị từ chối. Anh ta giữ hận trong lòng và tìm người lên kế hoạch bắt cóc Jun Jong. Ngẫu nhiên Lee Tae đi ngang qua và nghe được kế hoạch này, lập tức sai người đi tố cáo. Quý tử không biết gì đã chuẩn bị một nhóm người để thực hiện vụ bắt cóc. Trong cung, Lee Tae nhớ lại vụ bắt cóc mình đã vô tình nghe thấy, hỏi Ki-un về diễn biến sau đó. Ki-un đã tố cáo sự việc, nhưng nghe nói đối tượng bị theo dõi không gặp nguy hiểm nên quan chức không có hành động trừng phạt. Hơn nữa, Ki-un còn tìm hiểu được rằng sự việc có liên quan đến Jun Jong, anh khuyên Lee Tae không nên can thiệp nữa. Lee Tae cảm thấy ngạc nhiên không hiểu tại sao lại liên quan đến Jun Jong, anh không thể yên tâm và quyết định rời cung qua lối đi bí mật một mình. Đến ngoại ô cung điện, ngay lập tức, gián điệp trong cung nhận được tin tức có người mang biển hiệu của quan trong cung rời cung, rất có khả năng đó là vua, vì vậy, một nhóm người theo dõi theo. Lúc này, Jun Jong đang di chuyển trong rừng rậm, mơ hồ nghe thấy có tiếng động phía sau, cô quay đầu nhìn lại nhưng không thấy gì. Những tên bắt cóc không biết rằng đã rơi vào tay Lee Tae, anh đã nhanh chóng khống chế tất cả bọn chúng. Lee Tae thẩm vấn quý tử, hỏi ai đã sai khiến anh ta đến đây và mục đích thực sự là gì, là vì tiền hay có mưu đồ khác. Bấy giờ, từ xa có mấy mũi tên bắn tới, quý tử lợi dụng cơ hội trốn thoát nhưng lại bị một nhóm người khác chặn lại. Họ buộc anh ta phải kể lại mọi chuyện vừa gặp phải từ đầu đến cuối. Jun Jong nghe thấy tiếng động tới gần và đúng lúc ấy, một mũi tên khác được bắn tới. Lee Tae vội vàng ôm cô tránh né nhưng vẫn bị thương ở cánh tay. Thấy Lee Tae bị thương, Jun Jong cũng đau như cắt. Cô thổ lộ với Lee Tae rằng mình luôn yêu mến anh, muốn bảo vệ anh và hy vọng Lee Tae có thể cùng cô kết hôn. Nhưng Lee Tae chỉ có thể trả lời rằng mình đã có người được chọn làm bạn đời. Nghe lời này, Jun Jong đứng sững sờ với vẻ mặt ngạc nhiên. Hơn nữa, anh ấy có một kế hoạch mà mình cần phải hoàn thành, cần sự giúp đỡ của người phụ nữ đó. Jun Jong không hiểu, nếu như vậy, tại sao Lee Tae lại muốn gặp cô và tỏ ra thân thiện? Trước sự thắc mắc của Jun Jong, Lee Tae không thể nói gì và quay lưng đi. Jun Jong trở về với vẻ mặt buồn bã. Khi cô về đến nhà, trời đã tối, khách đã đợi cô từ lâu. Jun Jong nói với thầy đón mình rằng người học giả cô yêu mến đã có hôn ước. Từ phản ứng không ngạc nhiên của thầy, có lẽ ông ấy đã biết chuyện này từ trước. Lee Tae trở về cung, lo lắng cho sự an toàn của Jun Jong, bảo Ki-un đi kiểm tra. Nhưng đại tổng quản đã nghi ngờ, Ki-un khuyên anh không nên hành động bốc đồng, việc đi lại giữa trong và ngoài cung quá chú ý, tốt hơn hết là đưa Jun Jong vào hậu cung. Lee Tae không muốn làm như vậy, ban đầu chính anh muốn nhận Jun Jong làm phi, nhưng lại khiến cô ấy phải chịu cảnh cả nhà bị chém. Bây giờ, anh không thể lặp lại sai lầm đó. Kể từ khi Lee Tae thẳng thắn, Jun Jong luôn cảm thấy buồn bã trong lòng. Em gái biết chuyện, muốn giúp Jun Jong trả đũa. Ban đầu, Jun Jong cũng nghĩ như vậy, muốn tìm Lee Tae làm ầm lên. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô nhận ra mình không biết gì về Lee Tae, kể cả chỗ ở hay tuổi tác của anh. Nhưng Jun Jong vẫn tin tưởng vào tình cảm chân thành của Lee Tae dành cho mình. Chúng ta quay lại với quý tử đã cầu hôn Jun Jong nhưng bị từ chối và sau đó lên kế hoạch bắt cóc cô. Anh ta bị tả tướng bắt giữ. Tả tướng hỏi anh ta về danh tính của người phụ nữ mà anh ta cố gắng ám sát hôm nay và mối quan hệ của cô ấy với người đàn ông đã đến cứu cô. Không lâu sau đó, một nhóm quân lính xông vào xưởng sơn màu, bắt giữ tất cả mọi người. Nghe nói là do lệnh của cấp cao, không rõ Jun Jong đã làm gì để bị truy cứu trách nhiệm đến mức này. Tả tướng phát hiện ra Jun Jong, một người thuộc dòng dõi quý tộc nhưng lại công khai kinh doanh, và một học giả mà cô ấy dự định kết hôn, không biết nguồn gốc thế nào, tả tướng ra lệnh điều tra kỹ lưỡng. Khi ngày chọn phi đang đến gần, Jun Hee muốn tham gia lựa chọn. Cha cô, thượng thư, nhắc đến nguyên nhân sự ra đi của mẹ vua. Mọi người đều nghĩ rằng bà là tai nạn, nhưng thực tế không phải vậy và cho đến nay, không ai biết thủ phạm thực sự là ai. Sau khi hoàng hậu trước qua đời, tiên hoàng định bắt giữ các đại thần liên kết với tả tướng. Tả tướng vội vã tìm một kẻ thế mạng để xoa dịu sự việc. Cung điện chính là nơi mà mạng sống của mẹ và vợ có thể được sử dụng làm công cụ. Thượng thư nói với con gái mình rằng việc chọn lựa trung điện đã được quyết định sẵn, nhưng Jun Hee vẫn muốn thử một lần. Nếu không thể trở thành trung điện, cô ấy thả đăng xuất. Mặt khác, Lee Tae ngụy trang rời cung và trở về, đại tổng quản phát hiện ra anh bị thương. Sự thường xuyên triệu tập Ki-un của Lee Tae cũng khiến đại tổng quản nghi ngờ. Chuyện Lee Tae gặp gỡ Jun Hee một cách riêng tư, phía thượng thư đã bịt miệng, không có tin tức nào rò rỉ ra ngoài. Lee Tae từ đó hiểu được rằng ông ta không phải là người của phe tả tướng. Chính vì vậy, Lee Tae càng muốn kéo thượng thư về phía mình. Tả tướng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Lee Tae ngoài cung, liền hỏi sư đoàn trưởng, tức là lãnh đạo của các vệ binh, nhưng lãnh đạo vệ binh là người của thượng thư. Thượng thư tức giận tiến lên, thách thức tả tướng vì đã tiếp cận người dưới quyền của mình. Tả tướng dùng rượu để xin lỗi, nói rằng ngày cưới của vua sắp đến, ông ta đã sơ suất, quá lo lắng nên mới làm quá lên. Tả tướng ám chỉ, hy vọng người từ gia tộc mình sẽ sinh được con trai, rồi rót một tách trà cho thượng thư, khiến ông ta cảm thấy áp lực không hình dạng. Ngày hôm sau, Ki-un tìm đến Jun Jong, thông báo với cô rằng từ nay về sau, học giả không thể đến gặp cô vào mỗi ngày trăng tròn hàng tháng. Jun Jong muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nếu có việc gì, xin học giả hãy nói trực tiếp với cô. Ki-un thẳng thắn nói rằng điều đó sẽ rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đã dần tiến đến gần. Tả tướng bất ngờ sắp xếp cho Lee Tae rời cung vào ban ngày dưới vỏ bọc ngụy trang để thăm hỏi riêng tư. Đồng thời, tay chân của tả tướng tìm đến Jun Jong với lý do mua hộp tre, dẫn cô đến cửa hàng lụa. Đến cửa hàng lụa, Jun Jong quay lại thì thấy người hầu biến mất nhưng lại thấy học giả đi về phía này. Hai người nhìn thấy nhau từ xa, Lee Tae không dám tiến lại gần. Jun Jong từ từ đi lại nhưng cô nhận ra những người hầu đi cùng Lee Tae rất nguy hiểm.
vì vậy không nhận ra nhau mà chỉ hỏi vài câu rồi giả vờ như mình nhận nhầm người. Sau khi Jun Jong đi, Lee Tae tìm cơ hội thoát khỏi người hầu và anh cùng Jun Jong lén gặp nhau trong cửa hàng lụa. Jun Jong đầy áp thắc mắc, nhưng Lee Tae xin cô đừng can thiệp vào chuyện của mình nữa. Tuy nhiên, Jun Jong vẫn muốn can thiệp. Không chỉ vậy, cô còn muốn bước vào thế giới của Lee Tae. Lee Tae trả lời cô rằng thế giới của mình không phải là nơi thích hợp cho Jun Jong sống. Lúc này, các vệ binh đi kèm bất ngờ tiến vào với dao. Lee Tae vội vàng ôm Jun Jong giấu cô vào lòng mình, sau đó bảo người hầu rút lui. Lee Tae nhẹ nhàng chỉ dẫn Jun Jong con đường để trốn thoát. Anh đã rơi lệ, đầy lưu luyến. Anh và Jun Jong hẹn, đến ngày trăng tròn tiếp theo sẽ kể cho cô biết toàn bộ sự thật. Sau khi Lee Tae đi cùng vệ binh, người hầu hỏi anh người phụ nữ gặp hôm nay là ai. Lee Tae trả lời là con gái của thượng thư, Jeon Hee. Lee Tae không biết rằng cuộc gặp giữa anh và Jun Jong đã bị người của Tả tướng nhìn trộm qua tường. Rất nhanh sau đó, Tả tướng biết được chuyện đã xảy ra ở đây. Tả tướng đến thăm Đại Phi, nói với bà rằng Thế tử đã có người phụ nữ mình yêu thích, không ngần ngại che giấu thân phận để ra ngoài gặp gỡ và tình cảm của họ rất sâu đậm. Sau khi Lee Tae trở về cung, anh hàng ngày chú ý đến danh sách những cô gái được gửi lên. Anh đã không nhận được thông tin về ngày sinh của con gái thượng thư, điều này khiến Lee Tae cảm thấy lo lắng và bất an. Trung điện của anh phải là con gái của thượng thư, nếu không, kế hoạch mà anh đã chuẩn bị bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ bể. Mỗi lần Lee Tae ngụy trang ra khỏi cung và gặp ai, vệ binh đều báo cáo với Tả tướng. Lee Tae biết rằng họ đều là người của Tả tướng, nhưng lần này ra khỏi cung, họ không báo cáo với Tả tướng, chắc chắn là vì Lee Tae nói rằng người anh gặp là con gái của thượng thư. Lee Tae nhận ra rằng họ thực sự trung thành với thượng thư. Lee Tae yêu cầu vệ binh đi báo cáo với Tả tướng rằng anh đã gặp con gái của thượng thư. Lãnh đạo vệ binh hiện tại đã bị Tả tướng bắt giữ và tra tấn nghiêm khắc, hỏi về việc Thế tử đã làm gì ngoài cung, lãnh đạo vệ binh kiên quyết không tiết lộ. Thượng thư đến bảo vệ người dưới quyền của mình. Tả tướng nói rằng ông có thể bỏ qua chuyện này với điều kiện là miễn nhiệm lãnh đạo vệ binh. Đó chính là mục đích thực sự của Tả tướng. Lãnh đạo vệ binh bị miễn nhiệm, thượng thư bị đặt vào tình thế khó khăn. Ông đến gặp Lee Tae, ban đầu tuyên bố không muốn gửi con gái mình vào cung. Người được chọn làm trung điện đã được quyết định từ trước. Đại Phi và Tả tướng liên kết, Lee Tae không thể can thiệp, nhưng Lee Tae nói rằng mình có cách. Thượng thư đến tìm Lee Tae hôm nay thực sự là một phần của kế hoạch mà Lee Tae đã lên từ trước. Anh đã tiếp cận Jeon Hee trước. Sau đó, Lee Tae để Tả tướng phát hiện mình đang cố tình tiếp cận Jeon Hee và tìm cách khiến Tả tướng miễn nhiệm lãnh đạo vệ binh, đặt thượng thư vào thế bị động. Như vậy, thượng thư sẽ như Lee Tae dự đoán, đến tìm gặp tại chỗ, thượng thư bày tỏ lòng trung thành. Khoảnh khắc này, ông cuối cùng hiểu ra, bước đi của mình đối đầu với Tả tướng, tất cả đều là do vua mưu tính. Tả tướng nhận ra Lee Tae muốn liên minh với thượng thư. Ông ta tìm Lee Tae ở sân bắn, hỏi anh có người trung điện ưng ý nào không và nhấn mạnh anh muốn thông qua hôn nhân quốc gia để mở rộng quyền lực vương triều. Lee Tae căng cung, nhắm vào Tả tướng, Tả tướng không né tránh. Hai ngọn lửa đối mặt nhau một lúc, mũi tên được bắn ra, bay sát qua Tả tướng và trúng vào con mồi ở da. Hôn nhân quốc gia chỉ là một giao dịch với trung thần. Lần này, dù Tả tướng tìm đến bất kỳ người phụ nữ nào, anh sẽ không để Tả tướng được như ý, sẽ không ôm người phụ nữ đó vào lòng, không gặp gỡ người phụ nữ đó. Cuối cùng, người phụ nữ đó chỉ có thể ra đi trong cung điện đầy oán hận này. Để không để quyền lực của mình suy giảm, Tả tướng bắt đầu kế hoạch của mình. Gần đây, Jun Jong nhận được một đơn hàng kỳ lạ. Người mua thậm chí không nhìn hộp tre đã thanh toán xong và yêu cầu Jun Jong cùng thầy giao hàng tận nơi. Hai người mang theo hàng hóa đi, em gái thấy người lái xe dẫn đường, một lúc sau mới nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu. Lúc này, có người dân từ làng tre vội vã đến, hỏi Jun Jong ở đâu. Em gái nhận ra đã có chuyện xảy ra, vội vàng theo đuổi nhưng vẫn là muộn. Jun Jong và thầy đã đến nơi đích, biệt thự của Tả tướng. Em gái đứng ở cửa, sợ hãi che miệng. Lúc này, Tả tướng đang lau kiếm, chờ họ đến. Khi Jun Jong và thầy bước vào biệt thự, em gái khác của Jun Jong, Hang Ji, được treo lơ lửng và kéo xuống. Họ tiến lên cứu người và ngay sau đó bị bắt vì bị coi là đồng phạm trộm cắp của Hang Ji. Sau đó, Jun Jong và thầy gặp Tả tướng, họ đều không hiểu có kẻ trộm trong nhà mà tại sao Tả tướng lại trực tiếp tham gia vào việc này. Tả tướng lệnh cho người chém thầy một kiếm, sau đó ra lệnh chém thầy 10 nhát trước khi xử tử. Jun Jong trực tiếp hỏi ông ta mục đích của tất cả những việc này là gì. Tả tướng thấy Jun Jong thông minh như vậy, lệnh cho người đưa Jun Jong đến nơi khác. Bởi phu nhân của mình đích thân đồng hành cùng cô tắm rửa, thay bỏ bộ quần áo dính máu và mặc một bộ quần áo sạch sẽ mới. Sau khi thay đồ, Jun Jong đi gặp Tả tướng. Tả tướng nói với cô, Bác A Ốc, đó là tên của cháu gái ông, nhưng từ bây giờ sẽ là tên mới của Jun Jong. Tả tướng sẽ gửi Jun Jong đi tham gia lựa chọn và sau đó trở thành trung điện của Joseon. Cùng lúc đó, danh sách lựa chọn do Tả tướng gửi đến cung, Lee Tae xem qua, tên Bác A Ốc nổi bật trong danh sách. Đêm đó, Jun Jong được đưa đến phòng mà trước đây cháu gái của Tả tướng ở, nhìn căn phòng trống không, Jun Jong tự hỏi cháu gái thực sự của Tả tướng đã được đưa đi đâu. Người phu nhân đến sắp xếp chỗ ở cho cô lại nhắc nhở Jun Jong, trong nhà Tả tướng, đừng tò mò về bất cứ điều gì. Trong lúc họ đang trò chuyện, con trai của Tả tướng bước vào. Jun Jong nhìn chằm chằm vào con trai, suy nghĩ nhanh chóng trong đầu. Mặc dù Tả tướng là kẻ gian tà, nhưng con trai ông lại là một quan chức tốt. Con trai vừa về nhà không lâu, nghe nói có một em gái chưa từng gặp mặt liền đến chào hỏi. Phu nhân không muốn họ giao tiếp quá nhiều, nhưng Jun Jong đã chủ động hẹn gặp con trai vào ngày hôm sau, khiến phu nhân cảm thấy lo ngại. Ngày hôm sau, con trai của Tả tướng như đã hẹn gặp Jun Jong, chuyển thư cho thầy và những người khác đang bị giam giữ,
hướng dẫn họ sử dụng con trai của Tả tướng để thoát khỏi nhà Tả tướng. Thầy hiểu ý, ngay lập tức giả vờ đau bụng. Con trai của Tả tướng quả nhiên đưa họ đến phòng khám. Hai người lợi dụng sơ hở, trong đêm tối, dẫn theo tất cả thợ của xưởng sơn màu vội vã trốn thoát. Con trai của Tả tướng phát hiện ra thầy và đồng bạn biến mất, lập tức quay lại thông báo cho Jun Rong, nhưng từ biểu hiện trên khuôn mặt Jun Rong, anh ta nhận ra có điều gì đó không đúng. Con trai của Tả tướng muốn biết chính xác đã xảy ra điều gì, mình cũng có thể giúp đỡ, nhưng Jun Rong từ chối lời đề nghị tốt bụng của anh. Vào buổi tối, phu nhân đến phòng của Jun Rong, muốn dạy cô nghi thức cung đình, nhưng Jun Rong mạnh mẽ yêu cầu gặp Tả tướng, nếu không khi đến cung, cô sẽ tự mình tiết lộ trước mặt đại phi và thế tử rằng cô không phải là cháu gái thực sự của Tả tướng. Nghe vậy, phu nhân chỉ có thể dẫn cô đến gặp Tả tướng. Jun Rong hy vọng Tả tướng sẽ thả cô ra, nếu không cô sẽ tiết lộ kế hoạch của ông cho con trai của Tả tướng, người chính trực, để anh tự mình điều tra Tả tướng. Tả tướng không hề e ngại, thừa nhận rằng con trai cũng là một phần của gia đình, không thể nỡ lòng bắt giữ chính mình, để các thành viên khác trong gia đình cùng chịu tội. Lúc này, tay chân của Tả tướng đến báo cáo vị trí trốn của những người từ xưởng sơn màu. Jun Rong cau mày, nhận ra kế hoạch của mình đã bị Tả tướng nắm trong tay. Nhưng điều ngạc nhiên hơn nữa là Tả tướng còn biết Jun Rong mỗi tháng đều gặp học giả mà cô yêu thích trên cầu. Đến một ngày trăng tròn khác, Tả tướng lẳng lặng nói, thầy, thợ sơn màu và học giả, không biết nên cho đăng xuất ai trước. Nghe vậy, Jun Rong biết mình không còn lựa chọn nào khác, vội vã quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của Tả tướng. Tả tướng nói với Jun Rong, từ nay về sau đừng bao giờ quỳ gối trước bất kỳ ai, bởi ông sẽ đào tạo cô trở thành hoàng hậu quý giá nhất. Đêm trăng tròn này, Li Tê đợi Jun Rong trên cây cầu đã lâu nhưng mãi không thấy bóng dáng cô. Anh đành đến xưởng sơn màu, nhưng thấy sân trong một tình trạng hỗn loạn, không một bóng người. Li Tê không biết họ đã rời đi vì lý do gì, cho đến khi anh mở cái lu gạo và thấy đầy gạo. Anh mới xác nhận rằng mọi người ở xưởng sơn màu đã vội vàng trốn thoát, thậm chí còn không kịp mang theo nguồn sống cơ bản như gạo. Li Tê ngay lập tức quay trở lại cung qua lối đi bí mật và yêu cầu Kyun tìm kiếm Jun Rong một cách bí mật. Cùng lúc đó, em gái của Jun Rong, Dong Geum, cũng đang tìm kiếm cô. Cô lang thang ở cổng sau của nhà Tả tướng nhưng lại vô tình thấy Jun Rong được phu nhân dẫn vào cung điện. Em gái cảm thấy tò mò và lo lắng, không biết tại sao Jun Rong lại trở thành người thay thế cho cháu gái của Tả tướng. Em gái thường làm việc ở nhà của thượng thư, nghe được phụ nữ bên cạnh bàn tán rằng chỉ cần trở thành cung nữ của các cô gái được chọn, họ có thể cùng vào cung phục vụ. Em gái nảy ra một kế hoạch, cố tình trước mặt Dân Hy vu khống một cung nữ khác có ý định quyến rũ vua. Dân Hy quả nhiên cảnh giác, quyết tâm chọn một cung nữ trung thành để đưa đi. Em gái và cung nữ vì mất kiểm soát trước mặt Dân Hy bị quản gia đánh một trận đau. Đêm đó, cô kéo lê thân thể đau đớn trở về căn nhà nhỏ, nhớ lại thời thơ ấu của mình trong nạn đói, sống sót nhờ Jun Rong cứu giúp. Em gái khóc và cầu nguyện cho Jun Rong an toàn, nhất định phải đợi cô đến cứu. Trong một dịp, các tiểu thư của gia đình quan lại được chọn vào cung để lựa chọn trung điện. Li Tê từ xa nhìn thấy và ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của Jun Rong. Anh vội vàng đuổi theo nhưng bị đại phi chặn lại trên đường. Anh đành phải giả vờ nhận nhầm người và bỏ đi trong sự chán nản. Đại phi gặp gỡ từng tiểu thư được chọn, sau đó quay lại nói với Li Tê rằng người mà bà chọn là cháu gái nhà Tả tướng. Li Tê không ngạc nhiên với kết quả này, nhưng anh chế nhạo rằng đáng tiếc nó không phù hợp với lựa chọn của trái tim mình. Khi thấy Li Tê có ý định không tuân theo, đại phi mạnh mẽ nói rằng không tuân thủ ý kiến của mẫu hậu là bất hiếu, và bất hiếu cũng có thể trở thành lý do để lật đổ vua. Nghe vậy, Li Tê chỉ có thể cúi đầu tuân phục. Bên ngoài cung, sự đối đầu trên đại điện cũng đầy rẫy âm mưu, với hai phe phái chính là Tả tướng và Thượng thư đều tranh luận kịch liệt về người được chọn làm trung điện cuối cùng. Khi thấy hai bên tranh luận không ngừng, Li Tê lớn tiếng ra lệnh, trước khi kết quả lựa chọn trung điện được công bố, không cho phép bất kỳ quan lại nào rời khỏi cung điện. Thời gian trôi qua 3 ngày, các quan lại vẫn đứng trong đại điện, đã mệt mỏi đến mức không thể đứng vững. Nhưng sự chậm trễ chính là kế hoạch của Li Tê. Anh đề xuất một giải pháp vào thời điểm các quan lại mệt mỏi và yếu đuối nhất, tuyên bố có thể thỏa mãn tất cả mọi người. Bên ngoài đại điện, Dân Hy và Jun Rong cùng mặc trang phục của người được chọn, dưới sự hộ tống tiến về đại điện. Hóa ra, phương pháp của Li Tê là chọn cả Jun Rong và Dân Hy vào cung làm thục nghi, sau khi phục tang cho trung điện trước đây 3 năm, sau đó mới chọn một trong hai người làm trung điện. Thượng thư dù trong lòng không cam tâm nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận kết quả này. Tại thời điểm này, Tả tướng đến gây sự, nói rằng ông ta đã bị Li Tê sử dụng triệt để, Li Tê sẽ không dễ dàng giao vị trí trung điện. Lúc này, Li Tê cùng với tùy tùng đi ngang qua hai người, khóe miệng nở nụ cười danh mãnh. Mặc dù Tả tướng tự biết mình đã bị rất mũi, nhưng không thể không thừa nhận rằng Li Tê thực sự có khả năng làm vua. Vào buổi tối, thượng thư đến thăm Dân Hy, Dân Hy không vui, cô nghĩ mình sẽ trở thành trung điện nhưng cuối cùng chỉ là một thục nghi. Điều duy nhất làm cô an ủi là Li Tê dường như thích cô hơn. Tối nay, Dân Hy phải ngủ một mình vì theo dự đoán của Khâm Thiên Giám, Li Tê sẽ trước tiên chung phòng với Jun Rong. Dân Hy rất không hài lòng, nhưng thượng thư an ủi cô, Li Tê và Tả tướng như nước với lửa, chắc chắn sẽ không đối xử tốt với cháu gái của Tả tướng. Quả nhiên, Li Tê tuyên bố sẽ không nhìn cháu gái của Tả tướng một cái. Vì vậy, Tả tướng yêu cầu Jun Rong phải tìm cách gặp Li Tê. Jun Rong sẵn lòng tuân theo lệnh của Tả tướng nhưng với điều kiện là Tả tướng không được làm hại người của xưởng sơn màu. Khi Tả tướng rời đi, Jun Rong muốn biết tại sao ông ta chọn cô. Tả tướng không trả lời, chỉ bí ẩn nói rằng không lâu nữa cô sẽ biết câu trả lời. Vào buổi tối, Kyun trình bày kết quả điều tra của mình, tất cả mọi người của xưởng sơn màu đều bị Tả tướng chặn lại và đưa vào quan lại.
Ki-un có chút lo lắng, nếu tả tướng tiếp tục điều tra và phát hiện ra thân phận thực sự của Jun Jong, cô chắc chắn sẽ đăng xuất không thể nghi ngờ. Lee Tae đang lo lắng thì có cung nữ đến nhắc nhở, tối nay anh phải chung phòng với cháu gái của tả tướng. Nhưng Lee Tae đang tức giận, không nghe theo chỉ thị của Khâm Thiên Giám, quyết tâm đến nơi ở của Dân Hy. Đại tổng quản vội vàng thông báo tin này cho Jun Jong. Làm gián điệp lâu năm của tả tướng, đại tổng quản muốn khuyên Jun Jong nên nhượng bộ một chút để giành được cảm tình của Lee Tae. Nhưng Jun Jong thái độ rất kiên quyết, yêu cầu đại tổng quản phải mời Lee Tae tuân theo luật lệ, tối nay đến cung của mình. Đại tổng quản chỉ đành tuân lệnh rời đi. Khi ra đi, vẫn không quên mỉa mai rằng tả tướng đã chọn một cô gái không hiểu chuyện, nhưng sự phóng túng của Jun Jong vẫn chưa kết thúc. Sau khi bị Lee Tae từ chối một lần nữa, Jun Jong tuyên bố nếu Lee Tae không đến tối nay, cô sẽ tự mình đến chỗ ở của Dân Hy. Jun Jong làm như vậy chính là muốn chọc giận Lee Tae, để anh ta vì tính cách xấu xa mà loại bỏ cô ta. Cô lặng lẽ ngồi trong cung đợi phạt. Ai ngờ hành động cao ngạo và bạo lực này lại khiến Lee Tae tò mò. Anh quay người đến cung của Jun Jong, Lee Tae xông vào cung của Jun Jong, vội vàng kéo cô ấy lên. Nhưng cái nhìn đầu tiên lại là một khuôn mặt quen thuộc. Jun Jong cũng đầy vẻ kinh ngạc trên mặt, cả hai nhìn nhau không nói gì, mắt đã đầy nước mắt. Lee Tae không ngờ mưu kế của mình lại khiến người phụ nữ mình yêu đứng về phía đối lập với mình. Jun Jong một lúc không phản ứng kịp, tại sao người học trò gặp mình lại ở trong cung điện. Lee Tae lập tức ôm Jun Jong nhỏ nhẹ bảo cô phải cẩn thận từng lời nói, xung quanh toàn bộ là tai mắt. Không lâu sau, Lee Tae kéo Jun Jong vội vã ra cửa, tuyên bố muốn tự mình phạt cô về tội ghen tuông, không ai được theo sau. Đại tổng quản lo lắng Jun Jong sẽ hành động bốc đồng, muốn cho vệ sĩ theo sát, nhưng đều bị cản trở không khoan nhượng bằng cách rút kiếm. Khi Lee Tae kéo Jun Jong qua cây cầu, cô cuối cùng đã sắp xếp lại suy nghĩ, mạnh mẽ vùng vẫy thoát khỏi tay Lee Tae. Hóa ra anh ấy là vua đương triều, vậy nên thế tử muốn cưới mình từ trước cũng là Lee Tae. Jun Jong khóc như mưa, không ngờ người học giả mình luôn yêu mến lại chính là thế tử mà mình không nên yêu. Lee Tae thấy Jun Jong đã hiểu rõ tình hình, liền mở lời trách móc cô sao lại trở về cung, chẳng lẽ quên mất kết cục của năm xưa sao. Jun Jong rất oất ức, rõ ràng là Lee Tae đã lừa dối cô suốt nhiều năm, gặp gỡ riêng với cô và dần dần nảy sinh tình cảm. Nếu Lee Tae có thể sớm tiết lộ thân phận, Jun Jong chắc chắn sẽ không đồng ý với yêu cầu của tả tướng vào cung tham gia lựa chọn. Sau khi nói xong, Jun Jong đã rời bỏ Lee Tae, quỳ gối trên mặt đất lặng lẽ rơi lệ. Trở về cung nghỉ, Lee Tae bắt đầu lo lắng tả tướng biết bao nhiêu về quá khứ của Jun Jong. Nhưng mọi người đều nói với Lee Tae, dù tả tướng biết bao nhiêu, họ đã có bằng chứng về tội tử hình. Nếu tả tướng không biết thân phận của Jun Jong nên mới có thể cho một người phụ nữ không tên giả làm cháu gái. Nếu tả tướng biết thân phận của Jun Jong, có thể cáo buộc ông ấy giấu giếm con gái của kẻ phản quốc để xử lý. Nhưng Lee Tae vẫn tỏ ra lo lắng, bởi vì nếu làm như vậy, Jun Jong cũng chắc chắn sẽ đăng xuất. Dù sao đi nữa, Lee Tae quyết định trước tiên sẽ xác nhận với tả tướng, sau đó mới quyết định. Anh ta liền đến nhà tả tướng vào đêm đó, tả tướng đã sẵn sàng chờ đợi ở cửa. Lee Tae thử thăm dò thân phận của Jun Jong, nhưng câu trả lời của tả tướng chỉ tiết lộ ông ấy chỉ biết Lee Tae luôn gặp gỡ Jun Jong một cách bí mật, đó là lý do ông ấy muốn gửi Jun Jong vào cung. Lee Tae nhìn vào mắt ông ấy, trong lòng cực kỳ chắc chắn, tả tướng không biết Jun Jong từng là thái tử phi. Sau khi xác nhận, Lee Tae cảm thấy tự tin, trách móc tả tướng vì đã làm bước đi vội vàng như vậy, anh sẽ xử phạt tả tướng vì đã lừa dối hoàng tộc. Ngày hôm sau, sáng sớm, Dân Hy nghe nói tối qua Lee Tae đã rời đi giữa chừng đến phòng của Jun Jong, tức giận đến mức phẫn nộ, trong cung lớn tiếng phát tác. Lúc này, thượng thư vội vàng đến để an ủi, nói rằng Jun Jong vì hành động thiếu suy nghĩ tối qua đã khiến Lee Tae tức giận, tin đồn mất sủng suốt đời đã lan tràn khắp nơi. Điều này đối với Dân Hy là một tin tốt, thượng thư bảo cô nhanh chóng tắm rửa và chuẩn bị. Sau đó, Dân Hy đi đến chỗ đại phi để chào hỏi, cô mới bình tĩnh trở lại, quay người để các thượng cung chuẩn bị trang phục cho mình. Nhưng khi đến ngoài điện của đại phi, Dân Hy và Jun Jong đã chờ đợi một thời gian lâu, đại phi không hề thông báo một cuộc triệu kiến nào. Hóa ra, đại phi từng nói muốn cùng một lúc triệu kiến tả tướng và hai nàng dâu mới, nhưng hôm nay Lee Tae lại báo ốm không thể đến chào hỏi đại phi. Ngay lúc đó, một nữ công báo cho bà biết tả tướng đang ở sân bắn cung, rõ ràng đây là một lý do để tránh gặp đại phi. Vừa dứt lời, một thượng cung đã báo cáo rằng tả tướng đã gửi một thông điệp. Mặt khác, Lee Tae tính toán thời gian và đến điện đại phi, trên đường tình cờ gặp Dân Hy và Jun Jong, hai người vừa từ điện đại phi ra với vẻ mặt thất vọng. Lee Tae và Dân Hy trò chuyện vui vẻ, cố ý không chú ý đến Jun Jong đứng bên cạnh và đi ngang qua cô. Khi đến điện đại phi, Lee Tae không vòng vo, trực tiếp hỏi tả tướng có chỉ thị gì không. Nhưng đại phi chỉ giả vờ không hiểu và không muốn tiếp tục câu chuyện. Thay vào đó dùng lý do gia đình của hai nàng dâu đã vào cung, bà không rảnh để tán gẫu với Lee Tae làm cớ để muốn gửi anh đi. Lời nói này lại khiến Lee Tae cảnh giác, không biết tả tướng đã sắp xếp người nào đến. Trong phòng gặp mặt ở cung điện, Dân Hy và Jun Jong ngồi chờ gặp người thân. Chẳng bao lâu, mẹ của Dân Hy và phu nhân của tả tướng bước vào, bên cạnh bà còn có một bà cô đã từng nuôi nấng cháu gái thực sự của mình. Ngay khi bà cô bước vào phòng, bà ta liền nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của cháu gái mình mà không nhận ra Jun Jong ngay trước mắt chính là cháu gái của tả tướng mà bà đang tìm kiếm. Hành động của bà cô khiến mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ. Jun Jong nhận ra rằng không thể để bà cô vô tư này ở lại đây và nói rằng cô chưa bao giờ gặp người phụ nữ này, đề xuất phải đuổi bà ta đi. Nhưng bà cô hoảng loạn, lập tức bắt đầu nói ra mọi thứ, hét lên rằng cháu gái đang ở trước mắt mọi người mới là kẻ giả mạo
và cháu gái thực sự của bà không phải là cô ấy. Cuối cùng, vệ sĩ kéo bà cô ra khỏi hiện trường nhưng không thể ngăn bà ta nói ra lời cáo buộc Jun Jong là kẻ giả mạo vang vọng khắp hậu cung. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Dân Hy mỉm cười và ngay sau đó đã nhanh chóng kể lại sự việc cho thượng thư. Thượng thư lập tức bắt giữ bà cô để thẩm vấn. Bà cô kêu oan, khẳng định Jun Jong trong cung không phải là cháu gái thật của mình. Cháu gái thực sự của bà có một dấu hiệu là vết đốm dưới rốn, chỉ cần kiểm tra là có thể biết Jun Jong thật hay giả. Tuy nhiên, qua điều tra của Y Dân Phủ, bà cô cũng bị nghi ngờ ham mê vinh hoa phú quý. Li Tê lợi dụng tình hình, yêu cầu Y Dân Phủ tiếp tục áp dụng biện pháp mạnh đối với bà cô cho đến khi bà ta thừa nhận mình đã nhìn nhầm. Ngay sau khi ra lệnh, Jun Jong đến phòng của Li Tê. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Jun Jong, Li Tê an ủi cô, nói rằng tả tướng không biết về thân phận thực sự của cô. Jun Jong sau đó nói với Li Tê, niềm tin của anh quan trọng hơn cả mạng sống của cô, bởi vì Li Tê là người duy nhất biết về thân phận thực sự của cô. Chỉ có được sự ủng hộ và tin tưởng từ Li Tê, Jun Jong mới có cơ hội minh oan cho gia đình mình. Khi nghe những lời này, Li Tê trong lòng có cảm giác lẫn lộn. Thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình dành cho Jun Jong từ trước đến nay chưa bao giờ là giả mạo và xin lỗi vì lại một lần nữa khiến cô rơi vào nguy hiểm. Jun Jong sau khi nghe không nói gì, chỉ chứa đầy nước mắt rồi quay lưng bỏ đi. Trong cung, tả tướng bắt đầu triển khai các bố trí. Đầu tiên là cho con trai của bà cô đến nhà tù, khuyên bà tự hủy để bảo toàn mạng sống cho gia đình. Mặt khác, lại thiết kế để một cung nữ bên cạnh Jun Jong đến nhà tù. Như vậy, người ngoài chỉ thấy là sau khi Jun Jong sai người đến nhà tù, bà cô mới quyết định kết thúc cuộc đời mình. Dù nghĩ thế nào đi nữa, đây cũng giống như phương pháp Jun Jong cho Đăng Xuất người bịt miệng. Quả nhiên, trên triều đình vì sự việc này mà có nhiều tranh luận. Tất cả đều yêu cầu Li Tê phải điều tra kỹ càng Jun Jong và gia tộc tả tướng đằng sau cô, không thể để một người phụ nữ độc ác như vậy ở lại hậu cung. Li Tê nghe lời khuyên của các quan lại nhưng chưa quyết định, lúc này tả tướng lại quỳ ngoài đại điện, tự nguyện xin từ chức và yêu cầu điều tra kỹ lưỡng về lai lịch của Jun Jong. Nếu phát hiện cô có thân phận khác, có thể xử tử. Tả tướng đã sử dụng chiêu thức khéo léo này, tận dụng tình cảm của Li Tê dành cho Jun Jong, không ngại hy sinh bản thân để thực hiện một đòn phản công. Bây giờ, áp lực lựa chọn lại quay trở lại với Li Tê, nhưng anh biết rằng tuyệt đối không thể điều tra lai lịch của Jun Jong. Một khi bị phơi bày ra cô là con gái của kẻ phản nghịch, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nếu Li Tê chấp nhận Jun Jong tức là cũng phải chấp nhận tả tướng. Anh không muốn nhượng bộ, từ chối tả tướng sau đó vội vã trở lại hậu cung, kéo Jun Jong vào một góc vắng để nói cô nên rời khỏi cung điện. Li Tê không muốn tiếp tục bị tả tướng kiểm soát, muốn dùng chuyện giả mạo cháu gái để cách chức tả tướng. Nhưng một khi làm như vậy, Jun Jong sẽ phải bị chặt đầu. Tuy nhiên, Jun Jong cũng có điểm yếu của mình. Những người thợ ở làng tre đều nằm trong tay tả tướng, cô không thể rời đi. Ngày hôm sau, đột nhiên một nhóm thượng cung xông vào phòng ngủ của Jun Jong, muốn kiểm tra xem dưới rốn của cô có vết đốm hay không. Người ra lệnh chính là Đại Phi, Jun Jong đã ngăn chặn các thượng cung và trực tiếp đến điện của Đại Phi. Ngay khi bước vào, Jun Jong thấy con trai nhà tả tướng cũng ở đây, hóa ra anh ta được giao nhiệm vụ điều tra vụ việc này. Con trai nhà tả tướng là một quan chức ngay thẳng và không khoan nhượng, anh ta kiên quyết yêu cầu Jun Jong cởi bỏ quần áo để kiểm tra. Nhưng Jun Jong dùng lý do về phép tắc, nói rằng mình là thục nghi, thân thể không nên để người khác nhìn thấy. Đại Phi cũng rơi vào tình thế khó xử, bởi vì tả tướng cũng không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào, Đại Phi không thể đoán được ông ta muốn kết quả như thế nào. Trên triều đình, các đại thần cũng tranh luận về vấn đề này. Cuối cùng, thượng thư đưa ra một giải pháp, vừa có thể giữ gìn phẩm giá của Jun Jong như một thục nghi, không cần phải lộ thân trước mặt người ngoài, vừa có thể làm rõ sự thật, đó là nhờ Li Tê cá nhân đi kiểm tra. Cuộc quyết định cuối cùng vẫn rơi vào tay Li Tê. Khi rời khỏi triều đình, Li Tê cuối cùng cảm nhận được sự tàn nhẫn của tả tướng. Ông ta đang cược xem Li Tê sẽ chọn quyền lực hay người mình yêu. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng Li Tê cũng mở lời, thừa nhận Jun Jong là cháu gái của tả tướng, bảo vệ mạng sống của cô. Nhưng cái giá phải trả là từ nay về sau, Li Tê sẽ không lại gần Jun Jong nữa, thậm chí còn lạnh nhạt và đè ép cô, bởi Li Tê không thể để tả tướng hưởng lợi từ việc liên hôn. Sự đau khổ và xa cách này, Li Tê coi như là trả nợ cho Jun Jong, bù đắp cho lỗi lầm của việc gia đình cô bị diệt môn. Jun Jong không thể nói gì, chỉ có thể chứa đầy nước mắt nhìn Li Tê rời đi. Hôm đó, trên triều đình, Li Tê đã trừng phạt Jun Jong về tội ghen tuông, quyết định xử phạt tất cả những người hầu cận cô bằng hình phạt gậy. Việc này nhằm mục đích an ủi các đại thần. Nhưng trong lòng Li Tê vẫn không yên, anh vẫn muốn gửi Jun Jong ra khỏi cung. Chỉ khi xa rời những rắc rối trong cung, cô mới có thể thực sự an toàn. Gần đây, Đại Phi luôn cảm thấy lo lắng bất an, bởi vì tả tướng đã 15 ngày không vào cung gặp bà. Bà cảm thấy tả tướng chắc chắn có điều gì đang giấu giếm. Đại Phi trước tiên tìm đến phu nhân của tả tướng, hỏi xem tả tướng gần đây đang bận rộn với những chuyện gì một cách lén lút, nhưng phu nhân giữ miệng chặt chẽ, không tiết lộ. Đại Phi chỉ có thể tức giận rời đi, lên kiệu rời khỏi cung điện. Nhưng bà lại tuyên bố với mọi người rằng do Li Tê không hiếu thuận, không đến chào hỏi mình, khiến bà tích tụ bệnh tình và phải ra ngoài dạo chơi để giải sầu. Mặt khác, sau một thời gian nịnh bợ, Đông Gươm cuối cùng cũng được chọn vào cung, trở thành nữ tỳ bên cạnh Dân Hy. Ngay khi vào cung, Dân Hy đã ám chỉ cô ta đi tìm hiểu thông tin về Jun Jong và kịp thời báo cáo lại cho mình. Em gái trông rất lanh lợi, lập tức đồng ý không chần chừ và nhanh chóng đến nơi Jun Jong đang ở. Lúc này, Jun Jong đang ở trong thư phòng gặp Ki-un, người đã truyền đạt ý của Li Tê, yêu cầu cô tìm cách rời khỏi cung và anh sẽ cứu những người thợ của làng tre. Em gái đứng ở góc tường,
nhìn Jun Song rời khỏi thư phòng không kìm nén được nỗi nhớ trong lòng, vừa định hét lên thì bị Kyun bịt miệng lại. Khi Tả tướng biết Đại phi đã đi đến lâu đài nghỉ, ông ta hiểu rằng đây là tín hiệu của bà tìm mình. Vì thế, ông ta lập tức chuẩn bị ngựa và đi ngay. Khi gặp Đại phi, bà đang đứng một mình trong rừng cây, đau khổ, than thở nếu bà không vào cung, lẽ ra bây giờ bà đã có thể sống hạnh phúc và vui vẻ bên chồng. Đáng tiếc, người đàn ông bà yêu lại muốn bà vào cung trở thành hoàng hậu, sẵn lòng hy sinh tình yêu để bảo vệ đất nước. Đại phi nói điều này trong khi nhìn vào Tả tướng, rõ ràng người đàn ông này chính là ông. Đại phi càng trở nên kích động, bà đã hy sinh cả đời cho Tả tướng, bà không cho phép ông có điều gì giấu giếm mình. Đại phi liên tục hỏi Tả tướng tại sao không chia sẻ kế hoạch với bà, nhưng Tả tướng chỉ im lặng, không muốn tiết lộ những kế hoạch xấu xa trong lòng. Nếu có thể, ông ta vẫn hy vọng Đại phi có thể trở lại thời kỳ không lo không nghĩ của tuổi trẻ. Trước điều này, Đại phi chỉ biết mỉm cười đắng, hiểu rằng đó là ước muốn mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Sự an ủi của Tả tướng vẫn khiến Đại phi bình tâm trở lại. Bà hỏi Tả tướng mình nên làm gì tiếp theo. Trước khi Ly Tê khởi hành đến lâu đài, ông phát hiện người hầu chuẩn bị hai kiệu, một cho Dân Hy và một cho Jun Rong. Ly Tê ngay lập tức tức giận trước mặt quần thần, rút lại lệnh dành cho Jun Rong và nói rằng mình sẽ không nhìn Jun Rong thêm một lần nào nữa, huống hồ còn đưa cô ấy đi cùng. Ngay sau đó, Thượng Thư và Dân Hy tỏ ra hài lòng với quyết định này. Sau khi đoàn người hùng hậu khởi hành, Jun Rong và Tả tướng đứng trên tường thành. Tả tướng muốn kích thích ý chí chiến thắng của Jun Rong, khích lệ cô phải trở thành vị trung điện để rửa sạch những sỉ nhục hiện tại. Sáng hôm sau, Ly Tê quỳ ngoài cung điện, chân thành yêu cầu Đại phi theo mình trở về cung. Nếu không đồng ý, anh sẽ quỳ ở đó mãi. Nhưng Đại phi chẳng quan tâm đến việc Ly Tê có khổ sở hay không, bà bảo anh cứ quỳ tiếp đi. Tuy nhiên, Ly Tê cũng đã chuẩn bị sẵn, nhỏ giọng nói với Đại phi rằng nếu bà muốn tra tấn mình, thì Ly Tê chỉ còn cách tra tấn những người thân cận của bà ở trong cung. Lời này khiến Đại phi có phần lung lay và cuối cùng vẫn theo Ly Tê trở về cung. Đêm ở lại lâu đài, Dân Hy tình cờ nhìn thấy chiếc quạt của Ly Tê, vừa định chơi với nó thì bị Ly Tê giật lại. Ly Tê nói với cô rằng đó là món quà từ một người quý giá tặng cho mình, nhưng Ly Tê không thể ở bên người đó, bởi vì càng yêu nhau sâu đậm, họ càng làm tổn thương lẫn nhau. Câu chuyện tình cảm đầy ẩn ức này khiến Dân Hy không thể quên. Vì vậy, sau khi trở về cung, cô cũng làm một chiếc quạt giống hệt như vậy, hy vọng mình cũng có thể trở thành người mà Ly Tê trân trọng. Trong một buổi học lễ nghi cùng Jun Rong, Dân Hy cầm trên tay chiếc quạt và kể lại câu chuyện này. Jun Rong nhìn thấy chiếc quạt trong tay cô và nghe câu chuyện, trong lòng bỗng nhiên trào lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đêm nay lại là đêm trăng tròn, Jun Rong không khỏi nhớ lại những lần cô và Ly Tê bí mật gặp gỡ bên ngoài cung. Cô hỏi các cung nữ xem Ly Tê có thường xuyên rời cung không, nhưng các cung nữ đều trả lời rằng họ chưa bao giờ nghe nói Ly Tê rời cung. Chỉ có đêm vua cha qua đời, Ly Tê đã biến mất một tiếng đồng hồ mà không rõ lý do. Jun Rong suy nghĩ về ngày tháng, nhớ ra đêm đó cũng là đêm trăng tròn, Ly Tê xuất hiện và ôm lấy cô khóc lóc, nhưng không chịu nói ra nguyên nhân. Jun Rong bỏ lại các cung nữ, muốn đi dạo một mình, nhưng tình cờ gặp Ly Tê đang buồn bã một mình. Jun Rong tiến lên và nắm lấy tay áo của anh, nước mắt mơ hồ. Cô có thể cảm nhận được sự cô đơn và đau khổ của Ly Tê trong cung. Dù bản thân cũng đang trong tình cảnh nguy hiểm, Ly Tê vẫn quan tâm đến sự an toàn của cô. Jun Rong nói với anh rằng cô sẽ rời khỏi cung, bởi chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt nỗi lo lắng cho Ly Tê. Không xa, cảnh tượng hai người đang trò chuyện được một cung nhân chứng kiến rõ ràng. Đêm đó, Kyun đến phòng ngủ của Jun Rong, kể cho cô nghe kế hoạch rời cung. Để chuộc lỗi với Đại phi về tội bất hiếu, Ly Tê sẽ chuẩn bị một bữa tiệc ngắm lửa. Jun Rong chủ động đề nghị giúp đỡ tổ chức. Ly Tê tỏ vẻ không muốn nhưng vẫn đồng ý và cho phép Jun Rong sử dụng thư phòng khi anh không có mặt. Hơn nữa, trong ngày tiệc ngắm lửa, Jun Rong phải đeo mặt nạ đen vì Ly Tê không muốn nhìn thấy mặt cô, bí mật rời cung nằm trong thư phòng. Theo lời Kyun truyền đạt, Jun Rong đẩy một hàng kệ sách, sẽ xuất hiện một lối đi bí mật. Trong đêm tiệc ngắm lửa, Jun Rong sẽ thông qua lối đi bí mật này để trốn ra khỏi cung. Kyun đã sắp xếp Dong Geum thay thế Jun Rong tham dự tiệc ngắm lửa tối đó. Ly Tê tưởng rằng mọi việc đã sẵn sàng, nhưng không biết rằng Tả tướng đã để ý, ông ta nghe nói Kyun đã gặp Jun Rong. Trong lòng lập tức cảnh giác, cảm thấy Jun Rong và Ly Tê chắc chắn có kế hoạch. Trước tiệc ngắm lửa, Jun Rong cố gắng vào lối đi bí mật nhưng gặp em gái trên đường. Biết được em gái đặc biệt vào cung để cứu mình, Jun Rong cảm động rơi lệ. Trong ngày tiệc ngắm lửa, mọi người đều đang chăm chú vào màn trình diễn, chỉ có Ly Tê là lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Jun Rong đeo mặt nạ đen. Anh biết người ngồi đây không phải là Jun Rong thật sự, người thật của Jun Rong lúc này nên đang đi qua lối đi bí mật cùng Kyun để trốn ra khỏi cung. Đồng thời, một tay sai của Tả tướng báo cáo rằng Kyun đã lấy được giấy thông hành, có vẻ như sẽ ra khỏi cung để làm việc. Còn về Jun Rong, cô nói trước sẽ đến thư phòng của điện hạ trước khi tham dự tiệc. Sau khi suy nghĩ, Tả tướng lặp đi lặp lại từ thư phòng, cuối cùng nhận ra Jun Rong rất có thể đã trốn ra khỏi cung qua thư phòng. Ông ta lập tức ra lệnh phong tỏa tất cả các lối ra vào, nhưng đã quá muộn. Lệnh của Tả tướng chỉ được truyền đến các vệ sĩ sau khi Kyun và Jun Rong đã rời khỏi thành phố. Đúng lúc Kyun và Jun Rong tưởng rằng mọi thứ đã an toàn, một nhóm vệ sĩ ẩn nấp trong rừng bất ngờ xuất hiện và vây quanh họ. Người dẫn đầu là đại tổng quản, người cũng nhận ra sự bất thường của Kyun. Anh ta giật mạnh tấm vải che đầu của Jun Rong, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tại buổi tiệc ngắm lửa, Đại phi bất ngờ đề xuất tặng thưởng cho Jun Rong. Cảm ơn cô đã chuẩn bị màn biểu diễn pháo hoa tuyệt vời và yêu cầu Ly Tê công khai lột bỏ tấm mặt nạ đen của cô ấy trước mọi người. Động thái này khiến Ly Tê vô cùng kinh hãi,
Anh tưởng rằng kế hoạch của mình hoàn hảo, nhưng không biết rằng mình đã bị vây trong tình thế khó khăn. Tuy nhiên, Jun Jong không chút do dự, trực tiếp tiến đến trước mặt Đại Phi và Lee Tae và quỳ xuống. Lee Tae không còn cách nào khác, từ từ tiến lại gần cô và cẩn thận lột bỏ tấm mặt nạ đen. Dưới tấm mặt nạ đen xuất hiện khuôn mặt của Jun Jong, còn người theo Kyun rời khỏi cung điện chính là em gái. Lee Tae có cảm xúc phức tạp, nhẹ nhàng hỏi Jun Jong tại sao cô không chọn rời đi. Jun Jong chỉ trả lời rằng cô đã đưa ra quyết định muốn trở thành trung điện và tiếp tục sống trong cung. Lúc này, Tả tướng cũng vội vã đến hiện trường bữa tiệc, thấy Jun Jong không đi, liền biết được quyết tâm của cô. Ông cũng trong lòng mong chờ Jun Jong trở thành trung điện và bắt đầu con đường đảo ngược tình thế. Nhưng Lee Tae không hề cảm thấy vui mừng, anh thở dài sâu, lo lắng cho số phận tương lai của Jun Jong. Ngoài cung, khi tấm áo khoác trên đầu em gái bị giật xuống, đại tổng quản kinh ngạc mở to mắt, người trốn ra khỏi cung không phải là Jun Jong. Ki-hun bên cạnh cũng rất ngạc nhiên, nhưng hai người vẫn phối hợp ăn ý, nói dối rằng họ ra ngoài để làm việc cho Jun Jong. Lúc này, thượng thư cũng đến, truy cứu trách nhiệm với đại tổng quản. Hóa ra đại tổng quản đã thông tin cho thượng thư, nghĩ rằng có thể bắt được Jun Jong, làm cho cô ta thất bại nhưng lại gây ra sự hiểu lầm. Tận dụng cơ hội này, Ki-hun nhanh chóng dẫn em gái trốn thoát. Thượng thư bắt giữ đại tổng quản, cáo buộc anh ta lừa dối và bôi nhọ hoàng gia. Jun Jong rõ ràng xuất hiện tại buổi tiệc ngắm lửa cùng Lee Tae mà lại tung tin cô muốn trốn khỏi cung, đại tổng quản không thể biện hộ. Đúng lúc sắp bị xử tử, Tả tướng đã đi đến, khuyên thượng thư không nên cho đăng xuất đại tổng quản. Anh ta đã ở trong cung suốt nhiều năm, biết rõ hậu quả của việc tạo tin đồn về Jun Jong và Lee Tae là gì, chắc chắn không dám liều lĩnh gây họa cho mình. Lời của Tả tướng đã xác nhận mối quan hệ đặc biệt giữa Jun Jong và Lee Tae. Mặc dù Lee Tae bề ngoài tránh xa Jun Jong, nhưng trái tim thật sự của anh vẫn dành cho cô. Việc trì hoãn đêm tân hôn với Dân Hy cũng vì lý do này. Tả tướng từ từ tiến lại gần thượng thư, nói rằng Lee Tae không đáng tin và chính mình mới là đồng minh tốt nhất của thượng thư. Thượng thư im lặng một lúc rồi đi mất. Đối với sự phản bội của đại tổng quản, Tả tướng dù sẵn lòng cho anh ta cơ hội khác nhưng bí mật sai người thu thập chứng cứ chống lại anh ta. Kẻ có ý đồ phản bội cuối cùng vẫn là nguy hiểm. Ngày hôm sau, Jun Jong và Ki-hun lại gặp nhau trong thư phòng. Ki-hun muốn sắp xếp một lần trốn chạy khác nhưng bị Jun Jong từ chối. Cô đã quyết tâm sống sót trong cung cho đến khi trở thành trung điện, sử dụng sức mạnh của mình để cứu những người thợ của làng tre. Sau khi Ki-hun rời đi, Jun Jong nhìn về phía bóng dáng bên ngoài cửa, biết rằng Tả tướng đã nghe lén. Giờ đây ông ta cũng thấy được quyết tâm của cô, có thể thả người của làng tre. Nhưng Tả tướng đang nghi không tin vào lời nói của con người, chỉ khi tiếp tục kiểm soát mạng sống của những người thợ mới khiến ông ta yên tâm. Jun Jong tiến đến cửa, yêu cầu Tả tướng trên triều đình phá vỡ quy tắc 3 năm tuần tiểu và đề xuất việc phong trung điện. Cô sẽ tận dụng tình yêu của Lee Tae để biến mình thành trung điện. Ngày hôm đó, Jun Jong ăn mặc lộng lẫy, mượn danh nghĩa của đại phi mời Lee Tae cùng đi cưỡi ngựa. Mặc dù Lee Tae thường xuyên lạnh nhạt với Jun Jong, nhưng khi thấy cô yêu thích con ngựa, anh không nỡ để cô thất vọng và đã phá lệ cùng cô đi cưỡi ngựa ngắm hoa. Hai người cưỡi ngựa qua lối nhỏ đầy hoa, cho đến khi không còn ai xung quanh, Lee Tae mới hỏi Jun Jong về lý do thực sự quyết định ở lại cùng. Jun Jong nói, ngày đó khi cô ở trong lối đi bí mật, cảm thấy nó tối tăm và ẩm ướt, mỗi bước đi đều khiến cô cảm thấy sợ hãi. Điều này khiến cô không thể không nhớ đến, mỗi năm vào đêm trăng tròn, Lee Tae đều sẽ đi qua con đường nhỏ như vậy để gặp mình. Tình cảm này khiến Jun Jong vô cùng cảm động, vì thế cô mới muốn ở lại, muốn ở bên cạnh Lee Tae và bày tỏ tình yêu của mình. Nhưng lời nói chân thành của Jun Jong không khiến Lee Tae mất phương hướng. Anh cũng yêu mến Jun Jong, nhưng trong hoàng cung nghiêm ngặt, tình yêu không có ích lợi gì. Vị trí của Jun Jong là cháu gái của Tả tướng, là kẻ địch mà anh phải loại bỏ. Lee Tae yêu cầu Jun Jong đừng sử dụng tình yêu để làm lung lay mình, bởi vì anh không thể đáp lại. Nói xong, Jun Jong nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, chỉ biết đứng yên lặng ngậm ngùi. Kể từ sau vụ báo cáo bí mật của đại tổng quản, trong lòng thượng thư luôn có một nỗi băn khoăn, đó là lời Tả tướng nói, trái tim thực sự của Lee Tae dành cho Jun Jong. Ngày hôm sau khi xuống triều, Lee Tae cố ý gọi Dân Hy đến để cùng mình, trước mặt thượng thư, dàn dựng một màn tình tứ, nhưng thượng thư vẫn đầy nghi ngờ. Lee Tae cũng chú ý, anh lén nói với Ki-hun rằng thượng thư có vẻ không tin tưởng mình. Mặt khác, Tả tướng đến tìm Đại Phi, yêu cầu bà hy sinh vì việc phong trung điện. Đại Phi ngay lập tức trở nên kích động, biết rằng phá vỡ quy tắc 3 năm tuần tiểu không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng lời của Tả tướng vẫn vì quốc gia, vì hoàng thất, giống như lúc ông thuyết phục Đại Phi vào cung. Đại Phi do dự một lát, rồi cười ra, có lẽ đây chính là số phận của việc yêu mến Tả tướng. Bất kỳ lúc nào, bà cũng sẵn lòng hy sinh vì người khác. Nói xong, Đại Phi lùi về phía hồ, chuẩn bị lao mình xuống nước. Tả tướng lo lắng cho Đại Phi, ngay lập tức tiến lên nắm lấy tay bà và cả hai cùng nhau rơi xuống hồ. Đại Phi dùng lý do rơi xuống nước, cơ thể không khỏe làm cớ để sớm rời cung dưỡng bệnh. Trong thời gian này, bà giao việc hậu cung cho Dân Hy và Jun Jong, bắt đầu cuộc đua cho vị trí trung điện sớm hơn. Jun Jong ra lệnh cho các cung nữ không được nhẫn nhịn trước những khiêu khích từ phía Dân Hy trong cung, càng ầm ĩ càng tốt. Đây chính là kế hoạch của Tả tướng, hy vọng rằng hậu cung có thể xảy ra một vấn đề lớn khó giải quyết. Những trận cãi vã nhỏ của các cung nữ chưa đủ, cho đến một ngày, các thượng cung bắt được một cung nữ có quan hệ bất chính với thân thích hoàng gia, sự việc này trực tiếp được đưa lên triều đình. Các đại thần đều khuyên nên cho đăng xuất cung nữ để răn đe, còn nói từ khi Đại Phi rời cung, hậu cung thường xuyên xảy ra các vụ cung nữ đánh nhau, đều do vị trí lãnh đạo nội các bỏ trống. Nhóm đại thần của Tả tướng đề xuất, vì Đại Phi đã rời cung, nên nhanh chóng chọn ra trung điện mới để quản lý hậu cung.
Ngay lập tức, có người phản đối, 3 năm tuần tiểu chưa kết thúc, không nên vì những chuyện nhỏ mà phá vỡ quy tắc, đề xuất xử tử cung nữ Tư Thông và Lưu Đày thân thích. Hai bên đều có lý do của mình, tranh luận không ngừng. Cuối cùng, vấn đề trở lại việc Phong Trung Điện. Thân thích hoàng gia mạnh mẽ yêu cầu Phong Trung Điện, các đại thần cũng không chịu kém, lớn tiếng yêu cầu Ly Tê cảnh giác với thân thích xen vào chính sự. Ly Tê trong cung suy tư, không phải vì tranh luận bên ngoài, mà là suy nghĩ xem mâu thuẫn hậu cung có phải là một kế hoạch chỉ để kéo ra tranh cãi Phong Trung Điện. Anh ngay lập tức yêu cầu Kyun điều tra và nhanh chóng làm rõ nguyên nhân ban đầu của cuộc cãi vã là do thượng cung bên cạnh Jun Jong khơi mào. Ly Tê đến thăm phòng ngủ của Jun Jong vào ban đêm, sa thải tất cả cung nhân và truy vấn cô tại sao chịu làm việc cho tả tướng, kẻ thù của mình, cũng là kẻ đã cho đăng xuất gia đình Jun Jong. Jun Jong rơi lệ, sau khi mất đi gia đình, may mắn cô có những người thợ của làng tre ở bên cạnh. Bây giờ vì chính mình, những người thân và bạn bè quý giá đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm, Jun Jong không thể chạy trốn lần nữa. Cô chỉ có thể khẩn cầu Ly Tê không nên tiếp tục hỏi thăm và mỗi người đi con đường của mình. Dưới áp lực của các thân thích, Ly Tê cuối cùng đã hủy bỏ quyết định Lưu Đày. Ai ngờ, việc này lại gây ra sự phản đối từ các học giả, những người đã khổ luyện qua sách vở, chuẩn bị thi cử để phục vụ đất nước, không thể chấp nhận hành vi coi thường pháp luật của các thân thích dựa vào quyền lực. Một nhóm lớn học giả đã đến cửa cung quỳ xuống, khẩn cầu Ly Tê xử phạt việc Tư Thông với thân thích bằng cách Lưu Đày và đồng thời, để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra, cũng cần phong chức Trung Điện. Sự kiện này đã hoàn toàn nâng cao vấn đề phong chức Trung Điện thành một sự kiện lớn ảnh hưởng đến chính sách và xã hội. Ly Tê không còn bất kỳ lý do nào để phản đối nữa. Khi anh đang suy tư trong đại điện, Thượng Thư vào cung yêu cầu gặp. Thượng Thư biết kế hoạch phong chức Trung Điện là một đòn tấn công mạnh mẽ từ tả tướng, ông sẵn lòng giúp Ly Tê giải quyết mọi chuyện. Nhưng đổi lại, Ly Tê phải tuân thủ thỏa thuận của họ, nhanh chóng và Dân Hy tiến hành hợp phòng để sinh con nối dõi. Mặt khác, khi nghe tin học giả phản đối, việc phong chức Trung Điện chỉ còn là vấn đề thời gian, Jun Jong ngay lập tức gặp tả tướng. Lúc này, Jun Jong kể về nguồn gốc của mình. Khi Ly Tê còn là thế tử, con gái của học giả Jun đã được chọn làm thế tử phi, nhưng quyết định này đã gặp phản đối từ các đại thần khác. Sau đó, vụ án cho đăng xuất hoàng hậu xảy ra, ông Jun bị vu oan và bị hành quyết. Sự việc này đã khiến một nhóm lớn người ngưỡng mộ ông Jun bị đày đọa. Tả tướng nhìn Jun Jong với vẻ nghi ngờ, không hiểu tại sao cô lại nhắc đến chuyện mà ai cũng biết. Jun Jong trả lời vì có một bí mật không ai biết, đó là con gái của ông Jun không đăng xuất, cô may mắn thoát được và lớn lên ở dân gian, sau đó trở lại cung. Đó chính là cô. Tả tướng nhìn chằm chằm vào Jun Jong với ánh mắt chứa chút kinh ngạc, không muốn tin đó là sự thật. Sau khi nhận được bức thư mật, tả tướng vẫn giữ bình tĩnh, không chỉ hỏi phu nhân liệu có nhớ về thế tử phi bị phế bỏ không, mà cô ấy là người như thế nào. Phu nhân nhớ lại, tiểu thư nhà Jun có cá tính mạnh mẽ và đã đọc rộng nhiều sách, đặc biệt là thông thạo nhiều kiến thức phong phú. Tả tướng gật đầu, trong ấn tượng của ông Jun cũng thường nói nếu ông có một đứa con trai, chắc chắn có thể trở thành chính khách. Sau khi rời đi, tả tướng lập tức ra lệnh cho người dưới mang theo bức họa của Kyun đến làng tre để xác nhận người mà thế tử đã phái đi năm xưa có phải là anh ta không. Ngày hôm sau, tả tướng đến cung và gặp Jun Jong. Jun Jong đề xuất sử dụng danh tính thực sự của mình để thương lượng, yêu cầu tả tướng thả tất cả thợ của làng tre. Ai ngờ, tả tướng lập tức từ chối. Chính vì Jun Jong quá muốn cứu những người thợ, tả tướng mới không dễ dàng thả người. Những người thợ quá quan trọng với Jun Jong, chỉ có thể tiếp tục giữ họ làm con tin. Sau khi thương lượng thất bại, Jun Jong cũng đe dọa, nếu tả tướng từ chối hợp tác, cô sẽ không làm theo ý của tả tướng mà sẽ làm loạn trong cung, chấp nhận nhường vị trí trung điện cho Dân Hy. Từ đó về sau, cuộc trao đổi kết thúc, chỉ còn lại sự uy hiếp của Jun Jong. Cô yêu cầu tả tướng suy nghĩ, nếu muốn cô giành được vị trí trung điện thì phải thả người của làng tre. Ngay sau đó, Jun Jong đến phòng làm việc của Ly Tê, gây rối trước mặt các đại thần, cáo buộc họ dùng chính sự làm phiền Ly Tê, khiến anh ta lâu ngày không đến gặp mình. Các đại thần chỉ cảm thấy việc này rất buồn cười, Jun Jong muốn tiếp tục làm ầm ĩ, tả tướng từ phía sau đi đến, đuổi tất cả mọi người đi và Jun Jong đặt ra một ngày hẹn với tả tướng. Nếu trước ngày hẹn mà tả tướng vẫn chưa mang tin tức về việc thả thợ, cô sẽ đến triều đình lớn gây rối để sử sách ghi lại hình ảnh xấu xa của mình. Sau một hồi suy nghĩ, tả tướng cuối cùng đã đồng ý với yêu cầu của Jun Jong. Ngày hôm đó, khi triều đình họp, Ly Tê đã quyết định về việc phong chức Trung Điện. Anh ta đã chấp nhận ý kiến của đại thần, trước tiên xác định người được chọn làm Trung Điện, chờ đến khi kết thúc 3 năm tuần tiểu mới tổ chức lễ phong chức lớn. Trước khi quyết định về việc phong chức, Ly Tê còn đặc biệt đến nơi đại phi đang dưỡng bệnh để thông báo quyết định của mình sẽ hỗ trợ Dân Hy và để cô ấy sinh đứa con đầu lòng. Đồng thời, do đại phi tuyên bố cơ thể không khỏe, nên quyền lực chọn lựa Trung Điện sẽ do Ly Tê đảm nhận toàn bộ. Nghe tin này, sắc mặt đại phi thay đổi, nếu cuối cùng Dân Hy trở thành Trung Điện thì sự hy sinh của bà sẽ trở nên vô nghĩa. Những ngày này, tả tướng rất uể oải, ông ta không thể kéo Thượng Thư về phía mình và Jun Jong cũng đã đánh bại ông ta một cách bất ngờ. Vào buổi tối, con trai bước vào phòng vì nghe phu nhân nói tả tướng đang bực bội, con trai mới đến thăm cha. Trong cuộc trò chuyện, con trai khuyên tả tướng không nên can thiệp vào quyền lực, không nên trở thành kẻ mê quyền. Nhưng những lời khuyên này lại khiến tả tướng tức giận hơn. Không có gì làm ông ta tức giận hơn việc chính người nhà cũng không ủng hộ. Ông ta quát mắng con trai, nói rằng mình có thể giữ vững nguyên tắc là vì đất nước chưa có bạo quân. Tả tướng luôn muốn can thiệp vào việc kế vị hậu cung, chính là để đảm bảo không có vua vô dụng, để những quan chức hiền tài có cơ hội phục vụ. Ngày hẹn với tả tướng đã đến, Jun Jong yêu cầu Ly Tê cho phép cô rời cung. Cô không giấu giếm mục đích là đi thăm thợ làng tre vừa được thả.
Li Tê không phản đối và còn phái vệ sĩ bảo vệ an toàn cho Jun Rong. Mặt khác, Tả tướng đã lén lút thuê hai sát thủ để cho Đăng xuất Jun Rong vào ngày hẹn. Nhưng Jun Rong đã phòng bị trước, cô còn mang theo một người nữa, đó chính là Đại Phi. Khi sát thủ thấy Đại Phi cũng đi cùng, họ lập tức gửi người báo lại cho Tả tướng. Nhưng chén trà đã bị đầu độc đã được đưa lên bàn của Jun Rong và Đại Phi. Khi hai người chuẩn bị uống, Tả tướng vội vã đến, một tay đổ đi chén trà của Đại Phi. Jun Rong vẫn giữ bình tĩnh, đúng là cô muốn thấy Tả tướng hoảng loạn. Sau khi gửi Đại Phi đi, Jun Rong mới vạch trần sự thật. Hóa ra, cô đã sớm cảm thấy rằng Tả tướng dễ dàng đồng ý với yêu cầu của mình, chắc chắn có mục đích khác. Cô muốn thử nghiệm, không ngờ kế hoạch của Tả tướng là cho Đăng xuất cô. Thấy Jun Rong tư duy sắc bén, sánh ngang với mình, Tả tướng đành chấp nhận thỏa thuận trao đổi mà cô đề xuất trước đó. Ông thả thợ của làng tre và để Jun Rong trở thành trung điện. Nhưng sau lần phản bội này, Jun Rong không còn tin vào lời của Tả tướng nữa. Cô quyết định sẽ giúp Li Tê kiểm soát sinh mạng của Tả tướng, sau đó dùng quyền lực này để cứu những người cô muốn cứu. Người của Tả tướng điều tra về Kyun đã đưa ra câu trả lời. Dù họ không nhìn thấy mặt sứ giả của Thế tử, nhưng họ thấy trên mu bàn tay anh ta có một vết sẹo dài. Tả tướng ngay lập tức tìm đến Kyun, thấy trên tay anh ta thực sự có vết sẹo và sau đó yêu cầu đại tổng quản đưa Kyun ra khỏi cung. Kyun bị bí mật giam giữ, Tả tướng cá nhân đến thẩm vấn, hỏi anh ta có phải là người nhiều năm trước đã cứu Jun Rong và giả mạo sự ra đi của cô không. Kyun không chối cãi trước lời của Tả tướng. Mặt khác, thầy giáo từng ẩn náu đến đô thành cũng nhận được bức thư mật từ Jun Rong. Sau khi đọc xong thư, ông quyết định bước vào sở bắt trộm và tự giam mình lại. Thực ra, mọi sự phát triển đều nằm trong kế hoạch của Jun Rong. Chính cô đã sắp xếp để Kyun cố ý rơi vào tay Tả tướng, cũng như việc thầy giáo bị giam vào sở bắt trộm. Sau khi kết thúc phiên thẩm vấn, Tả tướng vội vàng đến cung gặp Li Tê. Jun Rong trong hậu cung nghe tin này, lòng dậy sóng mạnh mẽ. Cuộc gặp gỡ giữa hai người chính là phần then chốt và nguy hiểm nhất trong kế hoạch. Ngay khi Tả tướng gặp Li Tê, ông ta đã lớn tiếng đòi hỏi tại sao Li Tê lại vi phạm mệnh lệnh của vua cha, cứu giúp con gái của kẻ phản nghịch. Li Tê đáp lại, dù anh ta cứu Jun Rong, nhưng không đến nỗi như Tả tướng đưa cô vào cung, tội của ông còn nặng hơn. Tả tướng đã sẵn sàng để cùng nhau bị hủy diệt. Lúc này, Jun Rong dẫn người đến ngoài phòng ngủ của Li Tê nhưng bị đại tổng quản chặn lại. Jun Rong chỉ có thể đứng ngoài cửa lớn tiếng kêu gọi, ta có việc về Tả tướng muốn báo cáo. Li Tê nghe thấy liền cho phép Jun Rong vào điện ngay lập tức, mọi người đành phải lùi sang một bên. Khi Jun Rong vào, cô nói rằng người đã cứu cô năm xưa chính là Tả tướng, ông ta đã giấu con gái của tội phạm và lại đưa cô vào cung dưới danh nghĩa là cháu gái, tội lỗi chồng chất. Jun Rong yêu cầu Li Tê gửi mình vào Y Dân phủ, cô sẽ tự mình nói ra tất cả tội lỗi của Tả tướng. Jun Rong một cách công khai vu cáo, khiến cả Tả tướng và Li Tê đều bị sốc nhưng cũng cuối cùng hiểu ra mục đích của cô, chính cô muốn kéo Tả tướng xuống nước. Việc Kyun và thầy giáo tự nguyện vào lưới cũng vì phiên tòa này, họ sẽ chứng minh người cứu Jun Rong là Tả tướng. Jun Rong đã chuẩn bị sẵn cái bẫy, giờ chỉ còn xem Li Tê có sẵn lòng theo ý cô đẩy Tả tướng xuống không. Li Tê nhìn Jun Rong với ánh mắt đầy nước mắt, biết rằng một khi làm vậy cô sẽ bị xử tử. Jun Rong không sợ Đăng Xuất, chỉ mong Đăng Xuất xứng đáng có thể giúp Li Tê loại bỏ Tả tướng. Sau khi nói xong, cô quỳ trước mặt Li Tê, trao cho anh một lá thư mật ghi rõ tội trạng để Li Tê đưa ra quyết định. Sau khi Tả tướng rời đi, Li Tê an ủi Jun Rong rằng đã làm đến mức này là đủ để làm cho Tả tướng phải kiêng nể, không cần phải đến mức bạn Đăng Xuất tôi sống. Jun Rong biết Li Tê không muốn mình phải hy sinh, nhưng chỉ khi hoàn toàn loại bỏ được Tả tướng, kế hoạch của cô mới thành công. Jun Rong đã sẵn sàng chấp nhận sự ra đi, cô chỉ cầu xin Li Tê một điều, phải thả những thợ làng tre bị bắt, không để người vô tội trở thành nạn nhân của quyền lực. Trong lúc nói, cô đưa bức thư mật vào tay Li Tê và nhắc nhở anh phải trở thành một vị vua sáng suốt. Li Tê nắm chặt bức thư, lau khô nước mắt, anh cảm ơn sự hy sinh của Jun Rong, để máu của cô trở thành nền tảng cho vương quyền, cùng Tả tướng bước vào địa ngục. Đáp lại, Li Tê sẽ trở thành vị vua thực sự của Joseon. Nghe được câu trả lời này, Jun Rong cảm thấy hài lòng, quay lưng rời khỏi phòng ngủ. Ngày hôm sau chính là ngày Li Tê và Jeon Hee hợp phòng. Jeon Hee trong lòng rất bồn chồn, lo sợ sẽ có chuyện không lành. Quả nhiên, anh trai của cô vô tình nói ra, việc hợp phòng này thực sự là do thượng thư ép buộc Li Tê. Jeon Hee ngay lập tức tìm đến cha mình, phàn nàn về việc ông can thiệp vào cuộc sống của mình. Jeon Hee chỉ muốn có một tình yêu đôi lứa với Li Tê, thượng thư cảm thấy bất lực, chỉ có thể nói với Jeon Hee sự thật, Li Tê thực sự yêu là Jun Rong. Nếu không vội vã hợp phòng và sinh con, e rằng Jeon Hee sẽ dần mất đi vị thế. Đêm đó, Đại Phi bí mật rời cung gặp một thầy xem bói. Người này nói với Đại Phi rằng người mang thai trong ngày hợp phòng đã được tính toán sẽ tập trung mọi quyền lực trong triều đình về tay mình. Đêm đó, Li Tê đến phòng ngủ của Jeon Hee nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung Jun Rong. Cuối cùng, anh không thể bỏ qua tình cảm trong lòng, để mặc Jeon Hee để tìm đến Jun Rong trên cây cầu. Anh nhận ra chỉ khi đối mặt với việc phải hợp phòng với người phụ nữ khác mới thực sự cảm nhận được tình cảm dành cho Jun Rong. Li Tê vuốt ve Jun Rong, không muốn hy sinh người anh yêu, chắc chắn sẽ tìm cách cứu cô thoát khỏi sự ràng buộc của Tả tướng. Li Tê âu yếm hôn Jun Rong và thậm chí ở lại phòng cô qua đêm. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp cung, khiến Jeon Hee thức trắng đêm một mình. Những người không thể chợp mắt đêm nay còn có Tả tướng. Ông ta thức dậy đọc sách dưới ánh nến và bất chợt thấy hình bóng của ông Jun, người đã qua đời. Tả tướng khen ngợi sự khôn ngoan của Jun Rong, đã mang lại cho mình cảm giác xấu hổ đã lâu không có, nhưng ông vẫn không hối tiếc những gì đã làm. Tả tướng không bao giờ quên được sự tàn bạo của vị vua trước,
đã cho đăng xuất tất cả quan lại tốt bụng chỉ vì họ dám phản biện và xác họ được bày ra trên đường đến triều đình hàng ngày. Từ đó, Tả tướng đã thề trong lòng mình không bao giờ chấp nhận một bạo chúa thứ hai xuất hiện. Ông muốn tự tay tạo ra một vị vua tốt, giữ quyền lực để kiểm soát vua. Với sứ mệnh này, Tả tướng không bao giờ hối tiếc. Khi trời sáng, Li Tê thức dậy và nhìn thấy Jun Zhong đang ngủ bên cạnh, anh mỉm cười rất ngọt ngào. Bên ngoài, một nhóm người đang đến để phục vụ việc thức dậy của Jun Zhong. Li Tê nhẹ nhàng mở cửa, ra hiệu cho các cung nữ không làm ồn để không đánh thức Jun Zhong. Li Tê truyền đạt quyết định của mình cho Kyun, từ đây anh muốn cùng Jun Zhong tiến lên, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ dũng cảm đối mặt. Để thể hiện quyết tâm của mình, Li Tê mang đến chiếc quạt mà Jun Zhong từng tặng cho anh, trên đó có hai câu thơ tỏ tình của Jun Zhong. Li Tê chưa từng trả lời, nhưng giờ đây anh hứa sẽ coi Jun Zhong như vợ mình, hỗ trợ cô trở thành trung điện. Một số người vui, một số người buồn, sau khi Li Tê bỏ Dân Hy trong đêm hợp phòng để bù đắp, anh đã gửi tặng cô nhiều món quà. Nhưng Dân Hy vẫn tức giận, lộn xộn phá hủy những món quà trong phòng. Lúc này, Jun Zhong bước vào, nhắc nhở Dân Hy không nên hành động mất kiểm soát, cần trân trọng sự kỳ vọng của cha mẹ. Trong lúc giúp Dân Hy dọn dẹp, Dân Hy đột nhiên nhớ ra, trước khi vào cung, một người phụ nữ làm việc ở làng tre trông rất giống Jun Zhong. Dân Hy ngay lập tức tìm em gái để xác nhận. Em gái lập tức biện hộ cho Jun Zhong, nói rằng người phụ nữ đó xấu xí không giống Jun Zhong chút nào. Nhưng Dân Hy vẫn hoài nghi, yêu cầu điều tra kín đáo. Hôm nay, Jun Zhong đề xuất muốn gặp thầy giáo bị giam giữ ở sở bắt trộm, nhưng đã đến muộn một bước, Tả tướng đã đến trước một bước. Ông ta nhớ lại danh tính của thầy giáo, khi xưa là một người đỗ tiến sĩ, cũng có cơ hội được thăng quan tiến chức, nhưng lại từ bỏ con đường quan lộ để trở về quê nhà. Một người tránh xa con đường quan lộ như vậy, tại sao lại mạo hiểm nuôi dưỡng con gái của ông Jun? Tả tướng xem xét cuộc sống của ông ta qua một đêm, hỏi ông ta lý do khiến làng tre trở nên giàu có là gì. Thầy giáo trả lời rằng đó không phải ý muốn của mình, mà là của Jun Zhong. Cô chỉ mong muốn người dân xung quanh có thể sống an lành. Tất nhiên, Tả tướng không muốn tin câu trả lời này. Con gái của một kẻ phản nghịch không có lý do gì để vẫn nhớ đến dân chúng. Ông ta tin chắc Jun Zhong làm vậy nhất định là để trả thù mình. Tả tướng không ngần ngại nói rằng ông ta sẽ trừng phạt thầy giáo theo luật. Trong khi đó, Kyun cũng mang đến lệnh của Li Tê, nói rằng ông sẽ tự mình thẩm vấn đại tổng quản. Đối diện với sự thẩm vấn của Li Tê, đại tổng quản chỉ muốn thoát khỏi mọi trách nhiệm. Khi ông ta gần như đã tiết lộ Tả tướng kịp thời đến. Ông ta nhận ra đã đến lúc phải loại bỏ đại tổng quản, kẻ không trung thành và không chính trực này. Những bằng chứng về tội lỗi của đại tổng quản được thu thập trước đó đã được sử dụng. Dưới sự chỉ đạo của Tả tướng, đại tổng quản được vệ sĩ dẫn ra khỏi đại điện. Khi không còn ai xung quanh, Li Tê nói với Tả tướng rằng anh đã quyết định sẽ cứu Jun Zhong, không để cô và Tả tướng cùng đăng xuất. Tả tướng cũng bày tỏ sẵn lòng chấp nhận thua cuộc, sẽ thả thợ của làng tre và sẽ làm sạch cáo buộc ông Jun âm mưu cho đăng xuất hoàng hậu. Nhưng một vấn đề khó khăn xuất hiện, đó là có người trong dân gian đang lan truyền tin đồn rằng hoàng hậu đăng xuất do Tả tướng sát hại. Điều này khiến Tả tướng cảm thấy vô cùng hoang mang. Ông ta cầu xin Li Tê điều tra lại nguyên nhân sự ra đi của hoàng hậu, trả lại sự trong sạch cho mình và ông Jun. Nghe xong, Li Tê và Jun Zhong vừa đến nhìn nhau, không biết Tả tướng thực sự muốn làm gì vì chính Tả tướng là người sát hại hoàng hậu không sai. Li Tê nhớ lại hình ảnh hoàng hậu uống rượu độc, thực ra trong lòng anh biết rằng hoàng hậu không phải bị ai cho đăng xuất, mà bà ấy tự nguyện đăng xuất để bảo vệ mình. Như vậy, mục đích của Tả tướng yêu cầu điều tra lại sự ra đi của hoàng hậu rõ ràng là để gây rối giữa anh và Jun Zhong. Đêm đó, Jun Zhong thực sự tìm đến Li Tê, bày tỏ những nghi ngờ trong lòng mình. Nếu làm sạch tên tuổi của ông Jun, Li Tê vẫn có thể nhận được sự kính trọng từ giới sĩ phu khắp thiên hạ, nhưng anh lại không làm như vậy, liệu có phải vì lý do không thể khác được không? Li Tê buộc phải tiết lộ bí mật về sự ra đi của hoàng hậu, bà ấy tự nguyện uống thuốc độc để không bị phế truất. Cứu Li Tê khỏi bị mất vị thế thế tử, và vua cha cũng đã hy sinh gia đình ông Jun làm bia đỡ đạn. Và tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc Li Tê muốn cưới Jun Zhong làm thế tử phi, gây hại đến lợi ích của những người có quyền lực trong triều, và từ đó dẫn đến thảm họa. Sau khi nghe xong sự thật, Jun Zhong chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không thể tiếp tục trò chuyện với Li Tê, chỉ có thể quay lưng và rời đi trong im lặng. Ngày hôm sau, Dân Hy mang theo một bảo mẫu từ nhà mình, người từng tiếp xúc với thợ làng tre, để bảo mẫu này nhìn Jun Zhong từ xa. Bảo mẫu rất kinh ngạc, người này chính là thợ làng tre đã đến nhà họ vào ngày đó. Dân Hy càng tức giận, ngay lập tức muốn tìm em gái để giải quyết. Cô ấy là người hầu của mình, lại giúp Jun Zhong giấu giếm thân phận. Trước khi em gái kịp đến, thượng thư đã tìm đến Dân Hy trước, yêu cầu cô hãy bình tĩnh. Người muốn giấu giếm thân phận của Jun Zhong là Li Tê. Thượng thư bắt đầu điều tra về người của làng tre và xử lý mọi chuyện, yêu cầu Dân Hy không nên làm thêm bất cứ điều gì. Ngày hôm đó, Jun Zhong đến thư phòng muốn tìm sách về hoàng hậu nhưng không tìm thấy tài liệu nào. Lúc này, một thượng cung mang đến cho cô cuốn sổ tay mà hoàng hậu viết cho người hầu, cũng nói với Jun Zhong rằng mối quan hệ giữa hoàng hậu và Li Tê rất thân thiết. Tối hôm đó, Li Tê lại đến phòng ngủ của Jun Zhong nhưng đứng ngoài phòng một thời gian dài, không biết làm thế nào để đối mặt với Jun Zhong, hai người nói chuyện qua cánh cửa. Sau khi đọc xong cuốn sổ tay của hoàng hậu, Jun Zhong nhận ra rằng ở cuối mỗi bài viết, hoàng hậu luôn bày tỏ lo lắng cho vua cha và con trai. Jun Zhong, với tư cách là một người vợ, có thể hiểu được suy nghĩ hy sinh của hoàng hậu cho gia đình. Bởi vì không lâu trước đó, cô cũng đã sẵn lòng đăng xuất vì Li Tê. Nhưng trong sự hy sinh đó còn lẫn lộn với hận thù của ông Jun, đây chính là điều Jun Zhong không thể buông bỏ. Nhưng khi thấy Jun Zhong đau khổ như vậy,
Li Tê lại không thể thực hiện được nguyện vọng của cô. Nếu anh làm sạch tên tuổi ông Jun, sự ra đi của hoàng hậu sẽ trở nên vô nghĩa. Nghe những lời này, Jun Jong chỉ có thể cố kìm nén nỗi buồn và rơi lệ trong im lặng. Jun Jong rơi vào sự mâu thuẫn, không biết có nên tha thứ cho Li Tê hay không. Cô phải lựa chọn giữa việc tiếp tục báo thù cho cha mình hay vì lợi ích của quốc gia và nhân dân mà buông bỏ hận thù sâu đậm trong lòng. Cho đến ngày hôm sau, Li Tê đã mời nông dân đến cung điện để khai hoang đất đai, nhân danh Jun Jong. Jun Jong nhìn từ xa, thấy Li Tê thương cảm những người nông dân già cỗi trải qua bao gian khổ. Không chỉ tự mình cầm cuốc xuống đất cày cấy, Li Tê còn hứa với nông dân rằng sẽ tổ chức lễ cầu mưa, mong cho mùa màng năm nay thu hoạch tốt. Jun Jong cảm thấy lòng mình phức tạp, Li Tê quả thực là một vị vua tốt, cô có lẽ cần phải suy nghĩ lại mọi thứ để đưa ra quyết định đúng đắn. Ngày hôm đó, phu nhân thông báo cho tả tướng rằng có người quan trọng muốn gặp ông ta ngoài cung. Tả tướng ngay lập tức lên ngựa đi gặp, và người đó chính là Jun Jong. Jun Jong muốn nói với tả tướng rằng cô đã tìm ra thủ phạm thực sự đã cho đăng xuất cả gia đình mình. Hoàng hậu đã uống thuốc độc để cứu Li Tê, vua cha để bảo vệ Li Tê đã hy sinh ông Jun làm bia đỡ đạn. Tả tướng vì muốn bảo vệ lực lượng trong triều đã diệt trừ gia đình ông Jun. Như vậy, mọi người trong triều đều là kẻ thù của cô. Khi Jun Jong sắp nói với tả tướng quyết định cuối cùng của mình, từ bụi cỏ bên cạnh có người đang dương cung nhắm vào Jun Jong. Jun Jong nói với ông ta rằng cô sẽ không trả thù ai cả, mà sẽ ở lại bên cạnh Li Tê với tư cách là cháu gái của tả tướng, giúp anh trở thành một vị vua sáng suốt. Mục tiêu của Jun Jong vẫn là trở thành trung điện, nhưng không phải vì tả tướng mà vì Li Tê. Khi trở về nhà, phu nhân thừa nhận rằng kẻ ám sát ẩn nấp trong bụi cỏ chính là người bà đã sai đi. Bà chỉ lo lắng cho sự an toàn của tả tướng vì hôm nay Jun Jong cũng đã công khai với bà về thân phận thực sự của mình là con gái ông Jun. Phu nhân trông rất lo lắng, ngược lại tả tướng trở về nhà với vẻ mặt rạng rỡ, còn dự định thúc đẩy Jun Jong lên làm trung điện. Sự rộng lượng, tầm nhìn và trí tuệ của Jun Jong khiến tả tướng rất ngưỡng mộ. Ông không nỡ loại bỏ Jun Jong, vậy thì thôi, nếu không thể tạo ra vị vua như ý, thì sẽ nuôi dưỡng một trung điện ưng ý. Vào buổi tối hôm đó, tả tướng đã triệu tập quan lại để hỗ trợ Jun Jong lên ngôi vị trung điện, và ý định của Li Tê cũng như vậy. Ý kiến của triều chính và dân chúng hiếm khi được thống nhất như thế, Jun Jong nhanh chóng tiến hành lễ phong trung điện và sau 3 năm để tang thì tiến hành lễ đăng quang lớn. Đồng thời, thợ làng tre bị bắt cũng cuối cùng được thả tự do, trở về quê hương đoàn tụ với gia đình. Đối với kết quả này, Dân Hy và Thượng Thư đều cảm thấy rất bức xúc. Dân Hy đã tức giận lớn tiếng trong cung, nhưng Thượng Thư vẫn bình tĩnh. Ông ta cho rằng Li Tê và tả tướng không thể chung sống lâu dài, dù là vì Jun Jong mà giữ hòa bình, đó chỉ là tạm thời, cuối cùng vẫn sẽ đối đầu nhau. Sau buổi triều đình hôm đó, tả tướng chuẩn bị cho chú của Đại Phi làm quan ở Kinh Kỳ Đạo, nhưng Đại Phi không muốn người thân mình đi xa. Bà ấy đã cầu xin tả tướng, nhưng tả tướng chỉ từ chối một cách khéo léo, nói rằng vị trí ở Kinh Kỳ Đạo rất quan trọng, phải do người của mình giữ vững. Lời này khiến Đại Phi nhớ đến buổi gặp gỡ kín đáo với nhà sư xem tướng vài ngày trước. Thực ra, vào buổi tối hôm đó, nhà sư còn nói ra một phép thanh tẩy. Đó là sẽ có một người trong triều đẩy đi người trong gia tộc của Đại Phi đi, khiến bà ấy cô đơn không có sự hỗ trợ, sau đó dùng thủ đoạn của mình để độc chiếm quyền lực. Đại Phi rơi nước mắt, nếu phép thanh tẩy là sự thật, người đó chắc chắn là tả tướng. Cuối cùng Đại Phi vẫn buông lời, nhượng bộ quyết định của tả tướng, Đại Phi quay người tìm đến phu nhân. Hiện tại, bà không còn được tả tướng trọng dụng, thậm chí việc gặp phu nhân cũng trở nên khó khăn. Đại Phi nói với vẻ oán trách nặng nề, bà hiểu rõ tả tướng và phu nhân đều đặt niềm tin vào Jun Jong. Phu nhân cũng nhận ra sự oán giận từ Đại Phi, bà trả lời Đại Phi rằng bà sẽ chăm sóc Jun Jong như chăm sóc bà, sẽ giúp Jun Jong sinh con đầu lòng cho Li Tê, sẽ khiến cô ấy trở thành trung điện được nhân dân ca ngợi và sẽ không bao giờ để Jun Jong trở thành một người phụ nữ hậu cung cô đơn, già nua mà không có gì. Phu nhân càng nói càng trở nên kích động, cuối cùng gần như là hét lên lời này. Đại Phi bị sự tức giận của phu nhân làm choáng váng và càng sợ hãi nội dung trong lời của bà. Người cô đơn, già nua mất tất cả này, có lẽ chính là Đại Phi. Đại Phi vội vã rời đi nhưng trên đường trở về, bà thấy những nông dân Li Tê mời đến cung để khai hoang đất đai. Không khí tràn ngập mùi đất và phân bón, khiến Đại Phi cảm thấy khó chịu đến mức không thể chịu nổi. Bà mất kiểm soát khi trở về điện, ra lệnh đốt bỏ bộ quần áo vừa mặc khi ra ngoài, ngồi bệt xuống đất tự nói tự lẩm bẩm rằng cả hậu cung đều đầy mùi hôi, thậm chí bản thân bà ở trong cung cũng không thể thở nổi. Lúc này, Dân Hy đang đứng ngoài cửa, nhìn thấy sự hoảng sợ và lo sợ của Đại Phi nhưng cô không hề biểu lộ ra ngoài, trong lòng dường như đã có một số ý định. Dân Hy đợi cho đến khi Đại Phi bình tĩnh trở lại mới vào phòng và chào hỏi, trong lúc đó cố ý đề cập đến điểm yếu của Jun Jong, nói rằng cô có cách để chứng minh bí mật của Jun Jong cho Đại Phi, vì bên cạnh cô có một nữ thợ trong cung đang bí mật liên lạc với cô ấy. Mặt khác, Li Tê nhớ rằng những ngày này chính là ngày giỗ của gia đình ông Jun. Tuy nhiên, việc tổ chức lễ cúng không được tự do thực hiện trong cung. Li Tê đành phải tìm một lý do, giả vờ đưa Jun Jong đi chơi dưới dạng người bình thường, để Jun Jong có thể đến mộ phần của người thân cùng bái. Trong lúc hai người rời cung, Dân Hy chuẩn bị một bằng chứng chứng minh danh tính giả mạo của Jun Jong, giao cho người bên cạnh chờ đợi khi Li Tê và Jun Jong trở về cung để bắt giữ cô ta ngay tại chỗ. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ là một cái bẫy, mục đích là để lừa gạt em gái đang lén nghe trộm bên ngoài cửa sổ. Quả nhiên, khi em gái biết Dân Hy định đối phó với Jun Jong, cô ta vội vàng rời khỏi cung đi báo tin. Dân Hy lập tức ra hiệu cho người bên cạnh theo dõi em gái. Thượng thư biết Dân Hy hành động một mình, ngay lập tức đến hậu cung để thảo luận với cô, nhưng Dân Hy tự tin với kế hoạch của mình.
cô ta chứng kiến em gái lén vào phòng mình và ăn cắp bức thư tố giác. Tuy nhiên, Dân Hy đã sớm ngâm thư vào mùi hương xạ hương. Một khi Jun Dong chạm vào bức thư, trên tay cô ta sẽ có mùi xạ hương, trở thành bằng chứng của mối liên lạc bí mật giữa cô ta và em gái. Thượng thư cũng có lý do để bắt giữ Jun Dong, nhưng thượng thư vẫn cảm thấy kế hoạch này quá mạo hiểm. Đầu tiên, lần này Dân Hy hợp tác với Đại Phi, người luôn là phe của tà tướng. Thượng thư không tin tưởng bà, ông ta phải cử người lén vào điện của Đại Phi để tìm hiểu ý đồ thực sự của bà trước khi hành động. Mặt khác, Đại Phi đã cứu một người từ đại tổng quản, cho phép anh ta chọn một số người nghe lời để làm việc cho mình. Kế hoạch của Đại Phi là cho những người này theo dõi em gái, và khi Jun Dong xuất hiện, họ sẽ cho đăng xuất cô ta. Như vậy, ngay cả khi sự việc bị phơi bày, người bị nghi vấn chỉ là Dân Hy, Đại Phi an toàn ngồi nhìn mọi chuyện diễn ra. Sau khi rời cung, thượng thư bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, dường như nhận ra điều gì đó khác thường ở Đại Phi. Ông ta ngay lập tức gặp tả tướng lập tức đến nơi Ly Tê cải trang đi dạo, muốn tìm Jun Dong. Tuy nhiên, Jun Dong lúc đó không ở trong nhà. Tả tướng không dừng lại, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của cô ấy trong thành. Ly Tê thấy vậy, trong lòng bắt đầu lo lắng, cũng bắt đầu phái người đi tìm Jun Dong. Sau khi rời cung, em gái tìm kiếm trên đường phố và cuối cùng gặp được Jun Dong. Vừa khi em gái trao bức thư cho Jun Dong, một nhóm người giả dạng người đưa tang ở bên đường bỗng nhiên lộ mặt hung dữ, rút vũ khí bao vây Jun Dong và em gái. Vào thời điểm quan trọng, người của tả tướng và Ly Tê kịp thời đến, bắn đăng xuất tất cả các sát thủ. Ly Tê muốn biết những sát thủ này là ai, nhưng tả tướng và Jun Dong đồng thanh nói rằng họ chỉ là bọn cướp dân sự. Câu trả lời này rõ ràng không thể khiến Ly Tê hài lòng, hơn nữa bên cạnh Jun Dong còn có một cung nữ của Dân Hy. Ly Tê muốn hỏi thêm, nhưng bị Jun Dong ngăn lại, bảo anh ta trước khi dân chúng tụ tập nên sớm dọn dẹp hậu quả. Ly Tê đành phải kiềm chế, dẫn Jun Dong nhanh chóng rời đi. Lúc này, quân lính đã sẵn sàng ở cổng thành nhanh chóng đến. Đêm đó, Jun Dong trở về cung, bắt đầu suy ngẫm về vụ ám sát hôm nay. Cô tin chắc Dân Hy không có khả năng mời một nhóm sát thủ đến cho đăng xuất mình. Ly Tê cũng rơi vào hoài nghi, mọi chuyện xảy ra hôm nay đều bao phủ một bí ẩn. Tại sao Jun Dong lại ở cùng với cung nữ của Dân Hy? Tả tướng làm sao biết Jun Dong gặp nguy hiểm và kịp thời đến? Càng đáng ngờ hơn, tại cổng thành đã sẵn có một nhóm lính chờ đợi, như thể họ đã biết trước sẽ có một vụ ám sát xảy ra. Những lính này chính là người của Thượng thư, Dân Hy, Thượng thư và Tả tướng, ba người này trong vụ ám sát có vị trí khó hiểu. Ly Tê không thể giải thích, chỉ đành đến gặp Jun Dong trong tẩm điện của cô, hy vọng nghe được một số sự thật từ miệng cô. Nhưng Jun Dong vì muốn bảo vệ em gái, không tiết lộ gì về bức thư tố cáo. Thấy Ly Tê lo lắng cho mình mà khóc, Jun Dong không khỏi xúc động, ôm anh. Vào đêm khuya, Tả tướng và Thượng thư gặp nhau riêng, cuộc thẩm vấn của Thượng thư đã có kết quả. Các sát thủ đều do một người phụ nữ chỉ đạo, người này chính là người của Đại Phi. Thái độ của Thượng thư rõ ràng muốn công bố sự việc này, chỉ trích Đại Phi là người đứng sau vụ ám sát. Tuy nhiên, phía Tả tướng cũng có một lá bài, đó là có một cung nữ của Dân Hy ở hiện trường vụ ám sát. Dựa vào điểm này, cũng có thể đổ lỗi cho Dân Hy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hai người tràn ngập ánh sáng của kiếm và dao, cả hai đều muốn sử dụng đòn bẩy trong tay để áp đảo đối phương. Nhưng Thượng thư vẫn vững vàng không nhúc nhích, kiên định rằng kẻ chủ mưu sự kiện chính là Đại Phi, yêu cầu Tả tướng suy nghĩ kỹ là nên bảo vệ Đại Phi hay đứng về phía Jun Dong. Tả tướng suy nghĩ suốt một đêm, ngày hôm sau sớm đã đến điện của Đại Phi, yêu cầu bà chuyển đến cung điện khác để ở trước khi sự việc bị Ly Tê biết đến. Mặc dù Tả tướng kiên nhẫn giải thích rằng lần này liên quan đến Dân Hy, Thượng thư vì con gái có thể làm mọi thứ, không nên đối đầu trực diện, chỉ có thể tạm thời tránh né. Nhưng trong tai Đại Phi, chỉ nghe thấy ý định của Tả tướng là từ bỏ mình. Bà thách thức Tả tướng, bây giờ ông ta muốn bảo vệ ai, mình hay Jun Dong? Tả tướng không còn giấu giếm, lúc này người ông ta cần là Jun Dong. Đại Phi bật khóc, đau lòng vì Tả tướng lại muốn bỏ rơi mình, nhưng lần này bà không muốn tuân theo mệnh lệnh, thề sẽ không rời khỏi điện Đại Phi. Tả tướng đành phải quỳ xuống van xin, cuối cùng Đại Phi từ từ tiến về phía kiệu sắp rời đi, nhưng trong đầu lại nhớ lại phép thanh tẩy của nhà sư. Lúc này bà hoàn toàn tin vào lời của nhà sư, Tả tướng sẽ khiến bà mất tất cả, cô đơn mà đăng xuất. Đại Phi cầm lên ngọn nến và đốt cháy kiệu, nhìn Tả tướng với ánh mắt giận dữ. Kế tiếp, bà sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Tả tướng, trở lại cung. Đại Phi khẩn trương muốn gặp nhà sư xem tướng, sau lần gặp gỡ trước, Đại Phi đã trói nhà sư và ném vào hang động, không cho uống nước suốt nửa tháng, bởi vì lúc đó bà hoàn toàn không tin vào lời tiên tri của ông. Bây giờ đã tỉnh táo lại, Đại Phi lo lắng rằng nhà sư có thể đã đang suốt đói. Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra, nhà sư nghe thấy lời gọi của Đại Phi và kỳ lạ thay, ông ta đã mở mắt. Điều này khiến Đại Phi càng tin tưởng rằng ông ta là hóa thân của thần linh đến để giúp đỡ mình. Ly Tê sắp sửa rời cung để tiến hành lễ cầu mưa. Trước đó, anh ta đã triệu tập thượng thư, trước tiên tự trách mình đã đối xử không tốt với Dân Hy. Sau đó bỗng nhiên lạnh lùng hỏi liệu có phải vì lý do này mà Dân Hy mới lên kế hoạch ám sát Jun Dong. Thượng thư lập tức phủ nhận, nhưng cuộc truy vấn của Ly Tê khiến anh ta nhận ra Jun Dong đã nghi ngờ Dân Hy. Họ cha con quyết không thể chịu trách nhiệm cho việc này. Sau khi rời khỏi Ly Tê, thượng thư ngay lập tức tìm đến Jun Dong, xin cô tha thứ cho Dân Hy và đề nghị không tiếp tục điều tra. Bởi vì người đứng sau kế hoạch ám sát thực sự là Đại Phi, việc một bà mẹ chồng âm mưu hại con dâu là một xì căng đan, việc này nếu lan truyền ra ngoài chỉ khiến danh tiếng bị hoen ố. Nghe xong, Jun Dong ngay lập tức gọi em gái, yêu cầu cô ẩn nấp kỹ lưỡng trong thời gian tới và chờ đợi bão tố qua đi thì sẽ gửi cô ra khỏi cung.
nhưng em gái đã quyết định ở lại cung để ở bên cạnh Jun Rong. Jun Rong không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận quyết định của cô ấy. Thượng thư mặc dù đã nói sự thật cho Jun Rong biết nhưng không nói cho Lee Tae. Khi Lee Tae nghe nói kẻ ám sát Jun Rong sau nhiều ngày thẩm vấn vẫn chưa mở miệng, anh rất bất mãn và quyết định phải tự mình ra tay. Anh ta ngay lập tức triệu em gái đến đại điện. Tin tức này khiến Jun Hee lo lắng, sợ em gái sẽ khai ra mình. Đúng như dự đoán, em gái vừa mở miệng đã thừa nhận là Jun Hee đã sai người tấn công Jun Rong. Lee Tae với ánh mắt lạnh lùng ngay lập tức đến cung của Jun Hee. Trên đường, Jun Rong đuổi theo, cố gắng thuyết phục Lee Tae bình tĩnh. Thượng thư vẫn là một bề tôi trung thành với anh, nhưng Lee Tae không mềm lòng. Khi đến bên cạnh Jun Hee, Lee Tae giả vờ dịu dàng, giảng dạy cô cách né mình, nhưng khi tiến gần lại thì thì thầm vào tai cô, nói một cách tàn nhẫn rằng tình yêu của anh dành cho cô chỉ dựa trên việc cần đến sức mạnh của thượng thư, ngoài ra không còn chút tình cảm nào khác. Vì vậy Jun Hee tốt nhất nên tự giữ mình, tôn trọng Jun Rong, người chủ mẫu của trung điện, không nên gây thêm rắc rối nữa. Sau khi bị Lee Tae cảnh cáo, Jun Hee đã chút giận lên em gái, tát cô một cái thật mạnh, còn nói rằng người chỉ thị cho mình là đại phi. Jun Rong không thể đối phó với đại phi nên đã lấy cô làm con dê tế thần. Jun Rong chỉ nhăn mặt nhắc nhở Jun Hee không nên nói lung tung, chỉ khi giữ miệng lại mới có thể bảo vệ tốt cho bản thân và gia đình. Sau đó, thượng thư tìm đến tả tướng, thông báo rằng Jun Rong đã biết sự thật người âm mưu hại mình là đại phi. Việc cấp bách bây giờ là phải an ủi Jun Rong. Ý của tả tướng cũng là giữ im lặng, một mặt vì Lee Tae cần sức mạnh của thượng thư, trong vụ việc này Jun Hee cũng có liên quan, nếu Jun Hee bị phạt, thượng thư chắc chắn sẽ bất bình. Mặt khác, việc đại phi âm mưu hại con dâu là một bê bối và Lee Tae phạt đại phi cũng trái với đạo lý, dù làm gì cũng sẽ làm ô danh hoàng gia. Nhưng Jun Rong không muốn chỉ dừng lại ở đó, cô muốn công khai chuyện này, chỉ có như vậy mới làm giảm uy tín của đại phi, đó là cái giá cho việc âm mưu hại cô. Thấy Jun Rong không chịu nhượng bộ, tả tướng sẵn lòng từ chức, xa lánh trốn quan trường, để Lee Tae tự do hành động, dùng cái giá này để bảo vệ vị trí của đại phi. Ngày hôm đó, triều đình mở kỳ thi, nhưng Ki-hun lại nói với Lee Tae rằng đề thi lần này có vẻ quá khó. Và Lee Tae luôn quan tâm đến Si-hun đã gửi người đến nói rằng anh ta không làm được câu nào. Lee Tae có phần lo lắng, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ phải đợi đến lần cơ hội tốt tiếp theo. Si-hun rốt cuộc là ai? Và Lee Tae muốn làm gì? Chúng ta hãy tiếp tục xem. Ngày hôm sau, Lee Tae lại mặc bộ quần áo thô sơ, cùng với những người nông dân xuống đồng cày cấy. Trong lúc nghỉ ngơi, Lee Tae ngước lên, thấy Jun Rong luôn đứng ở bên kia sông nhìn anh. Lee Tae nở nụ cười dịu dàng, nói với những người nông dân rằng người phụ nữ bên kia là vợ duy nhất của mình. Lời nói này khiến ngay cả những người nông dân cũng cảm nhận được tình yêu sâu đậm. Lee Tae chỉ biết mỉm cười trong khổ sở, với bản thân không có chút quyền lực nào, ngay cả việc yêu thích một người phụ nữ cũng trở thành một sự xa xỉ. Lúc này, một lão nông già cả bên cạnh an ủi anh, làm sao một vị vua lại không có quyền lực? Chỉ cần một lệnh của ngài, mọi việc đều có thể như ý muốn. Lee Tae được khích lệ, tâm trạng trở nên phấn chấn trở lại. Anh quyết tâm phải dùng chính sức lực của mình để tạo dựng một thế giới như vậy. Ngày hôm đó, Jun Rong đến gặp đại phi để phơi bày mọi chuyện. Nghe xong những tội danh của mình, đại phi không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng khi biết tả tướng vì muốn bảo vệ bà mà sẵn lòng từ chức và trở về quê, bà bắt đầu hoảng loạn. Đại phi lập tức gặp tả tướng, không muốn ông rời đi. Không có sự che chở của tả tướng, Lee Tae chắc chắn sẽ không tôn trọng bà và Jun Rong càng có cơ hội báo thù. Đại phi chỉ còn biết sống trong lo sợ mỗi ngày, nhưng tả tướng chỉ an ủi bà, nói rằng không ai dám làm hại đại phi. Đại phi nghẹn ngào hy vọng tả tướng có thể cho bà 3 ngày, sau 3 ngày bà sẽ sắp xếp lại được suy nghĩ của mình. Jun Rong tìm hiểu về ý định của đại phi, tự hỏi tại sao lại là 3 ngày sau. Một vị quan lại đoán rằng sau 3 ngày, Lee Tae sẽ rời cung để cầu mưa, có thể đại phi muốn tận dụng thời điểm này để có hành động nào đó. Vào ngày cầu mưa, nhà sư cũng ngồi trong đại điện của chùa, miệng không ngừng niệm kinh. Khi tốc độ đọc kinh tăng lên, chuông gió bên ngoài chùa đột nhiên va đập mạnh mẽ một cách kỳ lạ. Trời nắng gắt, Lee Tae một cách thành kính bước lên bàn thờ, cầu nguyện trước bể nước, đột nhiên, trời bắt đầu mưa to. Các đại thần lập tức hoan hô vui mừng, nhưng Lee Tae lại phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống bàn thờ. Tình trạng của vua khiến toàn bộ cung điện lập tức hỗn loạn, thượng thư dẫn quân phong tỏa tất cả các cửa cung. Tả tướng và Jun Rong cũng vượt qua cơn mưa to để đến bên Lee Tae. Chỉ có đại phi mỉm cười hàm ý, nhà sư quả nhiên đã đưa ra câu trả lời hài lòng cho bà. Sau khi được các vị thái y kiểm tra, Lee Tae bị phát hiện đã bị nhiễm độc nặng, độc tố đã xâm nhập vào nội tạng, các thái y bất lực không thể cứu chữa. Lời này khiến cả Jun Rong và Jun Hee đều bật khóc. Tả tướng đứng lạnh lùng một bên, tính toán trong lòng, nếu Lee Tae đột ngột qua đời, chỉ có một người có thể quyết định người kế vị. Đúng lúc này, đại phi đến phòng ngủ, đứng trước màn. Đại phi không kiềm được nụ cười trên mặt, lần này bà ước nguyện với nhà sư là muốn dùng danh nghĩa đại phi để thống trị Joseon, xin ông lấy đi mạng sống của Lee Tae. Khi Lee Tae bất tỉnh, đại phi đã ra lệnh không cần điều tra ai là người đầu độc, chỉ cần tập trung chữa trị cho Lee Tae, khi anh tỉnh lại, sự thật sẽ được phơi bày. Bên cạnh đó, triều đình không thể không có vua, sau này sẽ do bà tự mình nhiếp chính. Lời này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Việc hậu cung nhiếp chính thường chỉ xảy ra sau khi vua qua đời và chưa chọn được người kế vị. Tả tướng yêu cầu bà rút lại lệnh, nhưng đại phi hiện tại chỉ muốn nắm quyền, thoát khỏi cuộc đời bị người khác sai khiến. Bà mạnh mẽ bảo các đại thần, nếu muốn ngăn cản bà nhiếp chính, hãy nhanh chóng chữa lành cho Lee Tae. Sau đó, tả tướng tìm đến Jun Rong, muốn cô ngăn cản đại phi, nhưng Jun Rong vẫn còn do dự. Một khi không để đại phi nhiếp chính,
quyền lực trong triều sẽ rơi vào tay tả tướng. Jun Zhang phân vân, cô nhìn Li Tê đang hôn mê không biết nên tin ai, hay có lẽ không nên tin ai cả. Ở một góc của cung điện, một nhân vật ẩn mình lẻn vào dưới gầm nhà, lấy ra một gói vải, bên trong là sổ sách hối lộ từ việc bán chức quan trước đây của mình. Những quan chức ghi trong sổ hầu hết đều sẽ nghe theo lời của người này, trung thành với đại phi. Người này đưa ra sức mạnh của mình chỉ để đại phi phục hồi lại vị trí trước đây của mình. Từ đó trở đi, phục vụ cho đại phi, những kẻ hầu cận tự nguyện phục vụ đại phi tự nhiên được bà vui vẻ chấp nhận. Ngay lập tức, bà đồng ý phục hồi chức vụ của đại tổng quản. Ngày hôm đó, đại phi mặc trang phục triều đình trọng thể, đồng nghĩa với quyền lực nặng nề. Đại phi trong suốt cuộc đời mình giống như một bình hoa, đẹp đẽ nhưng phải dựa vào đàn ông. Bây giờ, cuối cùng bà cũng có thể đứng trên đàn ông, nắm quyền lực trong tay. Ngay khi đại phi sắp bước lên con đường dành cho vua, tả tướng lần cuối cùng đến ngăn cản, khuyên đại phi suy nghĩ lại, đừng vi phạm pháp luật, làm trái với thiên đạo. Đại phi chỉ lạnh lùng cười, khi bà nắm giữ cả thế giới, việc đầu tiên là sửa đổi pháp luật, cho phép thục nghi cũng có thể đi trên con đường của vua. Tuy nhiên, trên triều đình chỉ có ngai vàng cô đơn, không có bất kỳ một quan viên nào. Tả tướng đến và nói với đại phi, hiện tất cả các quan viên đều tụ tập tại cung điện của Li Tê, họ đang dùng cách này để phản đối đại phi. Chỉ có tả tướng sẵn lòng đến đây chờ đại phi. Ông ta cũng không hiểu tại sao đại phi lại trở nên tham vọng đến vậy, tiếp tục đi theo con đường này sẽ sớm trở thành một cuộc nổi loạn. Nhìn tả tướng, nước mắt đại phi đầm đìa, chính người đàn ông trước mặt này đã khiến bà tỉnh ngộ khi rơi vào vực thẳm, nhưng giờ đây lại hỏi bà tại sao lại làm như vậy. Trong giây phút này, đại phi muốn phá hủy tả tướng, phá hủy Dô Sơn mà ông đã xây dựng. Nghe vậy, tả tướng cũng rơi lệ, thẳng thắn nói nếu đại phi phá hủy giấc mơ của mình, ông cũng không sẽ không khoan dung, nhất định sẽ lật đổ vị trí của đại phi. Nhưng đại phi tự tin, chỉ có Li Tê mới có thể lật đổ bà. Tuy nhiên, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ tỉnh lại. Trong cung điện của Li Tê, Jun Zhang thông báo cho các đại thần rằng Li Tê đã tỉnh lại. Thái y trước mặt tất cả các đại thần đảm bảo rằng độc tố trong cơ thể Li Tê đã được loại bỏ và anh sẽ tỉnh lại vào hôm nay. Với tin tức này làm điểm tựa, Jun Zhang bắt đầu kích động các quan lại truy tố đại phi. Vì chỉ sau vài ngày vua chưa tỉnh lại mà đã có hành động nhiếp chính như vậy là hành động phản nghịch, không thể tha thứ được. Trước khi Li Tê tỉnh lại, cuộc đấu tranh giữa đại phi và Jun Zhang đã trở nên ngày càng quyết liệt. Jun Zhang gọi con trai của tả tướng đến xin sự giúp đỡ và người con trai này tự nhiên dốc toàn lực thuyết phục các quan viên trong ba cơ quan chính của triều đình phản đối đại phi. Nhưng phu nhân lại lo lắng, dặn dò anh ta phải biết tự bảo vệ mình. Thượng thư và tả tướng cũng bắt đầu chống lại đại phi. Khác với sự mạnh mẽ của thượng thư, cuộc đối đầu của tả tướng với đại phi nằm ở mức độ tâm lý. Anh không chỉ dự đoán được từng bước tiếp theo mà đại phi muốn thực hiện mà còn dựa vào hiểu biết của mình về đại phi, khẳng định rằng bà ta không thể đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy một mình, chắc chắn có người hướng dẫn đằng sau. Vào ban đêm, tả tướng và thượng thư thảo luận về vấn đề này, cuộc chiến trong cung đã trở nên ác liệt, người đứng sau bí ẩn này cũng nên lộ diện. Quả nhiên, ngày hôm sau đại phi tuyên bố đưa nhà sư vào cung. Trên đường gặp tả tướng biết nhà sư là người kích động đại phi, nhưng ông ta cảm thấy đằng sau nhà sư có thể có một lực lượng lớn hơn. Sau khi gặp nhà sư, đại phi hỏi mình tiếp theo nên làm gì. Nhà sư trả lời là loại bỏ tả tướng, người là nguồn gốc của nỗi đau cho đại phi. Jun Zhang ngày đêm canh giữ bên cạnh Li Tê, hy vọng anh sẽ sớm tỉnh lại. Trong giấc mơ, Li Tê đứng trước mặt Jun Zhang, an toàn và không hề hấn gì. Họ ôm chặt lấy nhau và Jun Zhang thề rằng dù thế nào cô cũng sẽ bảo vệ vị vua của mình. Dường như trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của Jun Zhang. Ngay sau khi cô tỉnh dậy, Li Tê trên giường cũng bắt đầu cử động mắt và từ từ mở mắt. Jun Zhang vui mừng không thể tả, ngay lập tức gọi thái y, nhưng khi nhìn kỹ lại, Li Tê đã đóng mắt một lần nữa. Jun Zhang nhanh chóng suy nghĩ và quyết định gửi thái y đi. Bây giờ khi Li Tê đã tỉnh lại, mọi thứ cần phải cẩn thận hơn nữa. Cô không tin tưởng các thái y trong cung, sợ rằng họ là người của tả tướng hoặc đại phi, vì vậy cô yêu cầu Kyun điều tra. Mặc dù kết quả điều tra không có gì bất thường, Jun Zhang vẫn cảm thấy không yên tâm. Lúc này, Kyun đề xuất tốt nhất là chuyển Li Tê đến làng tre để hồi phục. Kyun có quân huy trong tay và dưới sự bảo vệ của mình, có thể đảm bảo an toàn cho Li Tê, tránh xa những mũi tên giấu mặt trong cung. Nghe vậy, Jun Zhang đồng ý với đề xuất của Kyun. Trong điện của đại phi, đại tổng quản đã tìm cho bà một nhóm người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì bà, đại phi rất hài lòng. Sau đó, đại phi triệu hồi đại thừa chính vào cung để gặp mặt. Biết rằng ba cơ quan chính của triều đình và các quan hệ gia tộc đều đang phản đối việc bà nhiếp chính và người chủ mưu chính là đại thừa chính. Vì vậy, cuộc gặp lần này, đại phi đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại thừa chính vừa vào phòng đã bị thuộc hạ của đại phi khống chế, con trai của ông ta cũng đã bị đại phi bắt giữ. Đại phi nắm giữ bằng chứng con trai đại thừa chính hối lộ đại tổng quản, muốn dùng điều này để ép ông ta phục tùng mình. Tuy nhiên, đại thừa chính kiên định và chính trực, thà rằng gửi con mình đến tòa án xét xử cũng không chịu khuất phục trước đại phi. Cuối cùng, đại thừa chính bị tra tấn trong phòng và ngất xỉu ngay khi bước ra khỏi cửa. Tiếp theo đó, đại phi kéo Dân Hy vào phe của mình vì họ có kẻ thù chung, đó chính là Jun Zhang. Kể từ khi Li Tê uống phải thuốc độc, phải có người chịu trách nhiệm. Kế hoạch của đại phi chính là đổ tội lên người Jun Zhang, sử dụng cơ hội này để loại bỏ vị trí của cô. Ngày hôm đó, đại phi đến thăm Li Tê, Jun Zhang yêu cầu đại phi đồng ý chuyển Li Tê ra khỏi cung để dưỡng bệnh. Đề xuất này khiến đại phi hơi ngạc nhiên vì nhà sư cũng đã nói trước, nếu có cơ hội, hãy cho Li Tê rời khỏi cung. Nếu qua đời trong cung, xui xẻo sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của đại phi. Nhưng đại phi không yên tâm,
sợ rằng Ly Tê sẽ tỉnh lại. Nhà sư đảm bảo với cô rằng Ly Tê sẽ không bao giờ tỉnh lại. Với sự đảm bảo từ nhà sư, Đại Phi vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Jun Rong. Lúc này, Ly Tê trong lều, trong lúc bất tỉnh, đầu bắt đầu di chuyển. Jun Rong rất kinh ngạc, quyết định không thể để Đại Phi phát hiện ra Ly Tê đã tỉnh. Nhưng khi ánh mắt Đại Phi sắp nhìn về phía Ly Tê, bất ngờ từ phía sau vang lên tiếng vỡ của đồ sứ, là một quan lại đã làm vỡ chén đĩa. Hành động này cuối cùng đã chuyển sự chú ý của Đại Phi, bà không ở lại lâu hơn và rời khỏi phòng ngủ. Jun Rong ngay lập tức cảm ơn quan lại, hóa ra quan lại cũng phát hiện ra bí mật rằng Ly Tê đã tỉnh. Quan lại biết lo lắng của Jun Rong và chủ động thể hiện lòng trung thành để Jun Rong có thể tin tưởng. Ngay chuẩn bị rời cung, đoàn người hùng hậu tới cổng thành. Khi kiệu của Ly Tê vừa rời khỏi cổng thành, vệ sĩ lại chặn Jun Rong lại. Jun Rong chỉ có thể nhìn về phía Kyun từ xa bằng ánh mắt nhờ cậy anh ta chăm sóc Ly Tê. Lúc này, Dân Hy bước ra, nói rằng Đại Phi đã ra lệnh cấm Jun Rong rời khỏi cung điện vì cô nhận được một bức thư tố cáo. Cáo buộc Jun Rong giả mạo người khác để vào cung, sợ danh tính bị phơi bày nên muốn ám sát Ly Tê. Dân Hy giả vờ thân thiện, nói rằng đây chắc chắn là sự vu khống. Chỉ cần Jun Rong ở lại, Đại Phi chắc chắn sẽ làm sáng tỏ sự trong sạch cho cô. Dân Hy nói, người bị nghi ngờ đã bắt đầu lộ diện. Đó chính là em gái, chỉ sau khi nói xong mới nhận ra em gái đã không còn trong số những cung nữ nữa. Hóa ra, trước khi Jun Rong rời đi, đã dặn dò em gái rời khỏi qua lối đi bí mật của thư viện để đến làng tre thông báo cho thợ sớm rút lui. Ai ngờ tin tức em gái mất tích nhanh chóng truyền đến tai đại tổng quản. Ông ta biết em gái cuối cùng đã đến thư viện và nhanh chóng tìm thấy lối đi bí mật. Mờ Miêu muốn thêm tội cho Jun Rong bởi Đại Phi khiến Jun Rong lâm vào tình thế khó xử, đành phải nghe theo lời Dân Hy và trở lại cung điện. Nhưng lúc này, cung điện đã trở thành thế giới của Đại Phi và Dân Hy. Jun Rong cô đơn không ai giúp đỡ, cũng không biết Ly Tê và em gái có an toàn không. Chỉ có thể nhờ người tin cậy bên cạnh tìm cơ hội ra ngoài thám thính. Em gái bị đại tổng quản tra tấn, sau đó được đưa đến trước mặt Dân Hy. Dân Hy nói với cô ấy, nếu muốn sống thì phải tiết lộ danh tính của Jun Rong và vu khống cô ấy đầu độc Ly Tê. Nghe vậy, em gái chỉ cười lạnh và phun một bãi vào mặt Dân Hy, cô ấy quyết không bán đứng Jun Rong. Dân Hy tức giận không kiềm chế được, yêu cầu đại tổng quản sử dụng hình phạt tàn ác hơn để đối phó với em gái, cho đến khi cô ấy chịu khuất phục cầu xin tha thứ. Đêm đó, Đại Phi gửi thư cho các quan lại công thần trong triều, tuyên bố bản thân không hề muốn nổi loạn, chỉ là để dự phòng cho quốc gia. Ngày mai, bà sẽ đợi ở đại điện, nếu có đại thần nào đến gặp mình tại đại điện, Đại Phi sẽ cho họ cùng chọn lựa người kế nghiệp ngai vàng mới. Lá thư này rõ ràng là lời mời chào của Đại Phi, bà ta sử dụng quyền lực quyết định vị vua tương lai để thăm dò xem có bao nhiêu đại thần có tham vọng. Sau khi đọc xong, Tả tướng không biểu lộ gì mà đốt cháy bức thư, còn Thượng thư thì tức giận xé nát nó. Đại Phi thật sự quá kiêu ngạo, thậm chí đã ngầm chấp nhận sự ra đi của Ly Tê, còn muốn dùng quyền lực chọn người kế nghiệp để mua chuộc lòng người. Thượng thư muốn tìm Tả tướng, nhưng dọc đường lại gặp Dân Hy. Dân Hy nhầm tưởng cha mình muốn đến đại điện, ai ngờ Thượng thư không chỉ không đi mà còn muốn ngăn cản các quan viên khác đi. Thấy vậy, Dân Hy đành phải nắm tay Thượng thư, cầu xin ông cứu mình. Khi Tả tướng đến đại điện, các quan viên lớn nhỏ đã tập trung tại đây, thấy Tả tướng quy thuận mình, Đại Phi mỉm cười hài lòng và ra lệnh kéo màn. Bà ta lại muốn phá vỡ quy tắc, từ bỏ việc nhiếp chính qua màn tre. Dù sao bây giờ không còn ai có quyền lực lớn hơn bà ta nữa. Lệnh đầu tiên Đại Phi ban hành chính là loại bỏ ruộng đất mà Ly Tê đã mở trong cung. Ngày hôm sau, Jun Rong nhận được tin tức Ly Tê đã an toàn đến làng tre. Nhưng sau đó lại có tin dữ truyền đến, em gái có vẻ không thể thoát khỏi cung điện một cách suôn sẻ. Có người nói rằng họ đã thấy cô ấy bị bắt đi vào ngày hôm trước. Em gái bị giam giữ trong phòng hình, người đầy vết thương nhưng vẫn còn thở. Ngày hôm đó, sau khi sư thầy rời khỏi cung điện, đại tổng quản đã sai người âm thầm theo dõi và tấn công ông ta trong một con hẻm nhỏ của khu chợ. Sư thầy bị đánh gục vì lực lượng áp đảo, nhưng vào thời điểm quan trọng, một người có võ công cao cường đã xuất hiện và cứu ông ta. Một mặt khác, người của Tả tướng cũng tìm thấy một con bạc trong sòng bạc, người này chính là cha của sư thầy. Khi thấy con bạc không biết gì về lý lịch của sư thầy, Tả tướng biết rằng giữ ông ta lại cũng vô ích. Vừa lúc đó, con bạc bất ngờ bộc lộ ý muốn sống sót mạnh mẽ, nói rằng có một người chắc chắn biết chuyện của sư thầy, đó là hiệp sĩ đã nuôi dưỡng anh ta. Khi còn nhỏ, sư thầy bị kẻ bắt cóc truy đuổi và chính hiệp sĩ này đã cứu anh ta. Con bạc không biết danh tính của hiệp sĩ, chỉ biết rằng trên mu bàn tay của hiệp sĩ có một vết sẹo lớn. Tả tướng ngay lập tức hiểu ra, người đứng sau sư thầy chính là Kyun, quả nhiên, người cứu sư thầy là Kyun. Anh ta lo lắng hỏi thăm về vết thương của sư thầy, trong miệng gọi tên anh ta là Seon. Đêm đó, Ly Tê mở mắt, từ trên giường dậy, lạnh lùng nhìn ra ngoài. Trong đêm tối của phòng ngủ, anh ta như thấy mẹ mình đã qua đời. Từ khi Ly Tê còn là thái tử, mẹ đã chuẩn bị trước, mỗi ngày bí mật uống trà độc cùng anh ta để rèn luyện khả năng chống độc của cơ thể. Tự tay đút độc cho con là chuyện tàn nhẫn nhưng mẹ không còn cách nào khác, chỉ có thế mới bảo vệ Ly Tê không bị ám sát trong tương lai. Cuộc chiến tranh giành quyền lực trong cung điện thật sự làm người ta xót xa và bất lực. Ly Tê hiểu ý định của mẹ, bước ra khỏi phòng ngủ, ngoài cửa đã có một đội quân tinh nhuệ chờ đợi. Mặt khác, sau khi Tả tướng nhận ra có liên kết giữa sư thầy và Kyun, ông ta cũng lập tức hiểu được bản chất của vấn đề. Hóa ra, người đứng sau điều khiển tất cả chính là Ly Tê. Ly Tê đã triệu tập sư thầy, hỏi tại sao Jun Rong không theo mình rời khỏi cung điện trong lễ đội ngũ. Sư thầy chỉ trả lời rằng vì có cung nữ tố cáo, những người hầu trong cung của Jun Rong đều không được phép rời đi, bao gồm cả Jun Rong. Ngoài ra, lúc này,
Ly Tê tiến lại gần sư thầy, nâng khuôn mặt của anh lên, trên mặt đầy vẻ ngưỡng mộ và quan tâm, cảm ơn anh đã trung thành với mình. Sau khi sư thầy rời đi, Ly Tê nhắn nhủ Kyun, đừng bỏ rơi đứa trẻ này, anh ấy là một trong những cận thần trung thành của mình, đừng coi anh ấy như một con cờ. Sư thầy vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm từ Ly Tê, trong lòng không khỏi tự hào. Anh ta chờ đợi Kyun bên ngoài phòng ngủ, giải thích rằng lý do mình không nói ra tình hình của Jun Jong là để không làm Ly Tê phân tâm. Kyun nhắn nhủ sư thầy phải nhanh chóng đưa Jun Jong ra khỏi cung điện. Sau khi nhận lệnh, sư thầy quay lưng rời đi. Lúc này, Jun Jong bị kẹt trong cung cũng nhận ra không khí không ổn, biết rằng đã có người đang tìm cách thoát khỏi cung điện. Nhưng Jun Jong vẫn có những e ngại, nếu như thế này mà trốn thoát, gần như chính thức thừa nhận tội danh mà đại phi gán cho mình. Tuy nhiên, người của cung khuyên cô, chỉ có sống mới có thể rửa sạch tội danh, Jun Jong do dự. Mặt khác, vì em gái trần trừ không chịu thú nhận, Dân Hy cũng bắt đầu hoang mang. Nếu không có bằng chứng về tội của Jun Jong, cô ấy lại càng dễ bị buộc tội vu khống. Cô biết mình đã gây ra rắc rối lớn, chỉ có thể nhờ vả cha mình giúp đỡ. Thượng thư ngay lập tức nhận ra Dân Hy chỉ là con cờ của đại phi nhằm kiểm soát mình để giành quyền lực quân sự trong cung. Thượng thư tuyệt đối không thể vì Dân Hy mà tham gia vào một cuộc nổi loạn. Nhưng Dân Hy có vẻ không hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, cầu xin thượng thư cho đăng xuất Jun Jong. Nếu không, chính mình mới là người sẽ đăng xuất. Đúng vào lúc Dân Hy cầu xin, đại phi đã đến. Bà ta trực tiếp mở cửa sổ trời và thông báo cho thượng thư chỉ có hai lựa chọn, một là cùng con gái trở thành phản quốc, hai là hợp tác với bà ta cho đăng xuất Jun Jong và tả tướng. Chuyện đại phi mưu đoạt quyền lực đã lan truyền khắp giới quan lại, thậm chí cả những người thường không quan tâm đến chính sự như giới sĩ phu cũng cảm thấy vô cùng tức giận, chuẩn bị ra mặt phản đối. Đúng lúc họ hô hào khẩu hiệu, Ly Tê bất ngờ xuất hiện. Anh ta an ủi những người sĩ phu không nên vội vàng, trong thời điểm này mạnh mẽ đứng ra chỉ sẽ dẫn đến bị áp bức. Họ đều là quan lại trung thành, là những người tài năng có thể sử dụng sau khi Ly Tê thanh lọc triều chính. Họ càng nên bảo vệ mình. Khi nghe lời Ly Tê, những lão thành viên sĩ phu cảm thấy rất được an ủi. Nhưng trước khi trở lại triều đình, họ hy vọng Ly Tê sau này có thể minh oan cho Jun Jong. Ly Tê đã đồng ý với yêu cầu này, đại thừa chính kể từ khi bị đại phi đe dọa, đã không dám đối đầu với bà ta nữa. Không chỉ vậy, ông cũng cảnh báo con trai của tả tướng không nên tiếp tục liên kết với ba cơ quan để chống lại đại phi. Hiện tại tả tướng cũng bị đại phi cô lập, không còn ai có thể kiểm soát bà ta nữa. Jun Jong đến cung của Dân Hy, muốn xin xỏ cho em gái. Nhưng Dân Hy không hề có lòng thương xót, bảo Jun Jong nếu thực sự muốn cứu em gái, thì hãy đi thú nhận tội lỗi với đại phi. Nhìn Dân Hy lạnh lùng và vô tình, Jun Jong đành phải đứng dậy đi đến đại điện. Cung nhân lập tức ngăn cản Jun Jong, vì lúc đó đại phi đang nghe nhiếp chính. Theo luật pháp quốc gia, nội cung tuyệt đối không được xuất hiện ở đại điện, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt. Nhưng đại phi lại muốn Jun Jong tự mình vào cái bẫy, ngay lập tức triệu tập cô đến đại điện. Jun Jong bước lên, yêu cầu đại phi thả em gái. Đại phi chỉ cười chế nhạo, bảo cô ta dám lớn mật xông vào đại điện chỉ vì một cung nữ và lệnh người ta kéo cô xuống. Đúng vào lúc này, Jun Jong tuyên bố mình đã mang thai con của Ly Tê, hiện tại cô có một địa vị đặc biệt và không thể bị đối xử thô bạo. Đại phi ngay lập tức nhận ra Jun Jong có khả năng sinh ra một bé trai. Bà ta lệnh cho vệ sĩ lui xuống, thay đổi thái độ và tuyên bố đây là tin vui cho đất nước, yêu cầu Jun Jong trở về cung điện để nghỉ ngơi. Đại phi đến thăm phòng ngủ của Jun Jong, sau khi y sĩ kiểm tra, xác nhận quả thực Jun Jong đang mang thai. Đại phi hỏi Jun Jong muốn cái gì làm phần thưởng, Jun Jong chỉ yêu cầu đại phi thả em gái mình. Đại phi lập tức đồng ý, Jun Jong dẫn đầu đến nơi giam giữ em gái, tại cửa phòng hình, cô gặp đại tổng quản. Jun Jong tức giận đến nghiến răng, thẳng thừng tuyên bố sẽ trả đũa gấp đôi những gì đại tổng quản đã làm với em gái mình hôm nay. Nhưng đại tổng quản, dựa vào sự bảo vệ của đại phi, hoàn toàn không sợ hãi trước mối đe dọa của Jun Jong. Jun Jong lập tức đẩy cửa bước vào, chỉ thấy em gái mình đã bị thương nặng không còn dáng vẻ con người, yếu ớt nằm trên mặt đất, cảnh tượng thê thảm. Khi thấy Jun Jong vẫn bình an, em gái cuối cùng cũng yên lòng. Trong những ngày qua, cô ấy chịu đựng sự tra tấn, dù đau đớn đến mấy cũng không dám mất ý thức, bởi em gái sợ rằng trong lúc bất tỉnh sẽ nói ra những lời có hại cho Jun Jong. Jun Jong nghẹn ngào, an ủi em gái đã làm rất tốt, cô ấy không nói gì cả. Jun Jong đỡ em gái đứng dậy muốn đưa cô ra khỏi đây, nhưng ngay lúc đó, hơi thở cuối cùng của em gái đã cạn kiệt, cô nhẹ nhàng tựa vào vai Jun Jong, bình yên nhắm mắt lại và ngừng thở. Ở khoảnh khắc này, Jun Jong nhớ lại quá khứ, khi em gái từng nằm trên đùi mình, nũng nịu nói rằng kiếp sau muốn được tái sinh làm con của Jun Jong. Tiếng cười vui vẻ của thời ấy vẫn còn vang vọng bên tai, chỉ tiếc rằng em gái tốt bụng và lạc quan ấy đã mãi mãi rời xa. Jun Jong ôm xác em gái khóc lớn. Tin tức Jun Jong mang thai nhanh chóng lan truyền khắp cung điện, Dân Hy lại bắt đầu hoảng sợ, sợ rằng Jun Jong sẽ nhờ vậy mà nắm quyền, khiến bản thân trở thành vật tế trong cuộc chiến đấu cung đình. Cô ta tìm anh trai để bàn bạc kế sách, nhưng không ai có thể đoán được cung điện sẽ phát triển theo hướng nào trong tương lai. Vì Jun Jong mang thai người kế vị, một số quan viên đã tìm đến đại phi, yêu cầu bà ta ngừng nhiếp chính, đợi đến khi Jun Jong sinh hậu duệ rồi mới tính toán tiếp. Đại phi bề ngoài đồng ý với các quan viên sẽ xem xét, nhưng khi họ vừa rời đi, bà ta lập tức hiện ra vẻ mặt đầy âm trầm. Lệnh cho đại tổng quản sử dụng những người trong tay mình, đêm nay sẽ cho đăng xuất sạch mọi người trong cung của Jun Jong. Sau khi nhận lệnh, đại tổng quản tìm đến thượng cung bên cạnh Jun Jong, tiết lộ kế hoạch của đêm nay cho cô. Đại tổng quản hứa, chỉ cần thượng cung giúp đại phi làm giả chứng cứ, vu cáo Jun Jong đầu độc Ly Tê và giả vờ mang thai, sau khi tội danh bại lộ sẽ tự hủy trong cung, thì sẽ tha mạng cho cô.
Thượng Cung suy nghĩ một lúc và đồng ý với điều kiện này. Tuy nhiên, lúc này trong tay Thượng Cung đang cầm một bức thư mật không biết từ ai gửi đến, cô nhận được trước khi đại tổng quản xuất hiện. Đêm đó, sau khi run rong ăn các món ăn nhẹ do cung nữ mang đến, cô đau đớn ngã xuống đất trước khi mất ý thức. Cô thấy Thượng Cung bước vào phòng một cách bình tĩnh, dường như cô ta đã sớm biết trà có độc. Thượng Cung không nói gì, chỉ cúi chào. Vào đêm khuya, Tả tướng khẩn trương cưỡi ngựa đến nơi Ly Tê đang dưỡng sức để yêu cầu một cuộc gặp. Kyun đứng tại cổng chính để ngăn cản, nhưng bị Tả tướng chỉ trích rằng chính anh ta là người nuôi dưỡng sư thầy. Kyun quay lại bên trong để báo cáo với Ly Tê. Khi Tả tướng đã biết danh tính của sư thầy, chắc chắn anh ta cũng đoán ra người sử dụng sư thầy để tạo rạn nứt giữa mình và đại phi chính là Ly Tê. Lúc này, hai người đã hiểu rõ về nhau, Ly Tê cũng cảm thấy không cần thiết phải giả vờ trước mặt Tả tướng nữa, vì vậy đã mở cửa lớn để gặp mặt. Tả tướng khuyên Ly Tê dừng kế hoạch, anh ta không nên lừa dối đại phi và toàn thể đại thần, không nên đẩy quốc gia vào nguy hiểm chỉ để giành lại quyền lực của mình. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cha mẹ mình bị đại thần áp bức, Ly Tê hiểu rõ rằng một vị vua mà không có quyền lực thực sự thì khó có thể làm bất cứ điều gì, dù phải trả bất kỳ giá nào, anh cũng quyết tâm nắm lại quyền lực. Dù Tả tướng có nói gì, cũng không thể thay đổi ý định của Ly Tê. Sau khi tiễn Tả tướng đi, Kyun vội vàng đến thông báo cho Ly Tê rằng đêm nay sẽ có biến động lớn trong cung. Thượng thư dù không thuộc phe đại phi nhưng cũng cảnh giác với Tả tướng. Đại phi lợi dụng cơ hội kích động thượng thư, khiến ông ta cướp đi quyền kiểm soát cung vệ từ tay Tả tướng. Thượng thư đã sập bẫy, đuổi đi người của Tả tướng. Ngay sau khi loại bỏ rào cản cuối cùng, hành động tàn bạo của đại phi bắt đầu một cách âm thầm. Một nhóm người đến như đã hẹn, tiến vào cung của Jun Rong và cho đăng xuất mọi người trên đường đến nội điện, nhưng phát hiện Jun Rong đã biến mất. Hóa ra Thượng Cung không đồng lõa với đại tổng quản, cô đã làm cho Jun Rong bất tỉnh và giả dạng xác của em gái để cung nữ mang ra khỏi cung trong đêm. Khi Jun Rong tỉnh lại, cô tiếp tục trốn chạy trong bóng tối, nhưng sớm có người truy đuổi. May mắn, Kyun kịp thời đến, cứu Jun Rong và đưa cô đến gặp Ly Tê. Cuối cùng, hai người gặp nhau, Jun Rong xúc động ôm chặt Ly Tê, mừng rỡ vì anh vẫn còn sống. Mặc dù Jun Rong đã trốn thoát, nhưng hành động tàn sát của đại phi chưa kết thúc. Đêm hôm đó, đại phi đã cho đăng xuất tất cả những người thân cận của Tả tướng và trưng bày xác họ hai bên lối vào cung điện, cố ý để Tả tướng chứng kiến cảnh tượng này. Bước qua con đường đầy máu, Tả tướng từng bước tiến về phía đại phi, ông ta không thể chịu đựng thêm nữa. Sự nhượng bộ của mình không những không làm đại phi thay đổi mà còn khiến bà ta càng thêm tàn bạo. Tả tướng rút kiếm cho đăng xuất vệ sĩ bên cạnh đại phi và dần tiến gần, đặt lưỡi kiếm lên cổ bà, để lại một vết máu. Lưỡi dao không chỉ cắt đứt mối quan hệ nhiều năm giữa họ mà còn biểu thị sự đoạn tuyệt của tình cảm. Tả tướng, với đôi mắt đỏ hoe và lấp lánh nước mắt thất vọng, có cơ hội cho đăng xuất đại phi nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Rất nhanh sau đó, vệ sĩ đã đến, bắt Tả tướng và giam cầm ông ta trong nhà tù do đại phi quản lý. Kyun truyền tin này cho Ly Tê, nhưng Ly Tê không tin Tả tướng sẽ hành động một cách mù quáng như vậy. Tình hình trong triều đình quá kỳ lạ, Kyun không biết phải trả lời Ly Tê như thế nào, chỉ có thể trước tiên thông báo tin vui về việc Jun Rong mang thai. Ly Tê mừng rỡ đến thăm Jun Rong nhưng cô vẫn đang buồn bã vì sự ra đi của em gái. Cô nài nỉ Ly Tê phải loại bỏ đại phi, nếu cứ để mặc như vậy, người chịu khổ chỉ có thể là đất nước và nhân dân. Phe phái của Tả tướng bị cho đăng xuất sạch trong một đêm, sự khủng bố và áp bức của việc đại phi nắm quyền lại một lần nữa bao trùm lên toàn bộ triều đình. Giờ đây, khi Tả tướng cũng bị giam cầm, không còn ai dám đứng ra phản đối đại phi hoặc binh vực Tả tướng. Chỉ có vợ và con trai của Tả tướng đến cầu xin đại phi tha mạng cho ông, nhưng đại phi không coi họ ra gì. Thấy việc thể hiện sự yếu đuối không có ích, vợ của Tả tướng chỉ còn cách tự mình tìm cách. Bà muốn con trai mình vào nhà tù để hỏi Tả tướng dự định làm gì tiếp theo. Bên ngoài cung điện, mặc dù Jun Rong đã tái ngộ với Ly Tê, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an. Cô nói với Ly Tê rằng nếu có thể trở lại cung, cô nhất định phải tìm ra người đã đầu độc Ly Tê, vì người này chắc chắn đang từ phía sau điều khiển đại phi, khiến đất nước rơi vào hỗn loạn. Nghe vậy, Ly Tê muốn nói nhưng lại dừng lại, chỉ còn cách tránh ra một bên. Anh không thể nói với Jun Rong rằng người cô muốn tìm chính là bản thân anh. Jun Rong đuổi theo, cô nhìn thấu nỗi sợ hãi trên khuôn mặt Ly Tê và hỏi anh sợ điều gì. Anh trả lời rằng mình sợ mất cô. Thực sự, một khi Jun Rong biết được sự thật, Ly Tê sẽ bị cô nhìn nhận như thế nào? Điều này khiến Ly Tê cảm thấy lo lắng. Vào ban đêm, đại phi đến thăm Tả tướng trong nhà tù nội thị. Tả tướng trông rất bình tĩnh, không hề cầu xin đại phi và cho rằng dù đại phi muốn xử lý mình thế nào cũng được. Bởi vì Tả tướng tự tin rằng trước khi đăng xuất, ông ta chắc chắn sẽ làm cho đại phi mất ngôi. Đại phi không biết sự tự tin của Tả tướng đến từ đâu và sau khi rời khỏi nhà tù, ngay lập tức triệu tập sư thầy để hỏi về nơi ở của Jun Rong. Sư thầy không đưa ra câu trả lời cụ thể, khiến đại phi rất không hài lòng. Kể từ khi Jun Rong lẻn ra khỏi cung, đại phi cảm thấy những lời tiên tri của sư thầy bắt đầu có sơ hở. Không chỉ không đoán được nơi ở của Jun Rong mà tin tức về sự ra đi của Ly Tê cũng không đến. Ly Tê biết đại phi đã nảy sinh nghi ngờ, anh càng lo lắng cho tình hình của sư thầy. Anh liên tục nài nỉ Kyun, đừng để sư thầy mất mạng. Sau đó, Kyun đã gặp sư thầy một cách bí mật, thông báo về việc thám tử đến thăm, cho thấy những người trong cung đã bắt đầu nghi ngờ anh. Sư thầy cảm động trước lời của Kyun, anh luôn nghĩ mình chỉ là một con cờ, sau khi được sử dụng sẽ bị bỏ rơi. Nhưng giờ đây, Kyun yêu cầu anh trốn thoát, điều này lại càng khiến sư thầy quyết tâm trung thành hơn. Đồng thời, thám tử tỉnh lại trong phòng chứa đồ lật vật của một cung điện khác, tự mình giải thoát và trốn thoát. Sự trốn thoát thuận lợi như vậy tự nhiên là do Ly Tê chỉ đạo.
Anh ta từ xa nhìn thám tử rời đi, chắc chắn không mất nhiều thời gian, tin tức rằng mình vẫn còn sống sẽ được biết đến khắp cung điện. Ki-hun tưởng rằng mình đã sắp xếp mọi thứ cho sư thầy ổn thỏa, nhưng khi Lee Tae chuẩn bị phản công, anh ta nhận được thư từ biệt của sư thầy. Để bày tỏ lòng biết ơn với sự quan tâm của Ki-hun, sư thầy muốn làm một việc cuối cùng trước khi ra đi. Sau khi Jun Jong trốn thoát, Thượng Thư đã theo dõi dấu vết trốn chạy và tìm thấy bảo vật của quân đội địa phương trong rừng. Điều này chứng tỏ người đưa Jun Jong đi là quân đội địa phương. Nếu Đại Phi không điều động những quân này, thì họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Lee Tae. Khi Đại Tổng quản biết được tin này, anh ta ngay lập tức báo cáo với Đại Phi, Lee Tae rất có thể đã tỉnh lại. Đại Phi cũng rất ngạc nhiên, bắt đầu nhớ lại tất cả các lời tiên đoán trước đó của sư thầy. Nếu anh ta và Lee Tae là một phe, thì việc Lee Tae bị đầu độc và đi đến làng tre để dưỡng sức giống như một phần của kế hoạch xảo quyệt. Mục đích là để Lee Tae tẩu thoát khỏi kén, chuẩn bị phản công. Trong lúc Đại Phi đang thẩm vấn sư thầy, thám tử cũng quay trở lại cung, xác nhận sự thật rằng Lee Tae đã tỉnh lại. Sư thầy ngay lập tức bị nhốt vào nhà tù, trong lúc bị tra tấn nghiêm ngặt, cố ý tiết lộ rằng Lee Tae sẽ sử dụng lực lượng quân sự của làng tre để giành lại cung điện. Sau khi biết được điều này, Đại Phi ngay lập tức yêu cầu Đại Tổng quản thu giữ tất cả các bảo vật quân sự của tám đạo Hàn Quốc, muốn gửi quân đốt cháy cung điện nơi Lee Tae đang ẩn náu trước khi anh ta hành động. Tuy nhiên, Lee Tae đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này, yêu cầu Ki-hun phát hành các bảo vật quân sự giả mạo đến tám đạo Hàn Quốc, cũng như yêu cầu họ triển khai đội xe. Điều này khiến các giám sát sứ nhận được bảo vật rơi vào hoang mang. Vào buổi tối, Thượng Thư đến nhà tù, thông báo cho Tả tướng rằng Đại Phi đã thật sự cướp lấy các bảo vật quân sự. Ông ta cũng tuân theo chỉ thị của Tả tướng, không ngăn cản việc này và đã tự nguyện giao chúng. Khi biết tin Lee Tae đã tỉnh lại, Thượng Thư không vui mừng, ông ta tự biết mình đã không bảo vệ được cung điện, tội lỗi nặng nề. Tả tướng yêu cầu anh ta hỗ trợ kế hoạch của mình để gánh vác tội lỗi và tích đức, bởi vì anh ta sẽ giúp Lee Tae chứng minh cho toàn thế giới thấy Đại Phi mới là kẻ phản bội. Con trai Tả tướng, bất chấp sự ngăn cản, quyết định đến Đại Phi điện để khiển trách Đại Phi trước mặt. Đây rõ ràng là con đường tự tìm đến sự ra đi. Đại Phi tức giận không kiềm chế được, đang muốn sai người đưa công tử đi thì Thượng cung đến báo cáo, Lee Tae đã dẫn quân tiến vào kinh thành. Hóa ra, các giám sát sứ đã bỏ qua việc phân biệt thật giả của bảo vật, trực tiếp quy phục về phía vua, vì khuôn mặt Lee Tae đại diện cho quyền lực cao nhất. Động thái này khiến Đại Phi bị bất ngờ, Thượng thư cũng điều động quân đội bên trong cung điện, bao vây Đại Phi điện, không cho bà ta có bất kỳ động thái nào. Ngoài đại điện, Lee Tae dẫn theo quần thần đến trước mặt Đại Phi. Đại Phi vẫn ngạo mạn và kiêu ngạo, dùng lối đi chỉ dành cho vua để đối diện với Lee Tae, nếu anh ta trừng phạt mình sẽ để lại bằng chứng không hiếu thuận cho kẻ địch chính trị. Miễn là quốc gia còn luật lệ, Đại Phi tin rằng mình có thể dựa vào đạo lý hiếu thuận mà an toàn. Sau khi trở lại cung, Lee Tae lập tức thả Tả tướng ra khỏi tù. Jun Jong cũng đưa Thượng cung và các cung nữ ra khỏi nhà tù. Chỉ có sư thầy một mình cô đơn bị nhốt trong phòng hình. Khi Ki-hun đến, sư thầy đã đăng xuất được một thời gian, xác được phủ bằng chiếu. Ki-hun ôm xác sư thầy khóc nức nở, đứa trẻ này có cơ hội sống sót nhưng đã chọn sự ra đi để báo ân. Đại Tổng quản nhận ra tình hình không ổn, chuẩn bị hành lý để trốn khỏi cung. Trong giây phút quyết định, ông ta nhớ đến lối đi bí mật trong thư viện, nơi mình từng bắt được em gái đang trốn chạy. Jun Jong sớm nhận được tin, có người thấy Đại Tổng quản vào thư viện, điều này cho thấy ông ta cũng biết về lối đi bí mật này. Và vì thế mà trốn thoát, Lee Tae ngay lập tức yêu cầu người phong tỏa cả hai đầu của lối đi bí mật, nhốt Đại Tổng quản bên trong. Nhưng để cho Đại Tổng quản đăng xuất một cách dễ dàng thì quá nhẹ nhàng đối với hắn, vì em gái và sư thầy đều đăng xuất dưới sự tra tấn của hắn. Lee Tae cũng muốn hắn phải chịu đựng sự tra tấn, bị nhốt trong lối đi bí mật và từ từ đăng xuất đi. Dù Đại Phi dựa vào đạo lý hiếu thuận, tin chắc rằng Lee Tae không dám làm gì mình, nhưng điều kiện để đạo lý hiếu thuận có thể bảo vệ mình là phải có sự ủng hộ của quần thần. Nếu không ai muốn bảo vệ Đại Phi, thì tấm bùa hiếu thuận của bà chỉ là một suy nghĩ trong chốc lát của Lee Tae. Vì thế, Lee Tae bắt đầu thuyết phục các đại thần, nói về những việc Đại Phi đã làm trong thời gian anh rời khỏi cung. Việc bà cho đăng xuất quan lại, vi phạm luật lệ, phát hành bảo vật giả mạo, mỗi việc đều là tội đại nghịch không tha. Tiếp theo, Lee Tae ban hành sắc lệnh, khen thưởng và trừng phạt những người có công trong cuộc loạn lạc do Đại Phi gây ra, thăng chức cho một số quan lại của giới sĩ phu, nhưng lại không nhắc đến công trạng của Tả tướng. Jun Jong hiểu lầm rằng Lee Tae đang quan tâm đến việc cô là cháu gái của Tả tướng nên mới bỏ qua cho Tả tướng. Lee Tae trả lời rằng Tả tướng là một mồi câu lớn, sẽ được sử dụng trong việc đối phó Đại Phi. Ngày hôm sau, Lee Tae triệu tập Tả tướng và các quan chức có công, yêu cầu họ viết danh sách những người đã xúi giục Đại Phi nổi loạn. Lee Tae không tin rằng một người phụ nữ có thể làm ra những việc tàn ác đến như vậy. Tả tướng ngay lập tức yêu cầu được nói chuyện riêng với Lee Tae. Sau khi mọi người rời đi, Tả tướng trực tiếp hỏi Lee Tae muốn loại bỏ ai. Lee Tae mỉm cười, Tả tướng thật sự hiểu ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lee Tae không vòng vo, ông, với tư cách là một vị vua, phải giữ danh tiếng là một người con hiếu thuận. Vì không thể tự mình hành động, anh chỉ có thể yêu cầu các đại thần giúp mình loại bỏ Đại Phi. Lee Tae hứa sau khi loại bỏ Đại Phi, anh sẽ không cho đăng xuất bà, đây là cách duy nhất để bảo vệ mạng sống của bà. Tả tướng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng chấp nhận mệnh lệnh của Lee Tae, quyết tâm sẽ bãi nhiệm Đại Phi. Ngày hôm đó, Dân Hy với vẻ mặt nghiêm trọng đến thăm cung của Jun Jong. Mặc dù cô đã phạm nhiều lỗi lầm, nhưng vì có Thượng thư bảo vệ nên đến nay vẫn an toàn. Chỉ là Jun Jong nhắc nhở cô rằng may mắn sẽ cạn kiệt sớm muộn. Việc Dân Hy cho đăng xuất em gái, cô sẽ nhớ mãi và một ngày nào đó Dân Hy phải trả giá. Dân Hy rất không phục, cô không hiểu mình đã sai ở điểm nào.
danh tính của Jun Jong rõ ràng là giả, việc cô tố cáo hoàn toàn theo quy định của cung điện. Dù Lee Tae đã sai người bảo vệ thợ làng che, không để bí mật bị lộ, cũng không thể xóa bỏ tội của Jun Jong. Chính lúc đó, Jun Jong mới biết Lee Tae đã âm thầm bảo vệ những người thợ làng che, điều này khiến cô cảm thấy nghi ngờ. Vào buổi tối, Jun Jong đến phòng ngủ của Lee Tae, thấy bàn cờ trên bàn, cô bỗng nhớ lại bức tranh cờ kỳ lạ trước khi Lee Tae bị đầu độc. Jun Jong lập tức khôi phục lại bức tranh cờ, phát hiện ra đó chính là sơ đồ đại phi nghe chính sự qua màn che. Quân trắng đại diện cho đại phi, quân xanh đại diện cho vị trí của các quan lại khi lên chầu, ngay cả vị trí trống cũng khớp hoàn hảo. Jun Jong cuối cùng hiểu ra người đứng sau tất cả chính là Lee Tae. Lee Tae biết mình không thể giấu giếm trước Jun Jong, đành phải thừa nhận. Jun Jong nghẹn ngào, cảm thấy vô cùng thất vọng với Lee Tae. Anh vì mục đích của mình mà hy sinh nhiều người vô tội, trong đó có cả em gái. Jun Jong tức giận vung tay thoát khỏi Lee Tae và trở về phòng ngủ của mình. Vào buổi tối, Lee Tae một lần nữa đến thăm, muốn giải thích cho Jun Jong rõ ràng. Anh ta nói rằng việc cải cách luôn cần phải có sự hy sinh, nhưng chỉ lần này mà thôi. Khi anh ta nắm giữ quyền lực tối cao, sẽ không còn chuyện như thế nữa. Về em gái của Jun Jong, Lee Tae sẽ tổ chức một tang lễ trang nghiêm nhất để bày tỏ lòng an ủi. Nhưng Jun Jong cảm thấy, sự lựa chọn của vua mới là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự ra đi của những người vô tội. Dù cho kẻ thù mạnh mẽ đến đâu, nếu như vua muốn cứu mạng người khác, hoàn toàn có thể chọn cách suy nghĩ kỹ càng hơn. Nhưng dù là thảm họa áp bức những người trí thức trước đây hay việc gia đình Lưu bị diệt, Lee Tae và vua trước đều không thể hiện ra ý chí vượt qua hoạn nạn, chỉ coi đại thần như quân cờ để tự cứu lấy mình. Lời nói của Jun Jong khiến Lee Tae suy ngẫm về bản thân. Anh bất chợt nhớ lại sư thầy cũng đang xuất trong kế hoạch này, nhưng Ki-hun nói với anh rằng sự ra đi của những người vô tội không phải là lỗi của Lee Tae. Sư thầy đang xuất không uổng phí vì anh ta đã giúp Lee Tae củng cố quyền lực. Một vị vua luôn là sự kết hợp giữa lòng từ bi và sự tàn nhẫn. Chỉ khi nắm giữ quyền lực mới có sức mạnh thể hiện lòng từ bi, và con đường đạt được quyền lực phải kiên định và tàn nhẫn. Sau cuộc tranh cãi này, Jun Jong bắt đầu xa cách Lee Tae và sai người bên cạnh điều tra những động thái ở phủ đại phi. Cô muốn biết Lee Tae sau này sẽ kiểm soát chính trị như thế nào. Ngày mùng 1, con trai tả tướng theo lệ thường đến đại phi điện chào hỏi. Đại phi khuyên anh nhanh chóng rời đi vì sự thất thế của bà đã trở thành sự thật. Các đại thần trong triều đều muốn tách mình khỏi đại phi để tránh rủi ro. Nhưng con trai tả tướng, một người luôn chính trực và có nguyên tắc, không chạy theo quyền lợi và hứa sẽ đến thăm bà vào ngày mùng 1 kế tiếp. Đại phi rơi lệ cảm ơn lòng trung thành của anh, nhưng bảo rằng mình sẽ không gặp lại anh nữa. Thái độ chính trực của con trai tả tướng bị các đại thần coi là bất nghĩa, lập tức bị khiển trách vì tiếp cận đại phi, người bị coi là tội nhân. Anh cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần trước những âm mưu và thủ đoạn không thể đoán trước của chốn quan trường, nơi mỗi người đều tự vệ bằng cách tấn công người khác trước. Tả tướng biết con trai mình thất vọng và oán trách, nhưng vẫn hy vọng anh không thay đổi bởi những phong tục của triều đình. Tả tướng đã làm nhiều việc để bảo vệ Joseon, điều quan trọng hơn là bảo vệ những người trẻ tuổi vẫn giữ được trái tim chân thành như con trai mình, vì anh chính là hình ảnh của tả tướng khi còn trẻ. Ngày hôm sau khi lên triều, tả tướng theo thỏa thuận trước với Lee Tae, thúc giục các đại thần bãi nhiệm đại phi. Nhưng phản ứng của Lee Tae lại khiến tả tướng bất ngờ. Anh ta bác bỏ lời khuyên của mỗi vị đại thần và thậm chí trừng phạt những người đưa ra kiến nghị, trông như đang bảo vệ đại phi. Ánh mắt tả tướng nhìn Lee Tae, không biết anh ta đang tính toán điều gì. Jun Jong tìm hiểu về động thái này và đến cung của Lee Tae vào đêm khuya, hỏi anh ta có phải muốn sử dụng lý do bãi bỏ đại phi để loại bỏ các đại thần hay có kế hoạch khác. Lee Tae trả lời rằng anh ta không thể làm điều bất hiếu, và lựa chọn duy nhất mà anh ta có thể để lại cho các đại thần chỉ có thể là trực tiếp cho đăng xuất đại phi. Cách hành động cụ thể cần do tả tướng và các công thần tự mình lên kế hoạch. Tả tướng và nhóm của mình cũng hiểu ra điều này nhưng hoàn toàn phản đối. Trong bất kỳ triều đại nào, không có vị quan nào muốn phục vụ một vị vua cho đăng xuất mẹ. Nếu Lee Tae quyết tâm làm như vậy, không khác gì tự đào mồ chôn mình. Quan điểm của Jun Jong cũng tương tự như tả tướng, quyền lực được giành lấy bằng cách cho đăng xuất người, sau này cũng chỉ có thể duy trì bằng cách cho đăng xuất người. Một sai lầm trong suy nghĩ của Lee Tae sẽ đẩy anh ta vào vòng lặp sai lầm. Ngày hôm sau, tả tướng tìm gặp đại phi, thông báo kế hoạch của Lee Tae và yêu cầu bà tự mình đề xuất bãi nhiệm. Đây là giải pháp phù hợp nhất có thể nghĩ ra lúc này. Nhưng đại phi lại cố chấp, muốn tả tướng trả lời liệu ông có cho đăng xuất mình không. Nếu bây giờ bà không phải là đại phi mà chỉ là một người không có bất kỳ sự bảo vệ nào từ luật pháp hay đạo đức. Tả tướng không muốn giả định điều đó, đại phi với đôi mắt đỏ hoe, chỉ muốn nghe một lời biểu lộ tình cảm cá nhân từ tả tướng, dù chỉ một câu. Sự thất vọng này khiến đại phi càng quyết tâm đối đầu với tả tướng. Đại phi trở về điện, yêu cầu thượng cung tìm cách thoát khỏi cung điện, bà có một vật gì đó cần phải gửi ra ngoài. Lee Tae, nhằm tiếp tục gây áp lực lên tả tướng, đã ra lệnh chuyển toàn bộ quyền lực quân sự mà mình nắm giữ cho thượng thư. Sau buổi chiều, tả tướng khẩn thiết yêu cầu Lee Tae dừng lại đúng lúc, triều đình cần sự cân bằng để duy trì hòa bình. Việc thượng thư nắm giữ quá nhiều quyền lực không phải là điều tốt, nhưng Lee Tae yêu cầu ông ta đưa ra điều kiện đổi trác tương ứng mới sẽ dừng lại. Giống như khi tả tướng dẫn dắt các đại thần muốn bãi nhiệm mẫu hậu và muốn bãi bỏ chính mình, cuối cùng hoàng gia chỉ có thể để mẫu hậu qua đời. Bây giờ vận mệnh đã thay đổi, hai người đã đổi vai cho nhau. Lee Tae nhắc nhở tả tướng, nếu không thể đưa ra điều kiện đổi trác phù hợp thì tả tướng phải giao mạng đại phi. Mặt khác, Dân Hy biết thượng thư nắm giữ quyền lực lớn và rất vui mừng, vì như vậy cô sẽ không bị liên lụy bởi tội ác của đại phi. Nhưng sau cuộc nổi dậy này, Dân Hy cũng trở nên trưởng thành hơn, cô không còn yêu mến Lee Tae nữa. Sự quan tâm của anh chỉ vì cha cô là thượng thư.
Dân Hy lộ rõ cảm xúc trên khuôn mặt khi gặp lại Ly Tê trong hậu cung, không còn lòng vòng như trước, mà thay vào đó là sự kinh hoàng và bất an. Ly Tê đối với cô như đeo mặt nạ, chỉ cần Thượng Thư vẫn là người của mình, dù Dân Hy làm gì cũng sẽ được tôn trọng. Điều này khiến Dân Hy nhận ra tình cảm của mình không có ích lợi gì. Ngày hôm đó, Jun Zhong nhận được thư từ làng Che và sau đó chủ động tìm Ly Tê, yêu cầu được rời cung để tế tự em gái. Ly Tê thấy Jun Zhong không còn lạnh nhạt với mình nữa cũng rất vui mừng. Bức thư khiến Jun Zhong thay đổi suy nghĩ về Ly Tê nhiều, hóa ra Ly Tê luôn âm thầm bảo vệ những người thợ làng Che. Trước khi cầu mưa đã tự nguyện nhịn ăn để không làm hại đến người chịu trách nhiệm về bữa ăn. Trong lòng Ly Tê vẫn có lòng từ bi, sẽ bảo vệ mạng sống của những người vô tội. Jun Zhong nắm tay Ly Tê, cuối cùng tin tưởng rằng anh không giống Đại Phi, sẽ không trở thành một vị vua tàn bạo. Ở ngoại ô, trên ngọn đồi nhỏ, Jun Zhong thực hiện nghi lễ tế tự trước mộ em gái. Khi cô quay lại, Tả tướng đã âm thầm xuất hiện. Jun Zhong nói với Tả tướng rằng cô muốn trở thành người kiềm chế Ly Tê, nhằm thúc đẩy Ly Tê trở thành một vị minh quân. Hiện tại, những người trí thức trong triều đang bỏ phiếu cho học phái mà ông Jun trước kia đã chủ trương. Đây là một cơ hội tốt, Jun Zhong muốn công khai thân phận thật của mình với tư cách là người phát ngôn của giới trí thức, để ảnh hưởng đến quyết định của Ly Tê trong việc quản lý triều chính, nhằm ngăn chặn Ly Tê trở thành một vị bạo chúa. Ngày hôm đó, Ly Tê đến cung của Jun Zhong, thông báo rằng anh đã đồng ý minh oan cho ông Jun. Jun Zhong rất biết ơn và đề xuất muốn khôi phục lại thân phận của mình. Nhưng Ly Tê vẫn có những lo ngại, bởi Jun Zhong hiện đang có mối quan hệ gắn bó với Tả tướng. Nếu muốn rời bỏ, Tả tướng chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện đổi trác. Ly Tê lo sợ Jun Zhong sẽ gặp rắc rối. Vào ban đêm, Thượng thư theo mệnh lệnh đến nhà Tả tướng, đưa đi những vệ sĩ trước kia bảo vệ cung điện. Tả tướng muốn ngăn chặn nhưng bị Thượng thư dùng đoàn đao cản lại. Hiện tại, quyền lực của Thượng thư cao hơn nhiều so với Tả tướng, thái độ của ông ta đối với Tả tướng tự nhiên không có chút tôn trọng nào. Tả tướng có vẻ không mảy may quan tâm, nhưng phu nhân lại cảm nhận được cảm giác nguy cơ sắp đến. Bà khuyên Tả tướng cho đăng xuất đại phi, nếu không, quyền lực của gia tộc sẽ từng bước bị tước đoạt, cuối cùng mọi người đều trở thành con mồi cho người khác tùy ý sử dụng. Tuy nhiên, ý định của phu nhân vẫn bị Tả tướng nhìn thấu. Mặc dù bà lo lắng cho số phận của gia đình, nhưng cảm xúc muốn cho đăng xuất đại phi của bà còn xuất phát từ lòng ghen tị bởi Tả tướng yêu đại phi. Tả tướng cảm ơn phu nhân đã suy nghĩ cho gia đình và bản thân mình. Lần này ông muốn liều lĩnh một phen, sử dụng số phận của cả gia tộc để đối đầu với Ly Tê. Trong tình thế cùng đường, sự ra đi cũng có thể là sự sinh tồn. Cá cược của Tả tướng chính là thỏa thuận với Jun Zhong. Ông sẵn lòng giúp Jun Zhong khôi phục thân phận với điều kiện là Jun Zhong và giới trí thức cùng nhau hợp sức để bãi nhiệm đại phi, sau đó gán hết tội lỗi của đại phi lên chính mình. Ngày hôm sau khi lên triều, Tả tướng công bố tin tức con gái của ông Jun vẫn còn sống, cô chính là Jun Zhong trong nội cung. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, tất cả các đại thần đều bị sốc. Đại thúc chính ngay lập tức đưa ra kiến nghị rằng hành vi lừa dối hoàng gia và vua phải bị trừng phạt theo luật, kể cả Tả tướng, người đã đưa Jun Zhong vào cung, cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Ly Tê ngay lập tức bảo vệ Jun Zhong trước triều đình, khẳng định cô không có tội lừa dối vua, mỗi bước đi vào cung đều do chính mình sắp đặt. Sau buổi chiều, Ly Tê gặp riêng Tả tướng, không hiểu mục đích ông ta là gì, nhưng Tả tướng không tiết lộ, chỉ để Ly Tê tự mình nhận ra. Trong cơn tức giận, Ly Tê cho giam Tả tướng vào nhà tù, rồi ngay lập tức tìm đến giới trí thức, yêu cầu họ tận dụng cơ hội này để kiến nghị trừng phạt gia đình Tả tướng. Tuy nhiên, giới trí thức không muốn tuân theo ý của Ly Tê, họ hy vọng có thể công bằng xét xử tội lỗi của Tả tướng. Quyết định này chính là theo chỉ dẫn của Jun Zhong. Giới trí thức thông báo cho Ly Tê rằng việc công khai danh tính là kết quả của kế hoạch giữa Jun Zhong và Tả tướng. Ly Tê ngay lập tức tìm đến Jun Zhong, với nước mắt chảy dài xin cô đừng trở thành kẻ thù của mình. Nếu Jun Zhong cản trở quyền lực của anh, Ly Tê sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho đăng xuất cô. Khi nói ra điều này, nước mắt Ly Tê rơi. Anh chỉ có thể bảo vệ người mình yêu bằng cách củng cố quyền lực của mình, không muốn giống như cha mình, chỉ có thể nhìn người vợ qua đời. Jun Zhong khuyến khích Ly Tê tiếp tục con đường mình nên đi, không nên vì anh ta mà chọn lựa một con đường nào, cô sẽ tự bảo vệ mình. Ly Tê hiểu rằng Jun Zhong lo sợ anh sẽ theo bước chân của những bạo chúa trước đây và đại phi, tàn nhẫn với mạng sống con người. Nhưng cảm giác không được tin tưởng này khiến Ly Tê cảm thấy vô cùng bất lực. Anh hỏi ý kiến của Ki-un, người hoàn toàn tin tưởng Ly Tê và tin rằng con đường mà vua chọn chắc chắn là đúng. Ki-un từng là dân thấp cổ bé họng, được vua trước giải thoát khỏi tình trạng này và đưa vào bên cạnh, còn giao phó Ly Tê cho anh. Với lòng tin của vua trước, Ki-un không thể đáp trả, chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ mạng sống của Ly Tê, đảm bảo anh không đăng xuất một cách bi thảm. Đại phi biết được danh tính của Jun Zhong, bắt đầu lo lắng cho an toàn của Tả tướng. Bà đến nơi họ đang dẫn Tả tướng đi, nhìn ông với ánh mắt đầy ẩn ý, mong muốn của đại phi nhằm giành lấy quyền lực cũng xuất phát từ tình yêu. Như vậy, bà ấy có thể gặp gỡ Tả tướng, người mình yêu, bất cứ lúc nào. Sau một khoảnh khắc giao lưu ánh mắt ngắn ngủi, đại phi chứng kiến Tả tướng rời đi. Ban đầu, Jun Zhong đã thỏa thuận với Tả tướng, và bây giờ khi Tả tướng đã thực hiện lời hứa của mình, Jun Zhong cũng sẵn lòng giúp ông giảm nhẹ tội lỗi. Cô đã lên tiếng ủng hộ Tả tướng trước giới trí thức, tuyên bố rằng bản thân đã được phục hồi danh dự nhờ vào sự giúp đỡ của Tả tướng. Theo thỏa thuận, cô nên hỗ trợ ông. Với sự tham gia của Jun Zhong, giới trí thức bắt đầu lên tiếng cho Tả tướng. Nhưng Ly Tê cũng có suy nghĩ của mình, anh ta quyết tâm loại bỏ đại phi và Tả tướng. Ly Tê tiếp tục bắt giữ những người hầu cận của đại phi, cố gắng khiến bà ta cô đơn và không có sự hỗ trợ. Đại phi không còn cách nào khác phải tự mình đứng ra thực hiện một màn kịch đầy nước mắt, quỳ gối trước đại điện của Ly Tê.
Li Tê nhận ra Đại Phi muốn anh phải chịu danh tiếng xấu của việc bất hiếu, dẫn đến việc bị chỉ trích bởi mọi người. Li Tê cũng làm theo, quỳ gối trước Đại Phi, đóng vai một người con hiếu thảo. Hai người thì thầm với nhau, Li Tê khuyên Đại Phi đừng làm mọi chuyện trở nên xấu xí. Nghe vậy, Đại Phi lấy ra vũ khí, tin rằng các đại thần không dám hành động bất trung, bất nghĩa để cho đăng xuất bà. Thay vào đó, hành động tự làm tổn thương bản thân của Đại Phi sẽ khiến Li Tê bị gắn ghép danh tiếng bất hiếu, dùng đó làm lý do để loại bỏ anh. Nói xong, Đại Phi muốn tự làm tổn thương mình, Li Tê ngăn cản hành động của Đại Phi, đồng ý trả lại những người hầu của bà và đưa Đại Phi đến cung điện ngoại ô. Sau khi gửi đi Đại Phi, Jun Rong đến gặp Li Tê. Là một vị vua, anh cần có những đồng minh tuyệt đối. Jun Rong sẵn lòng ở bên cạnh Li Tê suốt đời, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại. Chính vì lẽ đó, cô muốn trở thành một quan thần dám nói lời khuyên chân thành với vua, không mong muốn Li Tê hành xử độc đoán. Sau khi Jun Rong đi, Ki-un báo cáo với Li Tê rằng Đại Phi sắp đến cung điện ngoại ô về việc giới trí thức và các đại thần cùng nhau kêu gọi khoan hồng cho tả tướng. Ki-un cảm thấy bực tức. Kẻ thù cũ có thể đứng chung một mặt trận, điều đó có nghĩa là một ngày nào đó họ có thể lại cùng Đại Phi hợp tác để hạn chế quyền lực của Li Tê. Để không để quyền lực của Li Tê bị đe dọa, Ki-un đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Đại Phi trên đường đi sẽ bị một nhóm lưu manh tấn công và Ki-un sẽ tìm mọi cách để họ phải chịu tội cho đăng xuất Đại Phi. Li Tê ngăn chặn Ki-un hành động một mình. Về cách xử lý Đại Phi anh cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng Ki-un quyết định hành động một mình, thề sẽ giúp Li Tê loại bỏ trở ngại phía trước. Anh ta chỉ thị cho người dưới quyền phải khiến cho Đại Phi ra đi mà không đau khổ. Mặt khác, tả tướng nhận được tin Đại Phi rời khỏi cung. Trước đó, Đại Phi không muốn rời khỏi cửa cung một bước, lần này biết rằng có thể gặp nguy hiểm trên đường đi nhưng vẫn chọn rời bỏ nơi an toàn nhất là cung điện. Tả tướng cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức vượt ngục ra khỏi cung. Hai ngày sau khi Đại Phi rời cung, một người hầu cung đem thư của Đại Phi đến cho Li Tê. Nếu Đại Phi gặp nguy hiểm, những tờ rơi do bà tự viết sẽ được dán khắp 8 đạo của Triều Tiên. Khi đó, toàn bộ Joseon sẽ biết Li Tê cho đăng xuất mẹ và vị thế của anh sẽ không còn. Anh sẽ phải sống trong địa ngục do Đại Phi tạo ra. Sau khi đọc xong bức thư, Li Tê ngay lập tức tìm Ki-un nhưng chỉ biết rằng Ki-un đã biến mất từ ngày hôm qua. Chính lúc này, Ki-un đang chuẩn bị bắn đăng xuất Đại Phi. Đúng lúc đó, tả tướng đến kịp thời và đứng chắn trước Đại Phi, Ki-un đành phải hạ vũ khí xuống. Khi nhìn thấy người mình yêu, Đại Phi lập tức rơi lệ. Lần này, bà sẵn lòng chấp nhận sự ra đi, chỉ có như vậy, mọi người xung quanh mới phải sống trong đau khổ, không có được bình yên. Tả tướng an ủi Đại Phi, tự nhận mình là nguồn gốc của tội ác, Đại Phi mới là người nên sống một cuộc sống bình yên. Tả tướng cảm nhận được sự đau khổ của Đại Phi, người phụ nữ này vốn dĩ có một tâm hồn thuần khiết nhất, chỉ muốn dành tình yêu cho người mình yêu thương. Nhưng vì tả tướng mà bà phải vào cung, trải qua bao khổ ải. Tả tướng vô cùng hối hận với quyết định của mình. Từ phía sau, Ki-un từ xa quan sát cuộc trò chuyện giữa hai người, bỗng nhiên quân vệ của cung xuất hiện từ một bên, hai bên giao tranh ác liệt. Thấy tình hình nguy cấp, Ki-un lập tức bắn đăng xuất Đại Phi. Tả tướng cảm nhận được sự bất thường, đứng ra chắn mũi tên dành cho Đại Phi. Đại Phi chứng kiến người yêu mình hy sinh mạng sống để bảo vệ bà. Trước khi qua đời, tả tướng để lại lời nhắn, dù sống sót có thể còn đau khổ và mệt mỏi hơn đăng xuất đi, nhưng tả tướng vẫn hy vọng Đại Phi sẽ sống sót và có những điều tốt đẹp bên cạnh, cuối cùng sẽ tìm lại được nụ cười của mình. Nói xong, tả tướng muốn chạm vào khuôn mặt của Đại Phi lần nữa nhưng không thể thực hiện được ước nguyện, bất lực ngã xuống đất. Ki-un trở về cung báo cáo, tả tướng mà bấy lâu nay muốn loại bỏ đã đăng xuất như vậy. Li Tê trong chốc lát không thể tin được, gần đây, Ki-un sẽ rời khỏi cung. Khi hành động, khuôn mặt của anh đã bị quân vệ của cung thấy, họ chắc chắn sẽ tố cáo Ki-un. Anh chỉ có thể tạm thời rời đi để tránh né. Li Tê không nỡ để mất Ki-un, người duy nhất mà anh ta tin tưởng, rời xa bên cạnh mình. Trước khi rời đi, Ki-un đã giao Li Tê cho Jun Rong. Anh tin tưởng rằng Jun Rong sẽ trung thành với Li Tê giống như bản thân mình. Sau khi Ki-un đi, Li Tê đến nhà tả tướng, như thể đã có cuộc đối thoại với tả tướng đã khuất. Bây giờ, kỷ nguyên của tả tướng đã kết thúc, từ giờ trở đi là kỷ nguyên hoàn toàn thuộc về Li Tê. Tả tướng không chắc chắn rằng dưới sự dẫn dắt của Li Tê, Joseon sẽ phát triển thành như thế nào. Chính vì lý do này, ông không thể tin tưởng Li Tê. Trở lại cung, Li Tê đến trước mặt Đại Phi, quyết định bãi nhiệm Đại Phi. Nhưng Đại Phi chỉ muốn tìm đến sự ra đi, không còn ý chí sống. Là một vị vua, để chứng minh mình là người con hiếu thảo, Li Tê quyết không để Đại Phi tự hủy. Đại Phi chỉ có thể một mình sống trong cung với sự cô đơn vô hạn. Lời này đã làm tăng thêm sự cô đơn của Đại Phi. Mọi chuyện đã đi đến hồi kết, Jun Rong viết thư mời thầy giáo của mình vào cung, trở thành cánh tay phải của cô. Không lâu sau, thầy giáo được đề cử làm quan, với sự thanh liêm và ngay thẳng, Jun Rong cảm thấy an tâm hơn. Không bao lâu sau, Jun Rong sinh hạ một bé trai, Li Tê vội vàng đến thăm. Hình ảnh gia đình ba người vui vẻ hạnh phúc. Chỉ là, mỗi đêm, Li Tê nhìn vào ngai vàng lại rơi vào sự tự nghi ngờ sau khi tạo dựng nên kỷ nguyên của mình. Liệu anh có thể đảm bảo mình sẽ không giống như những bạo chúa khác? Liệu những người xung quanh mình có phải là quân tử chân chính? Trong những nghi ngờ liên tiếp này, Li Tê quyết định lưu đày Thượng Thư. Quyền lực của Thượng Thư dần mở rộng, Li Tê cần phải giảm bớt sức mạnh của ông ta. Thượng Thư nhận ra rằng vai trò của mình đã kết thúc. Là một người cha, ông quan tâm đến sự an toàn của Dân Hy, Li Tê hứa sẽ trân trọng Dân Hy. Mặc dù Thượng Thư trung thành với Li Tê, nhưng cuối cùng ông là cha của Dân Hy trong hậu cung, Li Tê tuyệt không để cho quyền lực ngoại tộc chiếm ưu thế, đe dọa quyền lực của mình về sau.
Jun Jong nhận được tin tức và không khỏi thở dài. Lee Tae đã đuổi đi một quân sư trung thành hoàn toàn ủng hộ mình. Jun Jong cũng chuẩn bị sử dụng một lực lượng khác để kiềm chế bản thân. Ngày hôm sau, thượng thư lên đường, Jun Hee được phép rời cung để tiễn biệt. Trong một đêm, Jun Hee trưởng thành, cô quyết định sẽ sinh con trai cho Lee Tae và nhờ Jun Jong giúp đỡ, xin Lee Tae rút lại lệnh lưu đày. Từ giây phút này, Jun Hee sẽ bảo vệ gia đình. Đối với Jun Hee, Lee Tae cảm thấy có chút áy náy, chuẩn bị phong cô làm quý nhân. Jun Jong cũng dự định chăm sóc Jun Hee chu đáo, bù đắp cho nỗi đau trong lòng cô. Nhưng việc cấp bách hơn, Lee Tae muốn tiến hành lễ phong chức cho Jun Jong làm trung điện trước. Chỉ có Jun Jong mới là lựa chọn duy nhất cho trung điện. Nói xong, Lee Tae hôn người yêu. Trong ngày lễ, Lee Tae và Jun Jong ăn mặc lộng lẫy. Đối với Lee Tae, Jun Jong giống như một lưỡi kiếm sáng loáng, luôn nhắc nhở Lee Tae về trách nhiệm và sứ mệnh của một vị vua. Không chỉ vậy, Jun Jong còn có nhiều vai trò, là chỗ dựa cho Lee Tae, là người yêu, trung điện, thậm chí là đối thủ chính trị của anh. Với sự thúc đẩy từ Jun Jong, Lee Tae tin tưởng mình chắc chắn sẽ trở thành một vị vua thông thái.